hắn không khóc gào, hắn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, đã tê tâm liệt phế. Ngươi hẳn phải chết, ngươi hẳn phải chết. Hắn cắn răng, xoay người chạy, không ngừng lặp lại ba chữ này. Ngươi chết ngay bây giờ. Lý Thiên Mệnh tà ma bay ra ngoài, đảo mắt đâm đến Khương Vô Tâm giữa lưng. Mắt thấy, hắn thì muốn tại chỗ mất mạng. Chỉ trong nháy mắt, đột nhiên có một đạo hắc ảnh, xuất hiện tại Khương Vô Tâm sau lưng. Hắn tay bên trong một cái đoạn bổng vung ra, chặn Lý Thiên Mệnh cái này tuyệt sát nhất kích. Người kia bao phủ tại hắc bào trong hắc phụ, một đôi đen nhánh như mực ánh mắt, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Chính là ba đại tiểu quỷ vương một trong, hắc ảm. Hắn cứu được Khương Vô Tâm, mang theo Khương Vô Tâm lập tức liền đi. Phía sau của hắn, có hắn cộng sinh thú, Dạ La Sát, bảo hộ, cấp tốc xông ra cửa động. Lý Thiên Mệnh đuổi tới một nửa, đã không có cách nào đuổi. Hiện tại tứ đại tông môn tất cả mọi người, đều còn tại hết sức trèo trống, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lựa chọn trước trợ giúp người khác. Nhị trọng sinh kiếp về sau, hắn có thể làm đến sự tình, tuyệt đối càng nhiều. Trước mắt Tam Tài Tiên Tông, Ngũ Hành Địa Tông cùng Bát Quái Tâm Tông bên kia, ngược lại có sập bàn tình thế. Lý Thiên Mệnh vội vàng mang theo Huỳnh Hỏa, Lam Hoang cùng Miêu Miêu, chuyển di bên kia trợ giúp. Lý Thiên Mệnh đến rồi. Nguyên bản hết sức trèo trống, giữ vững cửa động các đệ tử, trong lúc nhất thời đều tràn đầy hy vọng. Hắn kém chút liền giết Khương Vô Tâm. Chúng ta bên này, cũng có cấp độ này cường giả. Nói thật, muốn không phải hắn, chúng ta những người này, chỗ nào có thể sống đến hôm nay a? Vốn cho là chỉ có chết chống đỡ, oanh oanh liệt liệt mà chết. Lại không nghĩ tại cái này tuyệt vọng trước mắt, lại là hắn đứng dậy, trở thành hy vọng ánh rạng đông. Nếu như nói trước lúc này, chỉ muốn trước khi chết kéo một cái đệm lưng, hiện tại, bọn họ chiến ý ngút trời, khí huyết mãnh liệt. Chẳng những muốn giết người, còn muốn thắng. Còn chờ cái gì? Buông ra hết thảy, giết a. Cửu cung quỷ tông, thì thật mạnh như vậy, thật có thể đem chúng ta làm xúc sinh một dạng ức hiếp sao? Để bọn hắn đi chết. Một trận đơn đấu thắng bại, trở thành chiến đấu chuyển hướng. Tứ đại tông môn, quật khởi. Lục đạo thần vực, kiếm hồn đế sơn. Theo ồn ào cuồng nhiệt, lại đến hoàn toàn tĩnh mịch. Thôn Nhật Ma Lang chiến tử, Khương Vô Tâm chật vật đào mệnh, từ đó cái này lục đạo kiếm tông lặng ngắt như tờ. Giết đệ tử của bọn hắn, bọn họ nổi giận. Có thể, liền Khương Vô Tâm đều thảm bại, bọn họ ngược lại giận không nổi. Ngoại trừ thất bại, vẫn là thất bại. Vô năng phẫn nộ, bọn họ chỉ có thể nói một câu. Thiên hạ đệ nhất hội về sau, tất diệt thái cổ thần vực, giết tôn thần, ngược chết cái này Lý Thiên Mệnh. Tam nguyên chiến trường, đến từ toàn bộ đại lục đứng đầu cường giả nhóm, lặng ngắt như tờ. Lục đạo kiếm tông khu vực bên trong. Chư vị cường giả nhìn phía trước phong thanh ngục, càng thêm nói không ra lời. Sớm trước lúc này, bọn họ tràn đầy phấn khởi thảo luận Khương Vô Tâm thần kỳ biến hóa. Liền bọn họ đều không nói ra, quỷ thần biến, ba chữ này tới. Bọn họ còn tưởng rằng, đây là phong thanh ngục truyền tạo hóa. Nhưng hôm nay, liền cộng sinh thú đều đã chết, còn có cái gì, đáng giá kiêu ngạo sao? Lục đạo kiếm tông cái nhục ngày hôm nay nhục, một ngày nào đó, muốn trên chiến trường, để nhất nguyên thần tông nghìn lần vạn lần, ước vạn lần hoàn trả. Bọn họ cũng đều biết. Lục đạo kiếm ma, chỗ lấy vì ma, là bởi vì hắn làm người làm việc. Đều có ma tính. Khương Vô Tâm là hắn đệ tử đắc ý nhất. Hắn ngoại trừ tu hành, tại Khương Vô Tâm trên thân hao phí tinh lực lớn nhất, hắn liền nữ nhân đều không có. Cho nên hiện tại, lục đạo kiếm ma, hắn nổi giận sao? Bọn họ nhìn đến chính là, hắn không nhúc nhích. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tam nguyên chiến trường cái cuối cùng khu vực, độc thuộc về Cửu Cung Quỷ Tông. Cửu Cung Quỷ Tông cường giả kết cấu. Cùng những tông môn khác có chút khác biệt, bọn họ không thiết lập tông chủ, bất cứ chuyện gì, đều từ quỷ vương sẽ quyết định. Quỷ vương biết, hết thảy có 9 cái quỷ vương, quyền lực thăng bằng hiệu suất cao. Bọn họ lần này, đến đây cường giả nhiều nhất, chừng 30. Trong đám người, hết thảy có 3 cái quỷ vương tỏa chấn, từng cái đều như chân thật ngục bên trong, đi ra tồn tại. Cộng sinh thú chết vừa vặn, người đã phế đi, phong thanh ngục sẽ không để ý. Tìm cơ hội đem người đưa tới chúng ta cái này đến, hắn đạt được, thánh huyết, truyền thừa, có thể quỷ thần biến, chúng ta có thể đem hắn chế tạo thành ác mộng một dạng sát thần, vì ta Cửu Cung Quỷ Tông hiệu lực. Một cái quỷ vương nói. Điều kiện thành thục sao? Một cái khác quỷ vương hỏi.
ta cảm thấy thành thục, cái thứ ba quỷ vương nói. Cái này Lý Thiên Mệnh, trên người có ít đồ, đều là Hiên Viên Si truyền cho hắn. Chỉ có thể là Hiên Viên Si đi, hoặc là Hiên Viên Đại Đế lưu có đồ. Bất quá, Hiên Viên Đại Đế đồ vật, ngoại trừ chúng ta nhất định phải được Thiên Nguyên Đỉnh, còn lại sớm bị lược đoạt sạch sẽ a. Lại quan sát, như có cần phải, đem liệt vào Hiên Viên Si, Thiên Nguyên Đỉnh bên ngoài đệ tam đại mục tiêu. Thanh kiếm kia, chiếc đỉnh kia, khả năng siêu việt kiếp khí, cùng loại phong thanh mục chu thiên lục kiếm loại kia thần vật, muốn đoạt. Thành, thiên tinh cảnh trí cao kiếp nguyên là đồ tốt, Diêm La, tình thế bắt buộc, còn có thể phân cho Hắc Ảm cùng Trắng Nhiêu, cái này tôn thần đệ tử, sẽ cho bọn hắn sinh ra uy hiếp a. Có thể sẽ, địa ngục chi chiến sau khi kết thúc, lại để ba người bọn hắn tăng cường một chút, tham gia cuối cùng quyết chiến. Đúng, thiên tinh cảnh không chỉ có trí cao kiếp nguyên, đồ vật bên trong, lại là chúng ta nhất thống thiên hạ quan trọng, cần phải cầm xuống. Cái kia năm cái trí cao kiếp nguyên, rất có thể là chìa khóa. Ba vị quỷ vương trong mắt quang mang mãnh liệt. Để bọn hắn mạnh lên, ta đến phụ trách đi, bên trong một cái quỷ vương nói. Một lần thấp giọng thảo luận, ngoại nhân không người biết, không người hiểu. Thái cổ thần tông khu vực. Thần tông các cường giả, sợ hãi than rất lâu, cho tới bây giờ vẫn kinh tâm động phách. Thiếu niên tóc trắng kia sáng tạo hết thảy kỳ tích, làm cho cả thái cổ thần vực nhiệt huyết sôi trào, lệ nóng doanh tròng. Nhất nguyên chiến trường, nhị nguyên chiến trường phía trên đệ tử, đã sớm bởi vì, thiên nhãn trong kết giới phát sinh hết thảy mà kích động vạn phần. Thái cực kiếm hồ trên không, vang vọng nộ hống. Giết bọn hắn. Không thể thua, không thể chết. Để bọn hắn cút. Đã từng mù mịt thái cổ thần tông, chưa bao giờ giờ phút này giống như khoái ý ân cừu. Nhưng là, mọi người đều biết, một trận chiến này thắng thua, còn không có rốt cuộc. Lý Thiên Mệnh chỉ có một cái. Những người khác muốn sống sót, còn muốn liều chết đến cùng. Phanh phanh phanh, tiên tiên thánh quang đằng mạn cùng cành lá, cơ hồ đem cái này lỗ to nhất miệng phong kín. Phàm là có người hướng Lý Thiên Mệnh hướng, bất kể là ai, đều tiếp tục bị oanh tạc. Nó lần này tăng cường biên độ rất lớn, sinh ra đại lượng cành lá. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem tồn kho hung thú, đều bị nó duy nhất một lần ăn. Phàm là có địch nhân xông tới triệu hồi ra cộng sinh thú, Lam Hoang thì đi đầu đem kéo xuống đến, mấy chục con cộng sinh thú hô nhau mà lên. Khởi nguyên thế giới thụ đoàn chiến năng lực triệt để bạo phát, trợ giúp đến bất kỳ một cái nào tứ đại tông môn đệ tử. Nó tận gốc cần đều dọc theo tới, một trận cuồng đâm. Bên này tất cả đều là cửu cung quỷ tông đệ tử, rất nhiều hình thù kỳ quái cộng sinh thú. Năng lực rất là quỷ dị. Nhất là hai tên tiểu quỷ vương, vừa rồi thiếu chút nữa xé rách phòng tuyến của bọn hắn, mang theo cửu cung quỷ tông đại quân giết tiến đến. May mắn, Lý Thiên Mệnh mang theo tiên tiên bọn họ đến. Hắn chả không có đụng tới cái kia hai tên tiểu quỷ vương, nhưng lại đem chọn điều phòng tuyến chống đỡ. Tà ma chỗ đến, trực tiếp giết mấy cái cửu cung quỷ tông đệ tử. Triệu Thiên Hành, Đông Phương Tử Xung cùng Lâm Tịch Tịch bọn họ mừng rỡ. Đánh đến thời khắc này, bọn họ mỗi cái đều là dục huyết phấn chiến. Nghịch chiến phản sát, rốt cục làm cho đối phương hù sợ, rất nhiều cửu cung quỷ tông đệ tử không thể xé mở lỗ hổng, bị vây đánh chiến tử, thi thể đều cho đánh nát. Đương nhiên, cũng có ba đại tông môn đệ tử, chết thảm tại chỗ. Cuộc chiến tranh này, đã đầy đủ thảm liệt. Thiên Mệnh, nhanh đi giúp Hiên Viên Vũ Thịnh, chúng ta bên này chống được. Triệu Thiên Hành tại Thê Lương hô to. Tốt. Lý Thiên Mệnh lau đi khóe mắt vết máu. Hắn đem Lam Hoang cùng tiên tiên lưu tại nơi này, hỏa tốc trở về. Phốc phốc, Sở Tiểu Thất trong tay một thanh thu lại dù, xuyên thủng Hiên Viên Vũ Thịnh ở ngực. Thanh dù này bảy đầu kiếp văn, tên là Oan Mộng Dù. Nó hết thảy có bảy cái nan dù, mỗi một cây nan dù cuối cùng, đều có một con mắt. Nghe nói đây là cấp 5 sinh tử ma thú, biển sâu quỷ yêu, ánh mắt. Oan Mộng Dù rất mạnh. Nó có thể trưởng thành thương, cũng có thể thành mê hoặc thần hồn pháp khí. Làm Sở Tiểu Thất đột phá phòng tuyến, xông vào lòng núi thời điểm, Hiên Viên Vũ Thịnh cùng Bắc Cung Thiền Vũ, chỉ có thể lựa chọn ngăn cản nàng, không cho nàng theo hậu phương lớn, tiến công đệ tử của bọn hắn. Nhưng, bọn họ vẫn là thất bại. Bọn họ liên thủ, đều không phải là Sở Tiểu Thất đối thủ. Ngắn ngủi chiến đấu, bọn họ địa ngục kết giới đều bị đánh ra, đánh nát, hai người cộng sinh thú, đều đã trọng thương. Sở Tiểu Thất cười âm lãnh. Nàng vừa mới vốn là nghĩ, dùng Oan Mộng Dù đâm chết Bắc Cung Thiền Vũ,
không nghĩ tới Hiên Viên Vũ Thịnh đụng vào. Hắn dùng ở ngực trợ giúp cái kia váy đỏ nữ tử, chặn một kích này. Nhất thương đâm thủng ngực, máu me khắp người. Phốc phốc, Hiên Viên Vũ Thịnh ánh mắt phai nhạt xuống, tay của hắn nắm thật chặt Oan Mộng Du, nhìn chòng chọc vào Sở Tiểu Thất. Chơi anh hùng cứu mỹ trò xiếc a, cần ta đưa các ngươi tự tử sao? Đem bọn hắn xuyên thành một chuỗi, bị chết đầy đủ có ý cảnh a. Sở Tiểu Thất liếm liếm môi đỏ, khẽ mỉm cười một cái. Làm gì tiểu nhân đắc chí đâu? Sở Tiểu Thất, chúng ta cùng các ngươi thắng bại chưa phân, tuyệt đối đừng cao hứng quá sớm, ta hôm nay chết rồi, có thể ngươi cũng sống không được bao lâu. Hiên Viên Vũ Thịnh trong miệng đổ máu, ánh mắt lại dáng chống đỡ lấy, dần dần nồng đậm. Hắn lấy thân thể khôi ngô, ngăn tại Bắc Cung Thiển Vũ trước mặt, chỉ hy vọng nàng có thể thoát đi lái đi. Chỉ bằng các ngươi cái này kéo dài hơi tàn thái cổ Hiên Viên thị sao? Không muốn ngây thơ, hiện tại thái cổ Hiên Viên thị, cũng là người chi bằng lấn chó. Sở Tiểu Thất cười nhạo nói. Ha ha, ngươi nói không tính, lịch sử gặp mặt chứng nhận hết thảy. Hiên Viên Vũ Thịnh cười to. Đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy. Sở Tiểu Thất cầm lấy Oan Mộng Du, đẩy hắn, áp hướng về phía sau hắn đã trọng thương Bắc Cung Thiển Vũ. Đi, Hiên Viên Vũ Thịnh nhíu mày hô to. Bắc Cung Thiển Vũ đứng lên. Cút, Hiên Viên Vũ Thịnh lần nữa hô, thanh âm đều đang run rẩy. Khác hô, trên hoàng tuyền lộ, không muốn để cho ngươi cô độc. Bắc Cung Thiển Vũ không có đi, mà chính là kéo lấy mình đầy thương tích thân thể, cầm kiếm giết tới đây. Ta, một cái con người kiên cường, lại làm cho câu nói này, bước ra nước mắt. Ta nôn, Sở Tiểu Thất ghen tị nói. Trên thế giới này, nguyện ý lấy mệnh cứu người nam nhân, thật không nhiều lắm. Nàng chỉ muốn giết hai cái này, tiện nhân. Trong tay Oan Mộng Dù nhất động. Đúng vào lúc này, nguy cơ rất chí mạng, từ phía sau truyền đến. Sở Tiểu Thất biết, nàng không quay đầu phòng thủ, có thể sẽ bị trong nháy mắt đánh ra địa ngục kết giới. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể quất ra Oan Mộng Dù, mở ra dù, biến thành thuẫn bài, chặn một kiếm. Nàng bị chấn bay ra ngoài. Bắc Cung Thiển Vũ thừa cơ đem Hiên Viên Vũ Thịnh ôm đi, vội vàng né tránh, thoát ly chiến trường. Nàng theo tu di giới chỉ bên trong lấy ra linh túy, vội vàng vì Hiên Viên Vũ Thịnh bảo mệnh. Hắn tuy nhiên thụ trọng thương, nhưng cũng không có đả thương cùng căn bản, còn có thể cứu trị hy vọng. Bắc Cung Thiển Vũ tóc tai rối bời, khắp khuôn mặt là vết máu. Nàng một bên bó thuốc, một bên rơi lệ, lệ kia nước ào 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 nhỏ ở Hiên Viên Vũ Thịnh trên vết thương. Hiên Viên Vũ Thịnh bỗng nhiên bắt lấy tay của nàng. Ta yêu ngươi, hắn dùng hết tất cả khí lực, nói ra ba chữ này. Hắn sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, có thể ba chữ này, đủ để thấy hắn xích thành chi tâm. Ngươi không phải không hiểu phong tình sao? Thối ngốc tử, ngu ngốc, ta ám chỉ qua ngươi bao nhiêu lần, ngươi bây giờ nửa chết nửa sống, mới nói với ta loại lời này. Bắc Cung Thiển Vũ nức nở nói. Nàng lại là khó chịu, vừa mừng rỡ. Ta đều biết đều rõ ràng, nhưng là ta sợ, Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Sợ cái gì? Sợ ta không có cách nào còn sống, rời đi địa ngục chiến trường, ta là nhất định phải chết người, ta không muốn trêu chọc ngươi, cho ngươi tăng thêm thống khổ. Thật xin lỗi, Hiên Viên Vũ Thịnh bi thương nói. Vậy ngươi bây giờ nói cái rắm? Hiện tại, ta cảm thấy, ta giống như có thể sống sót. Cho nên, ta quyết định, ta muốn làm nam nhân của ngươi. Ta phải dùng ta một đời một kiếp đi thủ hộ ngươi. Hắn nắm chặt Bắc Cung Thiển Vũ tay. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Vậy ngươi tốt nhất đừng chết, nếu không ta thì. Bắc Cung Thiển Vũ hai vai run rẩy. Ngươi thì cái gì? Ta thì đổi một người nam, mỗi tháng đổi một cái. Bắc Cung Thiển Vũ nín khóc mỉm cười nói. Mà nó, đừng dọa ta không cảm tử. Hiên Viên Vũ Thịnh hoảng sợ mộng. Bọn họ nóng rực mà thần sắc hai mắt, đối mặt ở cùng nhau. Nhi nữ tình trường, trong loạn thế này, càng đầy đủ chân quý. Xem thiên mệnh. Lăn lộn trong chiến đấu, Lý Thiên Mệnh theo Sở Tiểu Thất trong tay, cứu được Hiên Viên Vũ Thịnh, đã sớm đưa tới vô số người chú ý. Lại đụng phải một cái ngũ trọng sinh kiếp tồn tại. Tại Khương Vô Tâm đột phá trước đó, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục 30 tuổi trở xuống, chỉ có 4 cái ngũ trọng sinh kiếp, chính là Sở Tiểu Thất cùng 3 cái tiểu quỷ vương. Trong đó, Sở Tiểu Thất nhỏ tuổi nhất. Nàng phong quang vô hạn, chính là thiên chi kiêu tử, càng là Viêm Hoàng Đại Lục ở bên trên, vô số đệ tử trong mắt thần nữ. Người theo đuổi nàng, trải rộng 9 cái thần vực,
vô số kể, tựa như là năm đó Lý Thải Vi. Khác biệt chính là, Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi không có có chỗ dựa, mà Sở Tiểu Thất chỗ dựa, thiên hạ vô song. Tại cái này máu chảy thành sông trên chiến trường, Sở Tiểu Thất một bộ phấn váy. Cặp mắt của nàng đồng dạng hiện ra nhàn nhạt phấn sắc, cực kỳ mê người. Nàng váy dài cùng tóc dài cùng một chỗ bay múa, trong tay một thanh đỏ tươi dù đã căng ra. Ở tại bên người, hai đầu nắm giữ hơn 450 điểm sao cộng sinh thú, nương theo tại bên cạnh người. Đó là hai con hồ ly. Đặc thù rõ rệt nhất là, hai đầu hồ ly, đều có 7 đầu cái đuôi. Quen thuộc Sở Tiểu Thất cùng Lý Thải Vi đều biết, thất phí yêu hồ, cơ hồ là các nàng trong tộc tối cao thiên phú. Trong đó một đầu thất phí yêu hồ, toàn thân cạn bộ lông màu xanh lam, mỗi một cọng lông tóc, đều hiện lên, tia chớp, hình dáng, nó hình thể to lớn, trong mắt điểm sao dày đặc, đó là một đôi tròng mắt màu tím, trong đó lôi đình lăn lộn, như là tia chớp địa ngục. Đây là Tử Đồng Lôi Ngục Ma Hồ. Còn có một đầu trắng như tuyết yêu hồ, bao phủ tại trong suốt giữa bạch quang, tựa như ảo mộng, nhìn không rõ ràng. Nó có cùng Sở Tiểu Thất một dạng khí chất, xem ra điềm đạm đáng yêu, sở sở động lòng người, phảng phất là người vô hại và vật vô hại linh vật, khiến người ta nhịn không được thân cận, trìu mến. Đây là Mộng Yểm Yêu Hồ. Hai con hồ ly, một đực một cái. Trong đó, Tử Đồng Lôi Ngục Ma Hồ hình thể, cơ hồ là Mộng Yểm Yêu Hồ gấp hai. Nó trên thân lôi đình bôn tẩu, nanh vuốt sắc bén, như lôi đình chi ma. Nhất là, nó 7 đầu cái đuôi phía trên, lôi điện quấn quanh, cùng loại miêu miêu vạn điện cực, dự trữ vô tận lôi đình. Sở Tiểu Thất ôm lấy Oan Mộng Dù, treo lơ lửng giữa trời đứng ở hai đầu thất phí yêu hồ trung gian, hắn trong mắt màu hồng nhạt càng thêm nồng đậm, để nàng xem ra càng thêm đáng yêu rung động lòng người. Đây tuyệt đối là nổi tiếng toàn bộ đại lục tiểu mỹ nhân, nàng nhìn như thanh thuần, nội tại lại vũ mị khí chất, một cái nhăn mày một nụ cười, thậm chí là một lần chớp mắt, đều 10 phần mê người. Thế mà, đứng tại trước mắt hắn chính là Lý Thiên Mệnh. Tứ đại tông môn vẫn nguy cơ trùng trùng, Lý Thiên Mệnh nhất định phải mau chóng giải quyết đối thủ, bọn họ những người này, mới có sinh lộ. Cho nên, đối mặt như thế mềm mại xinh đẹp mỹ nhân, Lý Thiên Mệnh trong mắt, chỉ có nồng đậm sát cơ. Hắn tận mắt thấy, nàng kém chút giết Hiên Viên Vũ Thịnh cùng Bắc Cung Thiền Vũ. Hắn vừa mới lựa chọn trước trợ giúp, sắp sập bàn một cái khác chiến trường, lại kém chút để Hiên Viên Vũ Thịnh hai người chiến tử. Nếu không phải về trước một bước, chỉ sợ muốn áy náy thật lâu. Khương Vô Tâm chạy, mệnh của ngươi, ở lại đây đi. Lý Thiên Mệnh nắm Đông Hoàng Kiếm, cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng một chỗ giết tới. Ngươi làm chính mình vô địch sao? Sở Tiểu Thất cười lạnh một tiếng. Nói thật, nàng cũng chỉ là xem ra thanh thuần, chỉ cần vừa mở miệng, thực chất bên trong trà xanh thuộc tính trực tiếp triển lộ. Ta không phải vô địch, nhưng giết ngươi, đầy đủ. Ha ha! Sở Tiểu Thất vừa nhìn thấy hắn, liền nghĩ tới phong đao địa ngục bên trong, Lý Thiên Mệnh đùa nghịch nàng một lần kia. Trong lồng ngực lửa giận, trực tiếp đốt tới não hải. Nợ máu trả bằng máu đi, Sở Tiểu Thất ánh mắt đẫm máu nói. Có thể. Đánh bại một cái Khương Vô Tâm, ngươi thì dám ngay cả ta, đều không coi vào đâu. Sở Tiểu Thất xùy cười một tiếng. Nàng so Khương Vô Tâm càng mới đến hơn ngũ trọng sinh kiếp. Mà lại, thủ đoạn của nàng cùng phổ thông ngự thú sư nhưng khác biệt. Đã từng có quá nhiều cảnh giới cao hơn nàng đối thủ, chết tại trong tay nàng. Không sai, ngươi là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh nói. Sở Tiểu Thất đều bị chọc giận quá mà cười lên. Giết hắn. Nàng thanh âm rất sắc nhọn. Một tiếng rít, bên người hai đầu cộng sinh thú, cùng nàng cùng một chỗ đồng thời xuất thủ. Ầm ầm, Tử Đồng Lôi Ngục Ma Hồ cái kia 7 đầu cái đuôi, dựng đứng lên, trên đó hội tụ mãnh liệt nổ tung tử sắc lôi đình, hình thành lít nha lít nhít lưới điện, oanh tạc mà đến. Thần thông, Tử Cực Lôi Ngục. Cùng lúc đó, nó phun ra một miệng tia chớp, dâng trào đến Sở Tiểu Thất trên thân, vậy mà ở sau lưng hắn, tạo thành 8 cái lôi đình vũ rực. Đây là thần thông, Bát Rực Điện Ma. Theo lôi đình thần thông năng lực đến xem, cái này Tử Đồng Lôi Ngục Ma Hồ thần thông uy lực, không so hiện tại Miêu Miêu kém. Tử Cực Lôi Ngục va chạm mà đến, cùng Miêu Miêu hồn thiên điện ngục vòng xoáy đánh vào cùng một chỗ, tử sắc cùng màu đen lôi đình trùng kích cùng một chỗ, trong lúc nhất thời điện xà lăn lộn, lôi đình nổ tung. Sở Tiểu Thất chấn động Bát Rực Điện Ma, nhanh như điện chớp, xông vào lôi đình bên trong, trong tay dù hóa thành trường thương, xuyên qua mà đến. Tại bên người nàng Mộng Yểm Yêu Hồ lấy quỷ dị bóng người,
biến mất ở trong sấm sét. Trong lúc nhất thời, âm lãnh thanh âm truyền đến, một trận sóng gợn vô hình chấn động ra đi, bao phủ chiến trường. Đây là thần thông, Trầm Thụy Tuyền qua. Lý Thiên Mệnh không bị ảnh hưởng, bất quá, Huỳnh Hỏa nói nó có chút mơ hồ, điều này nói rõ cái này mộng yểm yêu hồ chính là mê hồn thần thông. Loại thần thông này chỉ cần không đụng với cầm giữ có thần hồn tháp Lý Thiên Mệnh, lực sát thương vẫn là tương đối đáng sợ. Thần thông vô hình, hữu hiệu nhất, cái này vô hình vòng xoáy không chỉ là ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh bọn họ, càng là đối với bộ phận thái cổ thần tông đệ tử sinh ra ảnh hưởng. Bọn họ chẳng những sinh ra ngủ say buồn ngủ, càng là sinh ra ảo giác, thấy được rất nhiều vật kỳ quái. Trong mắt Sở Tiểu Thất lộ ra càng thêm sợ sở động lòng người, thậm chí tại mê huyễn bên trong mà đến, dựa sát vào nhau trong ngực. Loại kia ôn nhu để cho người ta lưu luyến quên về. Cái này không phải liền là ta mê linh chi đồng đâu. Lý Thiên Mệnh âm lãnh cười một tiếng. Không thể phủ nhận, cái này mộng yểm yêu hồ mê huyễn, cùng đồng tinh tinh cộng sinh thú cùng loại, nhưng lại phải mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, tại Sở Tiểu Thất cùng cái kia tử đồng lôi ngục ma hồ oanh kích mà đến thời điểm, Lý Thiên Mệnh để Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu ngăn tại phía trước. Cặp mắt của hắn, để mắt tới giấu ở xa xa mộng yểm yêu hồ. Nó tự cho là mình giấu rất khá, đáng tiếc, nó là Lý Thiên Mệnh con mồi. Mộng yểm yêu hồ, thì là đối phương chiến đấu hạch tâm, cùng loại thiên tiên tác dụng. Chống đỡ. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa nói một tiếng. Yên tâm, cái này đàn bà thúi còn có thể mê huyễn ta. Lão tử đối với nữ nhân không hứng thú. Huỳnh Hỏa thi triển kiếm quyết, ngăn tại Sở Tiểu Thất trước mắt. Không sai, người ưa thích gà mái. Miêu Miêu hóa thân đế ma hỗn độn, mãnh hổ cùng lôi cáo cắn xé cùng một chỗ, tử sắc cùng màu đen lôi đỉnh oanh tạc. Nói thật, mộng yểm yêu hồ thần thông, đối bọn nó ảnh hưởng có chút lớn. Cái này dẫn đến giao thủ một cái, bọn họ đều rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại lúc này, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện tại mộng yểm yêu hồ trước mắt. Hắn không bị ảnh hưởng. Mộng yểm yêu hồ bỗng nhiên hoảng sợ kêu to. Cái gì? Sở Tiểu Thất cảnh giác, quay người đuổi theo. Đã chậm. Trong nháy mắt này, mộng yểm yêu hồ lần nữa thi triển một lần thần thông. Trong mộng kính, cái này tuyết trắng thất phí yêu hồ, cái kia bảy đầu trắng như tuyết cái đuôi ở trước mắt lắc lư, cái kia đong đưa biên độ 10 phần quỷ dị. Tiếp theo trong nháy mắt, một cái mê huyễn mặt kính xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Cái kia trong mặt gương, trong nháy mắt xuất hiện một nữ tử Khương Phi Linh. Nàng trên mặt ý cười, thiên kiều bách mị, hướng về Lý Thiên Mệnh ngoắc, trong lúc nhất thời thần trí có chút rối loạn. Đến nha, nàng không đến mảnh, mỹ diệu vô hạn. Bất quá, Lý Thiên Mệnh phản ứng không lớn. Một mặt là thần hồn tháp chặn, trong mộng kính, mê huyễn, một mặt khác là nàng đối linh nhi mỹ diệu rất quen thuộc. Hết thảy đều ở, nắm giữ, bên trong. Ta đến mẹ ngươi. Lý Thiên Mệnh tay trái giơ lên, chấn hồn chi đồng thi triển. Thế giới bỗng nhiên hắc ám, con mắt màu đỏ ngòm kinh thiên. Mộng yểm yêu hồ hét thảm một tiếng. Quả thực tê tâm liệt phế. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cầm lấy Đông Hoàng kiếm, một kiếm bổ đi lên. Hơn ngàn thiên kiếp kiếm khí cùng đế vực kiếm hoàng kết giới, đồng thời bạo phát. Địa ngục kết giới xuất hiện, mộng yểm yêu hồ đào thải. Nó Trầm Thụy Tuyền qua hiệu lực biến mất, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu khôi phục toàn lực. Bất quá, Lý Thiên Mệnh sao lại lưu tình? Nhân đạo chúng sinh kiếm. Sinh chi kiếm, phá nát địa ngục kết giới. Tử chi kiếm, bạo loạn chém xuống. Cái này lưỡng kiếm, trực tiếp đem cái kia mộng yểm yêu hồ đầu, tại chỗ bổ xuống. Cáo đầu bay trên trời. Cái này tuyết trắng thất phí yêu hồ, ngao ô một tiếng rớt xuống. Gặp được chết khắc chế nó Lý Thiên Mệnh, đơn độc nhằm vào nó xác thực chỉ có một con đường chết. Muốn không có thần hồn tháp, nhất định rất phiền phức. Thì vừa mới giấc mộng kia bên trong kính, Lý Thiên Mệnh đoán chừng đều sẽ hãm sâu trong đó. Bây giờ mộng yểm yêu hồ chiến tử, thăng bằng đã bị đánh phá. Sở Tiểu Thất chạy tới thời điểm, Lý Thiên Mệnh tiếp nhận cái kia mộng yểm yêu hồ cáo đầu, ném cho Sở Tiểu Thất. Máu tươi gắn nàng một thân. Sở Tiểu Thất sắc mặt thảm biến. Nàng còn nghe được tử đồng lôi ngục ma hồ thống khổ kêu thảm. Càng khó chịu hơn chính là, nó đang thống khổ thời điểm, còn bị Miêu Miêu cùng Huỳnh Hỏa vây công. Miêu Miêu dây dưa kéo lại nó, lại căn bản không sợ nó lôi đình. Lại thêm Huỳnh Hỏa sau lưng đánh giết, nàng cái này cộng sinh thú đồng dạng tai kiếp khó thoát. Sở Tiểu Thất luống cuống.
thất vĩ yêu hồ, rất mạnh sao? Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực nhìn lấy nàng. Sở Tiểu Thất lại không phách lối, đã giãy giụa mà vặn vẹo, muốn lại sở động lòng người, ta thấy mà yêu, đã không có khả năng. Nàng trên người bây giờ, chỉ có sát khí. Lý Thiên Mệnh, ngươi chết không yên lành, nàng nghiêm nghị thét lên. Ngươi cũng là, không giết nàng, nàng liền sẽ cùng những người khác cùng một chỗ, đồ thái cổ thần tông đệ tử. Lúc này tại cửu cung quỷ tông áp bách phía dưới, thương vong chúng nhiều. Hai đại động khẩu đều rất khó dám chống đỡ, bọn họ còn cần Lý Thiên Mệnh. Thái cổ thần tông đệ tử khát vọng, toàn bộ thiêu tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Khí thế của hắn chuyển sang lạnh lẽo, trong mắt sát khí kinh thiên. Khương Vô Tâm không chết, như vậy, ta liền lấy ngươi trước khai đao. Lý Thiên Mệnh đông hoàng kiếm một phân thành hai. Kiếm lên thời điểm, hắn tử kiếp chi lực lại lần nữa trở về, sát lục chi tâm dung hội kiếm đạo bên trong. Thần hình câu diệt kiếm. Tử vong chi kiếm, sát khí kinh thiên. Bực này khí thế, để Sở Tiểu Thất tê cả da đầu. Nàng nghĩ tới đào tẩu, thế nhưng là Âm Dương Ma Tông tôn nghiêm cùng trong lòng kiêu ngạo, để cho nàng ngừng chân ở chỗ này, lựa chọn đối kháng. Liều mạng, bằng không, ta như thế nào đối mặt sư tôn? Nhớ tới nữ nhân kia tuyệt đại phong hoa, muốn từ bản thân đối nàng sùng bái, nàng đều không có bất kỳ cái gì lui bước khả năng. Lý Thiên Mệnh, người hẳn phải chết không nghi ngờ, thiên hạ đệ nhất hội về sau, người thái cổ thần vực cùng các ngươi tôn thần, chắc chắn táng nhập dòng sông lịch sử. Các ngươi những tiện chủng này, chắc chắn diệt tộc. Nàng khàn cả giọng. Như vậy hô hoán, có thể che giấu trong lòng ngươi, đối sợ hãi của ta sao? Đáp lại nàng. Là Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhất lớn nhất giết kiếm. Oan mộng dù như vòng xoáy, xoay tròn ở giữa, biến hóa 10 triệu, mê huyễn vô cùng. Nhưng, những thứ này đối Lý Thiên Mệnh cũng vô hiệu. Thần hình câu diệt kiếm bạo sát, thế như trẻ tre, trực chỉ Sở Tiểu Thất. Chết! Bạo loạn lực lượng, tuyệt đối áp chế. Đệ nhất kiếm ác quỷ buông xuống, gào khóc thảm thiết ở giữa, đầy trời kiếm khí trực tiếp xuyên thấu oan mộng dù, đâm ra địa ngục kết giới. Đệ nhị kiếm oan hồn quấn quanh, âm hồn xót xa bùi ngùi ở giữa, tử vong chi kiếm đâm ra, phá vỡ địa ngục kết giới. Ngay sau đó song kiếm hợp nhất. Ta! Sở Tiểu Thất sốt cục sợ, quay đầu liền chạy. Gặp lại! Đông hoàng kiếm quét ngang, kiếm khí nổ tung. Phốc phốc! Tuy đẹp người, đầu bay ra ngoài thời điểm, đều là bỏ mạng thi hài. Lại không ngày mai. Sở Tiểu Thất, chết! Đầu của nàng bay lên lòng núi điểm cao nhất. Thấy được hết thảy chiến đấu. Nàng nhìn thấy thiếu niên tóc trắng kia, tại chặt nàng về sau, như điên ma một dạng xông vào chiến trường. Thật đáng sợ. Cứ như vậy, nàng tại tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, tan thành mây khói. Toàn bộ Viêm Hoàng đại lục, không biết có bao nhiêu người, nhìn lấy nàng đệ nhất kỳ tài, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Rất đáng tiếc. Nàng nguyên bản có thể cùng sư tôn của nàng một dạng, hùng bá thiên hạ, trở thành phong quang nhất nữ nhân. Khi nàng triệt để vẫn diệt về sau, ánh mắt của mọi người, rơi vào thiếu niên tóc trắng kia trên thân. Hắn tự mang đế vực kiếm hoàng giai cấp, mang theo kinh thiên kiếm khí, giết vào chiến trường. Phạm ta thái cổ thần tông người, chết hết cho ta. Trường kiếm sở hướng, đầu người bay tứ tung. Khương Vô Tâm bị đánh nát địa ngục kết giới, cộng sinh thú bị giết. Lại thêm, Sở Tiểu Thất chiến tử. Cái này trên cơ bản tương đương. Cùng thái cổ thần tông huyên náo hung hăng lục đạo kiếm tông cùng âm dương ma tông đệ tử, đã được đến tứ tượng hải tông kết cục giống nhau. Triệt để phế đi. Vốn là Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất, thì cho thái cổ thần tông đệ tử phòng tuyến, mang đến to lớn uy hiếp. Mà bây giờ, bọn họ không có, Lý Thiên Mệnh lại quật khởi. Hắn mang theo hắn cộng sinh thú, xông lên cửa động vị trí, bắt đầu đại sát tứ phương. Nơi này hơn phân nửa đều là cửu cung quỷ tông đệ tử. Còn tại không muốn mạng hướng bên trong hướng, còn lại hơn 30 thái cổ thần tông đệ tử hết sức trèo trống. Cơ hồ mỗi người, đều có bị thương, tinh bì lực tấn. Lý Thiên Mệnh lúc này thời điểm xâm nhập đám người, quả thực cũng là giúp đỡ đúng lúc. Chết! Đông Hoàng kiếm sở hướng, chỉ cần nắm giữ đơn đấu cơ hội, cơ hồ không ai có thể ngăn trở hắn một kiếm. Đế vực kiếm hoàng kết giới uy lực bạo phát, ngàn vạn kiếm khí tạo thành pháo đài, phong tỏa ngăn cản cửa động. Bạo loạn kiếm khí tung hoành xuyên qua, để đối thủ đi vào đến, ra không được. Giết a! Đây là phản sát thời khắc. Lý Thiên Mệnh liên tục đánh tan Khương Vô Tâm cùng Sở Tiểu Thất, cho thái cổ thần tông đệ tử, mang đến bảng bạc sĩ khí.
làm hắn hướng ở phía trước thời điểm, mọi người nhiệt huyết sôi trào, trong mắt chỉ có chiến ý sôi trào, nguyên một đám phát huy ra kinh thiên chiến lực. Xem xét lại đối thủ, chỉ ít Âm Dương Ma Tông còn lại đệ tử, tinh thần đã sớm tan tác. Bọn họ vẫn rất mạnh. Nhưng nói thật, thăng bằng đã bị Lý Thiên Mệnh đánh vỡ. Nếu như chết là Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ, hiện tại Thái Cổ Thần Tông phòng tuyến khả năng đã sụp đổ. Lấy hiện tại cục diện như vậy, đối phương còn không để ý Thái Cổ Thần Tông địa hình ưu thế, bỏ mạng hướng bên trong hướng. Như vậy, sẽ chỉ có một cái kết cục, cái kia chính là, bị hố. Phốc phốc phốc, Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng Kiếm đổi thành tà ma, thi triển Bát Hoang Ma Long Tiên, giết đến càng thêm hung mãnh. Tà ma biểu bay ra ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất, đánh ra nguyên một đám địa ngục kết giới, để bọn hắn nện vào lòng núi. Có chút không may mắn, trực tiếp bị đánh nát địa ngục kết giới, sau đó bị Lý Thiên Mệnh tại chỗ quất thành hai đoạn. Chiến trường này huyết tinh, tàn nhẫn, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người giết điên rồi, căn bản không có lưu tình có thể nói. Chết đi. Không chỉ là Lý Thiên Mệnh, rất nhiều Thái Cổ Thần Tông đệ tử, đều giết không ít người. Cái này một cái chiến trường, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đã đại hoạch toàn thắng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, xuyên thấu cửa động, nhìn ra đến bên ngoài. Cửu Cung Quỷ Tông Hắc Bào Tiểu Quỷ Vương, Hắc Ảm, còn có Thất Tinh Thiên Tông trưởng Tôn Tinh Việt, tăng thêm trọng thương Khương Vô Tâm, đã không dám xuống. Khương Vô Tâm ánh mắt như cùng chết thi. Bên này chiến trường, đã thua, trưởng Tôn Tinh Việt xem xét cục diện này, liền biết triệt để không đánh vào được. Hắn vội vàng để Thất Tinh Thiên Tông còn lại 10 cái đệ tử dừng tay. Trận này hỗn chiến, hắn Thất Tinh Thiên Tông chỉ còn lại 11 người. Ngươi sợ, Hắc Ảm bất mãn nhìn hắn một cái. Không phải sợ, mà chính là lại đánh hạ đi, chúng ta còn lại mấy người này, đều phải mất mạng. Ta đề nghị đi tìm Diêm La, Bạch Nhiêu bọn họ thương nghị một chút. Trưởng Tôn Tinh Việt sắc mặt khó coi nói. Nói thật, cái kia tại cửa động vị trí đại sát tứ phương Lý Thiên Mệnh, để hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Hắc Ảm sắc mặt biến ảo không ngừng. Trước cùng bọn hắn hội hợp, rút lui. Lại đánh trong chốc lát, liền chính hắn cũng không dám tại đối phương nhiều người thời điểm, tiến công đối phó Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể lựa chọn một lần nữa dự định. Nói thật, chết nhiều người như vậy, hao phí đại giới so trong tưởng tượng lớn. Rất nhiều Cửu Cung Quỷ Tông đệ tử, đều mờ mịt. Bọn họ là đến đổ sát đó à? Làm sao cảm giác? Từ đầu tới đuôi, đều là bọn họ ngũ đại thần vực đệ tử bị tàn sát. Tứ Tượng Hải Tông, Lục Đạo Kiếm Tông, Lưỡng Nghi Ma Tông, cơ hồ chết sạch. Liền Thất Tinh Thiên Tông, chỉ còn lại 10 mấy cái đệ tử. Liền bọn họ Cửu Cung Quỷ Tông, đều chết trận hơn 20 người, hơn 30 cổng sinh thú. Xem xét lại đối phương, tổn thất xa xa không có lớn như vậy. Mất mặt, ha ha. Chạy. Tại Thái Cổ Thần Tông đệ tử giễu cợt trong lúc cười. Hắc Ảm mang người rời đi, sắc mặt đã tái nhợt. Bọn họ có thể sẽ qua bên kia tụ hợp, ta trước đi qua. Lý Thiên Mệnh cùng Phương Nguyệt Vi bọn họ nói một câu, liền mang theo Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, đi một bên khác cùng Lam Hoang, Tiên Tiên tụ hợp. Bên này còn đánh cho rất hung. Lý Thiên Mệnh đã gia nhập chiến trường, chiến tích của hắn cũng truyền đến bên này. Cái này ba đại tông môn rất nhiều đệ tử, tận mắt thấy hắn giết Sở Tiểu Thất, đã đem hắn trở thành người đáng tin cậy. Thiên Mệnh huynh đệ đến rồi, Triệu Thiên Hành một hô, rất nhiều đệ tử đều cuồng nóng lên. Cùng một chỗ tru diệt bọn họ. Bốn người bọn họ tông môn, đều cơ hồ toàn quân bị diệt. Còn kém Cửu Cung Quỷ Tông, cũng để bọn hắn thương vong hầu như không còn. Các huynh đệ, hiện tại là chúng ta nhiều người, chúng ta mạnh hơn bọn họ. Bọn họ sĩ khí trùng thiên. Rầm rầm rầm, chật hẹp cửa động, liền xem như cái kia hai tên tiểu quỷ vương xuống tới. Đều muốn đối mặt thành đàn đệ tử vây công. Tiên tiên cành lá, dây leo, sợi rễ, trải rộng toàn bộ chiến trường, là nó trợ giúp cái này ba đại tông môn đệ tử chống đỡ xuống dưới. Làm Hắc Ảm người bên kia tới về sau, Thái Cổ Thần Tông lưu lại một phần nhỏ người, đóng giữ khác một cái cửa hang, phòng ngừa bọn họ dương đông kích tây. Những người khác, đều tới trợ giúp. Hiện tại bọn hắn đã mở ra ưu thế. Nói thật, liền xem như chính diện đối chiến. Đều không nhất định sẽ thua. Quyết tâm này, thì kêu làm mọi người đồng tâm hiệp lực đi. Lý Thiên Mệnh trong lòng cảm khái. Không sợ cường đại người, đang bị ức hiếp về sau, tuyệt địa phản kích chỗ bắn ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Giết đỏ cả mắt ba đại tông môn đệ tử,
vì báo thù, bọn họ đều điên rồi. Giết, giết. Một trận hỗn chiến, trời đất mù mịt. Lý Thiên Mệnh cùng tiên tiên tổ hợp, phàm là có người xông tới, hắn tuyệt đối đệ nhất cái đi lên. Phốc phốc. Vô số cỗ thi thể rơi xuống. Cho đến nay, bọn họ phòng tuyến còn không có thất thủ, đối phương tại cửa động vị trí, bị vây công vẫn chí mạng. Ai nói người là dao thớt, ta là thịt cá. Các ngươi Cửu Cung Quỷ Tông, không phải rất bá đạo rất tự tin sao? Các ngươi cũng sẽ chết a. Ha ha, vừa mới kêu gào đến kịch liệt, hiện tại còn đựng sao? Xem thật kỹ một chút chung quanh, các ngươi chết bao nhiêu người? Triệu Thiên Hành, Lâm Tịch Tịch bọn họ, xem như vì chết đi các sư huynh đệ báo thù rửa hận. Một trận chiến này, toàn bộ ngũ hành thần vực, đều sẽ cho chúng ta dũng cảm mà kiêu ngạo. Tam tài, ngũ hành, bát quái tam đại thần vực, đều tương đối nhỏ. Có thể đây cũng không có nghĩa là, bọn họ sẽ chỉ mặc người chém giết. Xem thường chúng ta, đem chúng ta làm heo chó, sớm muộn để cho các ngươi trả giá đắt. Trong lòng bọn họ đều kìm nén một cỗ khí. Mà bây giờ, cỗ này khí dồi dào bạo phát, chuyển hóa làm ý chí chiến đấu, cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ, giết hại lên không lưu tình chút nào. Đây là một trận rung động đến tâm can tử chiến. Đến cuối cùng, mỗi cá nhân trên người đều nhuốm máu. Nhưng ít ra, bọn họ chống được. Chẳng những chống được, mà lại giết địch càng nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, 80 cái Cửu Cung Quỷ Tông đệ tử, tối thiểu chết trận hơn 30 người. Những người còn lại đếm, căn bản không đủ công phá lòng núi này. Tứ đại tông môn cũng có một chút tổn thương, rất nhiều người đều bị đánh ra địa ngục kết giới, cùng đối phương cùng một chỗ rớt xuống. Nhưng mấu chốt là, trong lòng núi đó là Lý Thiên Mệnh địa bàn của bọn hắn. Bọn họ bị đánh ra địa ngục kết giới rơi xuống, phía dưới có người trợ giúp bọn họ đem địa ngục kết giới đánh vỡ, một lần nữa gia nhập chiến đấu. Nhưng, Cửu Cung Quỷ Tông đệ tử, bị đánh ra địa ngục kết giới rơi xuống, vậy liền sẽ bị đánh vỡ kết giới, vây giết đến chết. Đây chính là song phương, đào thải số lượng, không sai biệt lắm, nhưng là đối thủ tử vong số lượng, đối thủ xa cao hơn nhiều tứ đại tông môn nguyên nhân căn bản. Vẫn là địa hình ưu thế. Cứ như vậy, đối phương bị đánh ra địa ngục kết giới, đó là một con đường chết, mà tứ đại tông môn đệ tử chiếm cứ lòng núi, lại có thể một lần nữa gia nhập chiến đấu, nhân số phía trên chênh lệch thì đi ra. Tại loại địa hình này phía trên, tiến công một phương, vốn là có thế yếu. Trừ phi thật có thể nghiền ép, nếu không một khi để tứ đại tông môn chống đỡ, cũng là bọn họ tận thế. Lý Thiên Mệnh đối chiến Khương Vô Tâm trước đó, chỉ ít Thái Cổ Thần Tông bên kia kém chút nhịn không được. Một khi thất thủ, địa hình ưu thế thành thế yếu, tất cả mọi người cho hết trứng. Chống được, liền nghênh đón hy vọng ánh dạng đông. Giết a! Rất nhiều đệ tử, dù là đã không có địa ngục kết giới bảo vệ, bọn họ vẫn giết đỏ cả mắt. Cho dù là bọn họ đơn thể thực lực chênh lệch không nhiều, có thể không nhịn được mỗi lần đều là vây công a. Có tiên tiên tại, đối phương vừa đưa ra, đều bị đánh cho hồ đồ. Lần lượt xuống tới đi lên, tiêu hao rất lớn. Chiến tranh thiên bình, chỉ cần bắt đầu chút xuống, thì càng ngày càng nghiêm trọng. Diêm La, Bạch Nhiêu cùng Hắc Ảm ba người, vội vàng thối lui ra khỏi chiến trường. Trong đó, Bạch Nhiêu trên người có ba đạo vết máu, vậy cũng là Lý Thiên Mệnh tà ma, tại lăn lộn trong chiến đấu rút ra. Diêm La, không đánh được, thua, Hắc Ảm lo nghĩ nói. Dạng này không có cách nào chơi, chúng ta người bị đánh ra địa ngục kết giới, rơi xuống liền là chết, bọn hắn người còn có thể đứng lên tiếp tục đánh. Hiện tại chúng ta chết hơn 30 người, bọn họ không chết mấy cái. Trưởng Tôn Tinh Việt nói. Cửu Cung Quỷ Tông người, nguyên một đám ánh mắt u ám. Quá nhanh. Theo khí thế hung hăng, tới đi săn đồ sát, đến bây giờ bị hung hăng phản sát, thương vong thảm trọng. Bọn họ ngũ đại thần vực nhiều đệ tử như vậy, hiện tại còn lại 50 người không đến, còn lại toàn bộ chết trận A. Nói thật, thắng bại đã rốt cuộc. Bọn họ đồ sát trấn nhiếp kế hoạch, triệt để thất bại. Xem xét lại tứ đại tông môn, bọn họ canh giữ ở cửa động, ánh mắt hừng hực, thậm chí mơ hồ có phản kích ý tứ. Đều là cái này Lý Thiên Mệnh, đánh bại Khương Vô Tâm cùng Sở Tiểu Thất hai cái phế vật, để bọn hắn sĩ khí đi lên, vừa mới kém chút công tiến vào. Nói chuyện chính là cái kia thân mặc áo bào trắng tiểu quỷ vương. Nàng là nữ tử, rộng lớn bạch bào che đậy nàng rắn nước một dạng tư thái, nàng vẫn luôn không thế nào lộ mặt, nhưng hôm nay mũ trùm nát, mới phát hiện dung mạo của nàng, không so Sở Tiểu Thất kém, thậm chí càng có sự trưởng thành vũ mị yêu nhiêu.
chỉ là làn da của nàng có chút thái bạch, tại mỹ diệu sau khi, lại có vẻ hơi dọa người. Nàng bạch bào bị xé toang không ít, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn đến cái kia ngạo nhân tư thái. Khương Vô Tâm cùng Sở Tiểu Thất không phải phế vật, người này có thể làm tôn thần đệ tử, là rất có bản lĩnh. Áo bào xám Diêm La là trong bọn họ trấn định nhất người, hắn bị vây công nhiều nhất, bất quá trên thân cũng không có gì thương thế. Ta đề nghị từ bỏ đi, địa ngục chi chiến xác thực thua rất thảm, để cái này tôn thần đệ tử bày mấy đạo. Hiện tại bọn hắn nhiều người, muốn bắt lại hắn càng khó, các loại qua mấy ngày cuối cùng quyết chiến, một đối một đơn đấu, chúng ta giết chết hắn, mới có thể đòi lại mặt mũi. Bằng không, cửu cung quỷ tông mặt, để cho chúng ta mất hết. Hắc Ảm ánh mắt lạnh lùng nói. Rút lui đi, xem bọn hắn truy không truy, muốn là đuổi theo ra đến, chúng ta còn có phản sát cơ hội. Áo bào xám Diêm La nói. Ừm, bọn họ bắt đầu hành động. Minh bại như núi đổ, bọn họ chỉ có thể rút lui chạy trốn, thậm chí cả đám đều giả đến mức 10 phần chật vật. Kỳ thật không dùng đựng, đệ tử của bọn hắn, đã rất chật vật. Bọn họ nguyên một đám thần sắc suy bại, lòng tự tin nhận lấy đả kích cực lớn, cùng trước đó vênh vang đắc ý dáng vẻ, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Sao một cái thảm chữ đến? Nói thật, bọn họ đều thua mộng. Không có công phá coi như xong, không nghĩ tới sẽ như vậy thảm. Khinh thị địch nhân, quả nhiên phát ra giá cao thảm trọng. Hiện đang hỏi ngươi nhóm, là các ngươi bắt rùa trong hũ, vẫn là chúng ta đóng cửa đánh chó. Triệu Thiên Hành cười dài một tiếng, cửu cung quỷ tông đệ tử mặt đỏ tới mang tai. Bọn họ chỉ có thể gọi là dầm dĩ, thiên hạ đệ nhất hội sau khi kết thúc, bọn họ thần vực sẽ như thế nào chừng trị cái này ba cái thần vực. Trong lòng núi, mắt gặp bọn họ chạy trốn, Triệu Thiên Hành hỏi, các vị, có muốn đuổi theo hay không ra ngoài, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, toàn bộ giết chết. Trong mắt của hắn hỏa nhiệt, rõ ràng có ý tưởng này. Ta cảm thấy không được, thực lực bọn hắn không yếu, còn lại đều là mạnh nhất đệ tử. Nhất là ba cái tiểu quỷ vương, không ai có thể ngăn cản, có thể cho chúng ta tạo thành rất lớn thương vong. Chúng ta tuyệt đối không nên bành trướng, lần này có thể đánh thắng, thuần dựa vào địa hình ưu thế cùng mọi người đồng tâm hiệp lực, còn có thiên mệnh ngăn cơn sóng dữ, một khi ra ngoài tương đương từ bỏ ưu thế, muốn là chúng bẫy dập, tương đương với thất bại trong gang tấc. Bát quái tâm tông Lâm Tịch Tịch nói, nàng là cái tư duy kín đáo cô nương, 10 phần thiết thực. Ta tán thành Tịch Tịch thuyết pháp, chúng ta đã thắng, giặc cùng đường chớ đuổi, hiện tại cái kia nóng này không phải chúng ta, mà chính là bọn họ. Hiên Viên Vũ Thịnh sắc mặt vẫn trắng xám, tiếng nói rất yếu ớt. Nói đúng, chúng ta đã thắng. Nói cũng đúng a, bọn họ năm cái thần vực, chỉ còn lại hơn 50 người, chúng ta các huynh đệ tỷ muội thù, đều đã báo. Triệu Thiên Hành nói. Thiên Mệnh, ngươi nghĩ như thế nào? Hiên Viên Vũ Thịnh hỏi. Chính ta truy đi ra xem một chút, có thể giết bao nhiêu giết bao nhiêu. Các ngươi thủ ở nơi này, trước cứu trợ người bị thương đi. Lý Thiên Mệnh nói. Một mình ngươi có thể. Hiên Viên Vũ Thịnh quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta tốc độ nhanh, thuần túy dắt chó, để bọn hắn tại cái này còn lại mấy ngày khó chịu. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thật, đánh đến bây giờ, địa ngục chi chiến mới đi qua 4 ngày, còn có 6 ngày thời gian. Thành, còn lại mấy ngày, chúng ta trông coi nơi này là có thể. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Có tin tức gì, ta liền trở lại thông báo các ngươi, ta trước truy bọn họ, sau đó thừa cơ hội phá cửu cung quỷ tông địa ngục thụ. Lý Thiên Mệnh nói. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đuổi theo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tôn thần đệ tử, thật đúng là cái thần nhân. Triệu Thiên Hành cảm khái nói. Đúng thế, chúng ta trưởng bối đều nói, hắn tương lai cũng rất có hy vọng thành thần. Hắn thì 20 tuổi, Diêm La bọn họ đều nhanh 30, làm sao có thể cùng hắn so sánh. Lý Thiên Mệnh, ngay tại lúc này Viêm Hoàng đại lục đệ nhất thiên tài, tuyệt thế vô song. Bắc Cung Thiền Vũ kiêu ngạo nói. Thật sự là lợi hại, Lâm Tịch Tịch bội phục nói. Loại cục diện này, một người thân thủ thúc đẩy chúng ta ngăn cơn sóng dữ, ta còn có thể nói cái gì? Hiện tại khắp thiên hạ đều tại thổi hắn đi, Đông Phương Tử Xung nói. Các vị, Hiên Viên Vũ Thịnh hô một tiếng, ánh mắt hừng hực nhìn lấy mọi người, mặc kệ thần vực tương lai như thế nào, ta sẽ không quên hôm nay cùng các vị ở đây kề vai chiến đấu, cảm tạ các vị, hôm nay hết thảy, đời này khó quên. Đời này khó quên. Ai, hy vọng chúng ta trưởng bối, có thể giống như chúng ta đi. Bất quá, cửu cung quỷ tông thực sự quá mạnh, lưỡng nghi ma tông cùng lục đạo kiếm tông,
đều không so với các ngươi Nhất Nguyên Thần Tông kém. Lâm Tịch Tịch giận dữ nói. Sợ cái gì, chúng ta có tôn thần. Bắc Cung Thiền Vũ nói. Tôn thần muốn là thành thần, sẽ diệt chúng ta sao? Triệu Thiên Hành hỏi. Ta cảm thấy sẽ không, coi như thiên hạ đại đồng, cũng không phải địch thủ, vừa lại không cần diệt vong. Thành thần người càng nặng thương sinh xã tắc, Thiên Viên Vũ Thịnh nói. Chỉ mong đi. Kỳ thật, bọn họ làm trong khe hẹp tông môn, đồng dạng rất khó chịu. Tiến thối, lưỡng nan. Tam Nguyên chiến trường, âm dương ma tông. Sở Tiểu Thất chiến tử một khắc, hoàn toàn tĩnh mịch. Lược thua một bậc, đáng tiếc. Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương lắc đầu giận dữ nói. Tựa như nha, Lý Thải Vi nháy nháy mắt, lông mi khẽ run. Thái Âm Tông chủ mời nén bi thương, Tần Phong Dương nói. Nói đến xác thực gọi người đau thương đâu, đến lúc đó Thái Dương Tông chủ có thể được nhiều giúp đỡ Thải Vi, giết nhiều mấy người, vì Tiểu Thất báo thù nha. Lý Thải Vi nói. Nhất định. Còn lại cường giả nghe lấy bọn hắn đối thoại, không dám nhiều lời. Nhưng có thể tưởng tượng. Hiện tại Âm Dương Thần Vực đã nháo lật trời. Làm đệ tử trẻ tuổi nhóm trong lòng nữ thần, Sở Tiểu Thất chiến tử, tại Âm Dương Thần Vực tạo thành oanh động quá lớn. Trong vòng một ngày, trên đời này muốn giết Lý Thiên Mệnh người, đếm bằng ước vạn. Nhất Nguyên chiến trường. Bởi vì nơi này ở vào Nhân Nguyên Tông, cho nên chỗ ngồi nhiều nhất, chiến trường lớn nhất. Cơ hồ toàn bộ Thái Cổ Thần Tông đệ tử, đều tụ tập ở chỗ này. Bao quát địa nguyên đệ tử, thiên nguyên đệ tử. Theo thiên hạ đệ nhất hội bắt đầu, tâm tình khẩn trương đều trong đám người tràn ngập. Thẳng đến một ngày này, Lý Thiên Mệnh liên bại Khương Vô Tâm cùng Sở Tiểu Thất, càng là thay đổi cục diện, cơ hồ giết sạch ngũ đại thần vực đệ tử. Một khắc này, Nhất Nguyên chiến trường lâm vào cuồng hoan bên trong. Vô số người lệ nóng doanh tròng, đang hô hoán tên của hắn. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh cảm tạ bọn họ, là bọn họ mang tới chúng sinh thiên ý, để Lý Thiên Mệnh thuận lợi thành tựu nhị trọng sinh kiếp. Trong đám người thật nhiều người quen. Tỷ như Kiếm Tuyết Nghi, nàng và Kiếm Vương Minh các huynh đệ tỷ muội cùng một chỗ, đã sớm kêu tê tâm liệt phế. Sở Tiểu Thất chết một khắc này, nàng và một đám người cầm giữ cùng một chỗ. Tỷ như Hiên Viên Mộc Tuyết, nàng đứng ở trong góc nhỏ, đã nhìn cực kỳ lâu. Đến sau cùng, nhìn lấy đại ca Hiên Viên Vũ Thịnh kém chút chiến tử, nhìn lấy Thái Cổ Thần Tông các đệ tử bỏ mạng phản sát, nàng đã lệ nóng doanh tròng. Ngươi làm được, giúp ta cái kia phần, giúp Vũ Hành ca ca cái kia một phần, đều làm được. Cùng nàng cùng một chỗ rơi lệ người, rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, thần tông đệ tử tại Thái Cực Kiếm Hồ, liền tông môn của mình, cũng không dám loạn lắc. Thiên Nguyên Thần Điện đệ tử ngoại tông nhóm, chế giễu trêu đùa, để bọn hắn đã nhận lấy vô số phẫn nộ cùng ủy khuất. Thần vực diệt vong, tôn thần chết thảm bóng mờ, bao phủ tại mỗi cái trên thân thể người. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh mang theo tứ đại tông môn đệ tử, dùng kiếm trong tay cùng vô tình giết hại, để những cái kia hung hăng càn quấy tự cho là đúng người minh bạch, đây chính là đệ nhất thần vực ý chí. Rung động đến tâm can. Tái nhập sử sách. Tôn thần, người thấy được sao? Vũ Hành ca ca, người ở dưới cửu tuyền có thể nhìn đến sao? Chúng ta, thắng A. Giờ khắc này cuồng hoan, bao phủ toàn bộ Thái Cổ Thần Vực. Cuộc chiến đấu này để rất nhiều người minh bạch, dù là tương lai gặp phải càng đáng sợ hung hiểm. Nhưng là, này một đám người trẻ tuổi, đã dùng trí tuệ của mình, anh dũng cùng thiên phú, hướng khắp thiên hạ chứng minh. Bọn họ, vĩnh không chịu thua. Địa ngục chiến trường bên trong. Lý Thiên Mệnh cưỡi Miêu Miêu, theo Cửu Cung Quỷ Tông người đi. Cửu Cung Quỷ Tông không đợi đến bọn họ truy sát, hiển nhiên rất thất vọng. Này bằng với bọn họ, liền sau cùng cơ hội chuyển bại thành thắng cũng không có. Không chỉ như thế, đằng sau còn treo một cái Lý Thiên Mệnh, nhìn chằm chằm bọn họ. Tại bọn họ không để ý thời điểm, một đầu xiềng xích thì biểu bay tới. Nơi này có chút đệ tử, là không có địa ngục kết giới, nếu như bị chúng vào chỗ yếu, rất có thể chết thảm. Ngươi muốn làm cái gì? Diêm La quay đầu, ánh mắt tĩnh mịch hỏi. Giết người, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn chết, Hắc Ảm cùng Bạch Nhiêu đều đuổi tới. Miêu Miêu xem thời cơ liền chạy. Miêu Miêu đến nhị trọng sinh kiếp cảnh giới về sau, bọn họ càng thêm không đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh rất vô lại, để bọn hắn rất khó chịu. Một truy liền đi. Không truy liền đến. Chỉ cần không chú ý, một người rất có thể liền không có. Hắn chuyên chọn người bị thương ra tay. Ngươi cần gì chứ, thắng thì thắng,
Khác nhàm chán như vậy, cuối cùng quyết chiến, có phần ra sinh tử cơ hội. Diêm La híp mắt nói. Đó là chuyện về sau, hiện tại, ta có thể giết mấy cái thì giết mấy cái, còn có 6 ngày, các ngươi chậm rãi hưởng thụ. Lý Thiên Mệnh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bọn họ giận không nhịn nổi. Nhưng mấu chốt là, bọn họ cầm Lý Thiên Mệnh không có cách nào. Khương Vô Tâm, người cuốn lấy hắn. Hắc Ảm hung ác tiếng nói. Khương Vô Tâm cộng sinh thú tuy nhiên chết rồi, nhưng là trước mắt cảnh giới vẫn còn ở đó. Trong đám người, Khương Vô Tâm ánh mắt đờ đẫn, cũng không có phản ứng Hắc Ảm. Sau đó, bọn họ khó chịu tiếp tục. Lý Thiên Mệnh xuất thủ tần suất cũng không cao, có thể mỗi lần xuất thủ, trên cơ bản nhất kích tất sát. Hoặc là đánh nát địa ngục kết giới, hoặc là liền trực tiếp giết người. Bọn họ chỉ có thể kết thành một cái trận hình, thời khắc nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, thậm chí một đám người đuổi theo, nhưng cơ bản không dùng. Cái này còn lại mấy ngày, bọn họ tinh thần căng cứng, qua được rất thảm, mặt mũi mất hết. Ba cái tiểu quỷ vương, bị Lý Thiên Mệnh tức giận đến sắc mặt tím xanh, sát khí ngập trời. Bất quá, bọn họ đối Lý Thiên Mệnh vô lại, cũng là không có cách nào. Phốc phốc phốc, roi dài sở hướng, đều là bọn họ ác mộng. Gặp chắc trở tại ngày thứ 6 cuối cùng kết thúc. Cái này còn lại 6 ngày, Lý Thiên Mệnh thì lấy loại này buồn nôn phương thức, một bên giám thị bọn họ, một bên thừa cơ giết người. Mỗi ngày giết 2-3 cái, 6 ngày thời gian, lại giết 10 mấy người. Thất Tinh Thiên Tông chỉ còn lại 5 người. Liên Cửu Cung Quỷ Tông đều chết trận 50 người, còn lại 30 người. Tổn thất nặng nề. Cái này 6 ngày rất bình thản, thế nhưng đem Cửu Cung thần vực, tức giận đến giận sôi lên. Rốt cục, tiếp tục 10 ngày 9 tầng địa ngục chi chiến, kết thúc. Ai thắng ai thua, thiên hạ đều biết. Lý Thiên Mệnh ngồi tại Miêu Miêu trên thân, ngóng nhìn những đối thủ của hắn. Còn lại không nhiều lắm. Chủ yếu nhất, còn lại Diêm La, Bạch Nhiêu cùng Hắc Ảm ba cái. Ba vị tiểu quy vương, tam nguyên chiến trường gặp, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hắn nói là rùa, mà không phải quỷ. Có thể, chuẩn bị tốt thứ hai quan tài đi, một bộ cho ngươi. Một bộ cho ngươi tôn thần. Diêm La nói. Ha ha. Cái này Diêm La, tại Lý Thiên Mệnh quật khởi trước đó, hắn được công nhận thiên hạ đệ nhất đệ tử. Nghe đồn hắn có rất nhiều khủng bố thủ đoạn, một phần trong đó, Lý Thiên Mệnh đã thấy được. Xác thực rất đáng sợ. Bao quát Bạch Nhiêu, Hắc Ảm, đều rất kinh người, tối thiểu so Sở Tiểu Thất cường. Lý Thiên Mệnh chờ mong lấy, cùng bọn hắn phân ra sinh tử. Thời gian vừa đến. Bao hàm thiên vân chiến trường cùng địa ngục chiến trường thiên hạ đệ nhất chiến trường kết giới, liền thu vào. Hết thảy chung quanh, đột nhiên ở giữa không còn sót lại chút gì. Bên trong thiên địa, chỉ còn lại hai nhóm đệ tử. Một nhóm lấy Thái Cổ Thần Tông cầm đầu tứ đại tông môn đệ tử, còn sống còn có hơn 90 người. Một nhóm chỉ còn lại hơn 30 người Cửu Cung Quỷ Tông, Thất Tinh Thiên Tông đệ tử. 402 bên đại lục đỉnh phong trời mới tiến vào. Vẻn vẹn chỉ có hơn 100 người sống sót. Trong đó, như Khương Vô Tâm một dạng phế bỏ người, còn có không ít. Một trận chiến này đến cỡ nào thảm liệt, có thể thấy được lốm đốm. Nói thật, trong lịch sử thiên hạ đệ nhất hội, chưa từng có tàn khốc đến loại trình độ này. Nghịch cảnh gặp chân tình. Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Vũ Thịnh bọn họ, trùng điệp đang ôm nhau. Thật nhiều người đều lệ nóng doanh tròng. Bọn họ đứng vững tàn khốc nhất săn giết. Tại bên bờ sinh tử tử chiến, nhưng cuối cùng, bọn họ thắng A. Chẳng những thắng được thắng lợi, còn thắng được tôn nghiêm. Giờ khắc này, căn bản không phân tông môn, người trẻ tuổi ôm nhau, hốc mắt đỏ bừng. Giống như Hiên Viên Vũ Thịnh nói, mặc kệ tương lai như thế nào, lần này sóng vai tử chiến, đời này khó quên. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, các vị, gặp lại. Hy vọng gặp lại ngày, chúng ta còn là chiến hữu. Nhất định. Triệu Thiên Hành, Đông Phương Tử Xung, Lâm Tịch Tịch bọn người cùng một chỗ. Thiên Mệnh, cuối cùng quyết chiến, nhìn ngươi biểu hiện. Nhất định muốn thắng A, trong lòng ta, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Triệu Thiên Hành rất là khâm phục hắn. Hắn trùng điệp vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai, thiên ngôn vạn ngữ, hội tụ thành hai câu này. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, cùng hắn nắm lại bàn tay. Ánh mắt mọi người, đều ở trên người hắn. Không thể thua, không thể chết. Đây cũng là tín ngưỡng của bọn họ. Xem xét lại một bên khác, cái kia Cửu Cung Quỷ Tông hơn 30 đệ tử, đã về tới dẫn đội trưởng bối bên kia.
Bọn họ sắc mặt suy bại, sát khí ngập trời, âm u mà đi. Đến mức Lục Đạo Kiếm Tông, Tứ Tượng Hải Tông cùng Âm Dương Ma Tông trưởng bối, thu thập xong vãn bối thi thể về sau, đã sớm rời đi. Các vị, Trạm Tinh Điện chủ Dịch Tinh Ẩn, đã đang chờ đợi bọn họ. Chúc mừng mọi người, các ngươi là thần tông kiêu ngạo. Liền thanh âm của hắn, đều có chút khàn khàn. Tứ đại tông môn đệ tử, tại mỗi người trưởng bối chỉ huy dưới, lưu luyến chia tay. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ liên hợp, không có nghĩa là mỗi người tông môn sẽ liên hợp. Con đường tương lai, thân bất do kỷ. Cuối cùng quyết chiến, 3 ngày sau tại Tam Nguyên chiến trường tiến hành, 32 người bảng danh sách đã ra tới. Đến lúc đó khai chiến, trực tiếp đánh tới kết thúc, chỉ có liên thắng 5 chàng, giết tới người cuối cùng, mới là thiên hạ đệ nhất. Không ngoài dự liệu, Lý Thiên Mệnh là bảng danh sách cái thứ nhất. Hắn tại địa ngục chiến trường cầm tới điểm số, là người thứ hai hơn gấp 10 lần. Cái này điểm số, xưa nay chưa từng có. Bất quá, Lý Thiên Mệnh muốn chỉ là một cái vào tràng danh ngạch. Dịch Tinh Ẩn công bố về sau, Lý Thiên Mệnh, Hiên Viên Vũ Thịnh, Phương Thần Cảnh bọn họ ào ào tiến vào bảng danh sách. Thiên Mệnh, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi, chỉ có ngươi, nắm giữ cùng ba cái tiểu quỷ vương giao phong tư cách. Dịch Tinh Ẩn nói, vâng, đi thôi. Đi nơi nào? Nhiên Linh Cung, gặp Tôn Thần, người ba ngày này nhật trình, có thể sẽ được an bài cực kỳ đầy. Được. Dịch Tinh Ẩn chuyên theo Lý Thiên Mệnh tiến về Nhiên Linh Cung. Hắn hiện tại đối Thái Cổ Thần Tông quá trọng yếu, khả năng một cái kiếm vô phong bảo hộ còn chưa đủ. Tiến về Hiên Viên Hồ thời điểm, đi ngang qua Nhân Nguyên Tông nhất nguyên chiến trường phụ cận. Lý Thiên Mệnh nhìn đến, ở trong đó hơn 300.000 đệ tử, vậy mà đều không có rời đi. Hắn nghe được, tên của hắn, vang vọng chân trời. Ngươi dùng biểu hiện của mình, như anh hùng một dạng, chinh phục thần tông đệ tử. Giờ khắc này, bọn họ đem ngươi trở thành làm thần. Dịch Tinh Ẩn cảm khái nói. Thần, trách không được, chính mình vậy mà lại theo trên người của bọn hắn, đạt được chúng sinh thiên ý. Thiên Mệnh, Tôn Thần không nói gì, nhưng chúng ta biết, nàng chọn chúng ngươi, để ngươi chinh phục thiên hạ, chính là dụng ý của nàng. Ta sẽ thật tốt báo đáp nàng, Lý Thiên Mệnh nói. Như hắn sở liệu, hắn biểu hiện được càng tốt, đều sẽ có vẻ Khương Phi Linh cao thâm mạt chắc. Thậm chí có người hoài nghi, nàng thật không thành thần A. Loại ý nghĩ này vừa ra tới, đối phỏng đoán người mà nói, tuyệt đối rất khủng bố. Thiên Nguyên Thần Điện, bát đại thần vực khách nhân, đều ở lại đây. Thiên Nguyên Thần Điện rất lớn, các đại thần vực ở giữa hoàn toàn không ảnh hưởng lẫn nhau. Địa ngục chi trước khi chiến đấu, nơi này rất là náo nhiệt, có thể hôm nay lại hết sức quạnh quẽ. Hôm nay cuồng phong gào thét, ngừng một đoạn thời gian tuyết lớn lại lần nữa rơi xuống. Thiên Nguyên Thần Điện trong đình viện, tích tuyết thật dày, phóng tầm mắt nhìn tới, cung đình lầu các, trắng lóa như tuyết. Đến buổi chiều, bão tuyết càng hơn. Toàn bộ Thiên Nguyên Thần Điện, ngoại trừ cuồng phong gào thét, còn lại duy chỉ có tĩnh mịch. Cửu cung quỷ tông. Ở tại tận cùng phía bắc Cửu Cung Các. Tại Cửu Cung Các một tòa màu đen trong cung điện, ba cái đệ tử trẻ tuổi quỳ trên mặt đất. Tại bọn họ trước mắt, đứng đấy một cái hồng bào nam tử. Sắc trời tối tăm, người này bao phủ tại áo bào đỏ bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến ở ngực thêu lên một đóa máu tanh hoa mẫu đơn, xem ra cực kỳ yêu dị. Diêm La, Bạch Nhiêu, Hắc Ảm, trán của bọn hắn, dán tại băng lãnh trên mặt đất, không nhúc nhích. Ngẩng đầu. Hồng bào nam tử nói. Đúng, quỷ vương, ba người chỉnh tề ngẩng đầu. Nơi này có ba loại bảo bối, trở về luyện hóa, có thể để các ngươi thực lực tăng mạnh. Đây đều là đỉnh phong bảo bối, dùng trên người các ngươi, vốn là một loại lãng phí. Chỗ lấy các ngươi hẳn phải biết, dùng hết bọn họ, các ngươi phải làm được cái gì? Hồng bào nam tử nói. Biết, chém giết nhất nguyên thần tông Lý Thiên Mệnh, đoạt đến thiên hạ đệ nhất, đoạt được thiên tinh cảnh. Hắc Ảm chân thành nói, nếu là phạm sai lầm, hỏng tông môn đại kế, lại là kết cục gì, biết không? Hồng bào nam tử nói, vĩnh thế không được siêu sinh, Bạch Nhiêu âm thanh run rẩy, suốt mồ hôi chán nói. Buông lỏng một chút, cái này ba cái bảo bối, loại hình khác biệt, cách chơi khác biệt, nhưng lại đều có thể để các ngươi, cầm giữ có năng lực bên ngoài chí mạng uy hiếp, mà lại phù hợp quyết đấu tư cách. Nếu như có thể giỏi về sử dụng. Chẳng khác gì là đối với các ngươi một loại ban thưởng. Hồng bào nam tử nói, phân biệt chính là ba cái hộp ngọc, phân cho ba người bọn hắn. Trùng hợp chính là,
cái này ba cái hộp ngọc cũng là xám đen bạch tam loại nhan sắc. Hiển nhiên, cái này ba loại bảo bối, đã sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt. Tạ quỷ vương, tạ tông môn, ba người cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bảo bối, ánh mắt nóng rực. Hộp ngọc kia bên trong đồ vật, cũng là bọn họ khát vọng chi vật. Lấy Lý Thiên Mệnh đối phó Sở Tiểu Thất bọn họ biểu hiện ra thực lực, tự thân các người thực lực cũng đầy đủ. Không qua, thiên tinh cảnh chuyện rất quan trọng, lý do an toàn. Dựa theo cuối cùng quyết chiến quy tắc, các ngươi mặc kệ người nào đụng tới hắn, đều chỉ có thể thắng. Hiểu chưa? Hồng bào nam tử nói. Minh bạch, nơi này là ba cái tu di giới chỉ, cùng ta tu di giới chỉ liên thông, giết người về sau, lập tức chiếm kiếm của hắn cùng tháp, để vào trong đó. Hồng bào nam tử lại cho bọn hắn phân phát đồ vật. Ba người bọn hắn nhận lấy cái này tu di giới chỉ, hai mặt nhìn nhau. Quỷ vương, tại Tam Nguyên chiến trường, quang minh chính đại cướp đi bảo bối của bọn hắn, có thể làm. Diêm La Hiếu Kỳ hỏi. Đó là chúng ta sự tình, các ngươi một mực lấy đi kiếm tháp. Hồng bào nam tử mỉm cười nói. Vâng, nghe được, tông môn rất bá đạo. Cái này để ba người bọn hắn, có mạnh hơn lòng tin. Diêm La, Bạch Nhiêu, Hắc Ảm, địa ngục chi chiến, các ngươi thua rất thảm, bị mất mặt cùng sĩ khí, tông môn không truy cứu tính toán, ngược lại cho các ngươi trọng bảo, đối với các ngươi cho kỳ vọng cao. Cái này là các ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, một khi thất bại, các ngươi cả đời này, bao quát các ngươi phụ mẫu trưởng bối, đều xong đời. Biết không, Hồng Bào nam tử nói. Vâng, ba người trầm giọng đáp lại. Trong lòng bọn họ lửa giận mãnh liệt, sớm đã không có đường lui. Cùng thời khắc đó, Thiên Nguyên Thần Điện bên trong, Lục Đạo Kiếm Tông ở lại khu vực, gọi là Lục Đạo Các. Lục Đạo Các một tòa cung điện bên trong. Một cái thanh y nam tử, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn chắp tay trước ngực, nhắm chặt hai mắt, bên cạnh nói đạo kiếm khí lăn lộn. Trong đó mỗi một đạo kiếm khí, đều như sợi tóc đồng dạng nhỏ bé, có thể thấy được cái này vần quanh toàn thân kiếm khí, khoảng chừng ngàn vạn nhiều. Mọi âm thanh yên tĩnh. Bỗng nhiên, cung điện ngoài cửa sổ, bồng bềnh mà tới một hình bóng. Cái bóng kia dán tại giấy dán cửa sổ lên, dường như cùng giấy dán cửa sổ hợp làm một thể. Ảnh nhi, có việc, Phong Thanh Mục hỏi. Đem người đệ tử đưa cho ta đi, hắn đạt được chúng ta thánh huyết. Cái bóng kia thanh âm là cái nữ tính, mười phần lãnh đạm. Thánh huyết, là cái gì? Phong Thanh Mục tiếp tục nhắm mắt lại, giống như là đang cùng trên người kiếm khí chơi đùa. Ngươi không có gì tất phải biết, chỉ cần minh bạch, đó là ta cửu cung thần vật là có thể. Cái bóng nói. Hắn không có cộng sinh thú, đã phế đi. Các ngươi muốn đem người mang về, đem cái này, thánh huyết, làm ra đến. Phong Thanh Mục nói. Không, thánh huyết chọn chúng hắn, cho hắn truyền thừa. Chúng ta đoạt không đi, nhưng chúng ta có thể giúp hắn, khai quật thánh huyết uy lực, để hắn không cần cộng sinh thú, đều có thể thành tựu tuyệt thế cường giả, mà lại, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Cái bóng nói, tuyệt thế cường giả, thì ngươi loại này cấp bậc, cái bóng nói, là tuyệt thế cường giả, vẫn là khôi lỗi, cỗ máy giết chóc. Phong Thanh Mục hỏi, có khác nhau sao, dù sao, so với hắn hiện tại tốt, hắn hiện tại cùng chết khác nhau ở chỗ nào, cái bóng nói, có thể ta không thể đem, tuyệt thế cường giả, trắng trắng tặng cho các ngươi. Phong Thanh Mục nói, vậy liền đi thẳng vào vấn đề, bàn điều kiện là được rồi. Cái bóng nói, ngươi có thể đại biểu cửu cung quỷ tông sao? Trước mắt có thể. Thành, đã ngươi có lòng thành, vậy liền mở rộng nói. Đầu tiên điểm thứ nhất, trên thế giới này không có cái gì thánh huyết, đồ nhi ta dung hợp giọt máu kia, đến từ cửu cung quỷ thần. Cửu cung quỷ thần rất thần bí, trong lịch sử không có nhiều hắn xuất thủ ghi chép, bất quá, trùng hợp ta tại các ngươi cửu cung quỷ tông, tu luyện qua một đoạn thời gian, đi qua hắn lăng mộ, ta biết quỷ thần biến. Phong Thanh Mục nói. Cho nên, người đã sớm biết, trên người hắn có quỷ thần chi huyết. Cái bóng hơi hơi kinh ngạc nói. Đúng, cho nên ta biết cái này quỷ thần chi huyết, các người đoạt không đi, biết người nói là thật lời nói, ta cũng biết các người xác thực có năng lực, đem quỷ thần chi huyết tiềm lực khai quật ra. Phong Thanh Mục nói. Cho nên, bàn điều kiện liền muốn chân thành điểm, đồ nhi này của ta có thể giúp các người đại ân, các người muốn đem người mang đi, cũng đừng dùng một số đồ vô dụng. Đến lừa gạt ta. Phong Thanh Mục nói. Ngươi muốn cái gì? Cái bóng hỏi. Các ngươi có thể xuất ra cái gì? Phong Thanh Mục hỏi. Cái bóng trầm ngâm một lát, nói, trước khi đến, chúng ta làm ra lớn nhất nhượng bộ,
là đem chọn cái, nhất nguyên thần tông, cương vực đều cho ngươi. Bao quát thái cực phong hồ, trước kia ước định, là chúng ta cùng âm dương ma tông một người một nửa, thái cực phong hồ thuộc về bọn họ. Phong Thanh Ngục nói, đúng, bao quát, cái bóng nói. Lý Thải Vi nha đầu kia trước mặt, các ngươi nói thế nào? Sự tình muốn là kết thúc, nàng không có quyền nói chuyện nào, hết thảy do ta nhóm định đoạt. Cái bóng nói, đúng, các ngươi quá mạnh, các ngươi định đoạt. Hiện tại các ngươi có thể hẹn bình tĩnh, để cho chúng ta chia cắt nhất nguyên thần vực, sau khi chiến đấu các ngươi cũng có thể để cho ta cùng âm dương ma tông đều lăn. Để ngươi cửu cung quỷ tông nhất thống thiên hạ, Phong Thanh Ngục cười lạnh nói. Ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa, lấy chúng ta quan hệ, làm sao đều so âm dương ma tông tốt. Thực lực của ngươi, Lý Thải Vi tạm thời không so được. Cái bóng nói. Khác nói với ta những thứ này, không có ý nghĩa, đừng cho ta họa bánh nướng, ta muốn hiện tại. Liền có thể cầm tới tay bảo bối. Phong Thanh Ngục nói. Trong lòng ngươi có ý tưởng, cứ nói thẳng đi. Cái bóng nói. Ta muốn, thiên tinh cảnh tinh đồ. Phong Thanh Ngục nói. Cái bóng trầm mặc. Có cho hay không? Việc này ta không có quyền quyết định, ta trở về thương nghị, như có kết quả, ngươi trực tiếp mang Khương Vô Tâm tới. Cái bóng nói. Thành. Đi. Chờ một chút, Phong Thanh Ngục mở mắt, nói, các ngươi sẽ không liền thiên tinh cảnh trí cao kiếp nguyên. Đều lấy không được a. Ha ha. Cái bóng khẽ cười một cái, rất nhanh liền biến mất tại giấy dán cửa sổ bên trong. Nàng đi về sau, Phong Thanh Ngục đứng dậy, xuyên qua một đạo hành lang, đi tới một gian trong đình viện. Đình viện đã bị bão tuyết chìm ngập, duy chỉ có vài cọng mai hoa đua nở. Sinh trưởng tại thái cực phong hồ hoa mai, trên đó đều có thiên văn tồn tại, thậm chí có thánh thiên văn. Có một tòa trắng như tuyết đình nghỉ mát, đã bị tuyết đọng phủ lên một nửa. Trong lương đình, một cái thanh niên mặc áo đen tựa ở trên cây cột, ánh mắt đờ đẫn. Vô Tâm, Phong Thanh Ngục xuất hiện tại hắn trước mắt, ánh mắt nghiêm túc. Sư tôn, Khương Vô Tâm ánh mắt lung lay một chút, hắn quỳ xuống hành lễ, hai đầu gối đặt ở tuyết đọng lên. Tư vị như thế nào? Phong Thanh Ngục hỏi. Sống không bằng chết, Khương Vô Tâm nói. Từ đó, có thể làm một cái vô tình vô tâm người sao? Phong Thanh Ngục hỏi. Có thể, thế nhưng là, vô dụng. Khương Vô Tâm chán nản nói. Hữu dụng, ta sau cùng cho ngươi một cái báo thù cơ hội. Phong Thanh Ngục nói. Sư tôn, Khương Vô Tâm run rẩy ngẩng đầu, một đôi trọng đồng mờ mịt nhìn lấy Phong Thanh Ngục, nói, ta đã thành rác rưởi, còn có thể cứu sao? Có, chỉ cần tâm bất tử, nhất định có hy vọng. Ngươi trải qua nhiều như vậy sinh ly tử biệt, ngươi so với ai khác đều cứng cỏi. Lần này thua quá thảm, cơ hồ khiến ngươi không có gì cả, động lòng người sinh chính là như vậy, vượt qua qua sinh tử, luôn có một ngày, ngươi sẽ cảm tạ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Phong Thanh Ngục nói, cầu sư tôn chỉ điểm sai lầm, Khương Vô Tâm hít thở sâu một hơi, nỗ lực trong khống chế tâm run rẩy cùng kích động. Cửu cung quỷ tông coi trọng trên người ngươi cửu cung quỷ thần chi huyết, bọn họ có thể đưa ngươi chế tạo thành một cái vô thần trí cỗ máy giết chóc, một cái cường đại khôi lỗi, thụ bọn họ trưởng khống. Vì bọn họ bán mạng, người có thể sẽ mất đi càng nhiều, nhưng có một chút có thể xác định, cái kia chính là, tương lai Khương Vô Tâm, nhất định sẽ rất cường đại. Phong Thanh Ngục ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn. Mất đi càng nhiều, sư tôn, ta đã không có thể mất đi vật. Khương Vô Tâm thanh âm khàn khàn nói. Ý là, người nguyện ý đi làm cái này, sát lục binh khí. Phong Thanh Ngục hỏi. Ta nguyện ý, chỉ cần có thể báo thù, chỉ cần có thể cường đại. Ta cái gì đều nguyện ý. Ta coi như không còn là chính ta, cái kia cũng không đáng kể. Chỉ cần thế nhân nhớ kỹ, Khương Vô Tâm, cái tên này, là có thể. Khương Vô Tâm hốc mắt đỏ bừng, nước mắt huy sái, nhỏ xuống tại trên mặt tuyết. Sẽ có một ngày như vậy, Phong Thanh Ngục nói. Sư tôn, nếu như ta đồng ý, liền muốn rời khỏi lục đạo kiếm tông A. Người đối với ta ân trọng như sơn, ta lo lắng duy nhất, chính là cửu cung quỷ tông để cho ta theo ngươi đối nghịch. Khương Vô Tâm nói, cái này cần xem chính ngươi. Phong Thanh Ngục nói, sư tôn có ý tứ là. Phong Thanh Ngục nhếch miệng, nói, hài tử, cửu cung quỷ tông thì là địa ngục, coi như đó là ngươi tương lai cơ hội duy nhất, ta làm ngươi sư tôn, tuyệt đối sẽ không để ngươi đánh mất tự mình. Ta nên làm như thế nào? Khương Vô Tâm mờ mịt nói, bọn họ đem quỷ thần chi huyết huy lực hoàn toàn khai quật, để ngươi thất hồn lạc phách, biến thành khôi lỗi, nhưng... Ta có thể dạy ngươi một đoạn lục đạo kiếm thần lưu lại, lục tự kiếm quyết, ngươi ngày ngày niệm tụng,
có thể tĩnh tâm ngưng hồn, cố thủ tự mình. Đây là người duy nhất làm về cơ hội của mình. Vô tâm, tuyệt đối không nên từ bỏ, người chỉ cần bất tử, coi như muốn đi làm chó, người đều phải kiên trì. Phong Thanh Mục nói, cảm giác tạ ơn sư tôn. Khương Vô Tâm hốc mắt đỏ thấm, hắn đã mừng rỡ như điên, không ngừng dập đầu. Có cái này lục tự kiếm quyết, chí ít, hắn còn có làm người hy vọng a. Nói thật, ta cũng không biết là có hay không hữu hiệu, thuần coi là một trận đánh bạc. Ngươi là có hay không có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết, toàn xem chính ngươi. Nếu quả thật có ngóc đầu trở lại ngày nào đó, ta tin tưởng, cái này bên trong thiên địa, đã không ai có thể ngăn cản ngươi. Phong Thanh Mục nói, nhất định, nhất định. Khương Vô Tâm thanh âm khàn khàn, đã dùng hết thảy khí lực hô lên những lời này, hắn đã nước mắt nước mũi chảy ngang. Có thể trong ánh mắt, sớm đã có liều mạng một lần dũng khí cùng ý chí. Phong Thanh Mục vỗ vỗ hắn rủ xuống đầu, thở dài, nói, Vô Tâm, mặc kệ ngươi đi nơi nào, ngươi phải nhớ kỹ, kiếm hồn đế sơn, vĩnh viễn là của ngươi nhà. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Như có một ngày ta tổn hại lục đạo kiếm tông mảy may, gọi ta thiên chu địa diệt, chết không yên lành. Ta sinh là lục đạo thần vực người, chết là lục đạo thần vực quỷ, sư tôn ân đức, đời này khó quên, không thể hồi báo. Khương Vô Tâm thanh âm nức nở nói. Ha ha! Phong Thanh Mục cười. Hắn nhéo nhéo Khương Vô Tâm lỗ tai, nói, ngốc hài tử, lời không thể nói như thế đầy a, sư tôn cũng là vì cuộc đời của ngươi, đánh cược một đánh bạc. Tương lai nếu là ngươi đã mất đi thần trí, ngay cả ta đều giết, vậy vi sư cũng nhận. Không, không, ta hồn, nhất định bất tử bất diệt. Khương Vô Tâm giống như điên cuồng, nói ra câu này lời thề. Tốt, tốt, Phong Thanh Mục nắm chặt bờ vai của hắn, đem hắn đỡ lên. Hài tử, cái thế giới này, đản sinh thần nhiều lắm. Nếu là thiên đạo bất công, sư tôn, nguyện ý cùng ngươi nhập ma. Bão tuyết ào 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 rơi xuống. Thiên địa một mảnh ảm đạm. Khương Vô Tâm cảm giác trong cổ họng có một đám lửa. Trong lòng của hắn nổi lên một cái thiếu niên tóc trắng. Giết, giết. Bão tuyết bên trong, hắn im ắng hò hét. Không biết cái gì thời điểm, Phong Thanh Mục đã rời đi bên cạnh hắn. Hắn nằm ngửa tại trong đống tuyết, mặc cho bão tuyết đem hắn chìm ngập. Tiểu Âm, Tiểu Vũ, ta vĩnh viễn sẽ không quên các ngươi. Nhiên Linh Cung. Khương Phi Linh lần nữa khiến người khác ra ngoài. Cho đến ngày nay, nàng muốn đơn độc gặp Lý Thiên Mệnh, đã dễ như trở bàn tay. Trong tẩm cung, bọn họ đứng sóng vai. Bên ngoài gió tuyết tung bay, trong tẩm cung lại thật ấm áp. Bên cửa sổ, Lục Nghĩ Tân phôi tử, Hồng Nê tiểu hỏa lô. Lạnh quá nha, Khương Phi Linh đem tóc dài kéo ở bên tai, Không Linh đôi mắt đẹp nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nàng uống một chút hít rượu. Gương mặt có chút phấn hồng, xem ra đỏ bừng, rất là đáng yêu. Ôm một chút, nàng nhìn ngoài cửa sổ thời điểm, Lý Thiên Mệnh đi đến phía sau của nàng, thân thủ nắm ở eo thon của nàng, đem đầu tựa vào trên vai của nàng. Sợi tóc mùi thơm vần quanh chóp mũi, mùi thơm quen thuộc để người thỏa mãn. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một ngày không thấy, như cách ba thu khắc cốt. Linh Nhi, người biết uống gì tử, người dễ dàng nhất say sao? Lý Thiên Mệnh tại bên tai nàng nhẹ giọng hỏi. Rượu gì? Cùng ngươi thiên trường địa cửu. Phốc, Khương Phi Linh kém chút đem trong cái miệng nhỏ nhắn rượu ngon, cho phun ra. Cảm động sao? Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Ha ha, nàng nét mặt tươi cười như hoa. Ai, thật buồn rầu, ta người này dáng dấp đẹp trai coi như xong, còn có tài như vậy hoa, trách không được ngươi sẽ luân hãm. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Ngươi nói rất có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Nàng nói. Thật vất vả có thể một mình ở chung, bọn họ đều rất có ăn ý, không đi nói những cái kia phiền lòng sự tình. Tại cái này tuyết bay từ từ một ngày, Lý Thiên Mệnh ôm lấy khác người trong lòng tôn thần, cùng nàng chăm chú dựa chung một chỗ. Trời đông giá rét, ngực của nàng như thế ấm áp. Thật nghĩ vĩnh viễn dạng này, ca ca. Khương Phi Linh cắn cắn phấn môi, lo lắng mà nói. Chờ một chút, thiên hạ đệ nhất hội kết thúc. Ta mỗi ngày đến bồi ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Hết thảy sẽ khá hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Cùng một chỗ nỗ lực. Cùng một chỗ nỗ lực. Hắn cầm thật chặt bàn tay của nàng. Gặp nhau thời gian, dù là đi qua một canh giờ, đều là trong chớp mắt. Ta phải đi, Lý Thiên Mệnh nói. Cuối cùng quyết chiến, mới là thiên hạ đệ nhất hội chung kết.
ca ca, Linh Nhi, chờ ngươi về nhà. Khương Phi Linh hai tay nắm ở trước ngực, khẽ mỉm cười, khóe miệng là say lòng người lúm đồng tiền. Phía sau của nàng, tuyết hoa từng mảnh rơi xuống, thành tuyệt mỹ đồ án. Lý Thiên Mệnh quay người rời đi, một khắc đều không ngừng lưu. Như hỏi, lần này đi như thế nào? Tự nhiên là, giết người. Lý Thiên Mệnh đi ra Nhiên Linh Cung thời điểm, Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo, chính chờ hắn ở bên ngoài. Hiên Viên Tông chủ, Lý Thiên Mệnh vội vàng tới. Thiên Mệnh, thật là có thể. Hiên Viên Đạo trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại nói không nên lời, chỉ có thể mỉm cười nhìn lấy hắn. Chỉ có thể nói, may mắn không làm nhục mệnh, Lý Thiên Mệnh nói. Mặc kệ cái khác người nói thế nào, chỉ ít ta xem ra, lần này, người đã cứu chúng ta Thái Cổ Thần Tông. Hiên Viên Đạo nói, thần tông giao phó ta quá nhiều, ta tự nhiên cúc cung tận tụy. Lý Thiên Mệnh nói, nhất là Hiên Viên Đạo khẳng khái, để hắn nắm giữ hôm nay tư bản. Đi qua liền không nói, ta mang cho ngươi tới một tin tức tốt. Hiên Viên Đạo nói, mời nói, Lý Thiên Mệnh nói, ta có cái đề nghị, độ kiếp phong toàn thể tam nguyên kiếp lão đã thông qua. Cuối cùng quyết chiến trước cái này 2-3 ngày, ngươi có thể độc tự tại thiên nguyên trong đỉnh. Hiên Viên Đại Đế trước tu hành. Hiên Viên Đạo nói, cái này, có cái gì hiệu dụng sao? Lý Thiên Mệnh vốn là dự định đi Trạm Tinh Cổ Lộ. 2-3 ngày thời gian, đảo mắt liền đi qua, chỉ là nghỉ một hơi thôi. Liền xem như Trạm Tinh Cổ Lộ, có thể cải biến được cũng không nhiều. Không thể nói, người đi liền biết, sau khi đi vào, chính mình chậm rãi trải nghiệm, nếu là có thu hoạch, đó là vận mệnh của ngươi, nếu không có thu hoạch cũng không sao. Dù sao ngươi không phải Hiên Viên Đại Đế con cháu hậu nhân, cái kia rất bình thường. Hiên Viên Đạo nói, ý là, chỗ đó ngoại trừ đế kiếp bên ngoài, vẫn còn có huyền diệu. Lý Thiên Mệnh hỏi, đến lúc đó, chính ngươi suy nghĩ, ta nói vô dụng, bởi vì ta cũng không biết. Hiên Viên Đạo nói, vâng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh theo Hiên Viên Đạo, theo Hiên Viên trước hồ hướng Thiên Nguyên Thần Sơn. Địa ngục chi chiến, biểu hiện của các ngươi. Để trong tông môn rắn chắc thêm không ít. Đồng thời cũng cho chúng ta, cung cấp liên hợp 3 cái kia tông môn khả năng. Hiên Viên Đạo nói. Có thể giúp đỡ bận bịu liền tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Đương nhiên có thể, tối thiểu nhất, những người kia, không thể buộc chúng ta giao ra tôn thần. Hiên Viên Đạo nói. Nói cách khác, Khương Phi Linh tạm thời an toàn. Có điều, thiên hạ đệ nhất hội còn không có kết thúc, người bây giờ thành Thái Cổ Thần Tông đệ tử biểu tượng. Nếu như ngươi thua, tương đương với thành lập ưu thế hoàn toàn không có, kế tiếp còn là khó làm. Ngươi hiểu ý của ta không? Hiên Viên Đạo hỏi. Hiểu, chỉ có thể thắng, không thể thua. Thua cũng là cùng đường mặt lộ. Thắng bại không chỉ là cá nhân thắng bại, mà chính là thần vực cùng thần vực ở giữa tranh phong cùng đánh cực biểu tượng. Lý Thiên Mệnh nói. Minh bạch liền tốt, Thiên Nguyên đỉnh chuyến đi, chính là chúng ta Thái Cổ Thần Tông đánh cực lần cuối. Hiên Viên Đạo nói. Trò chuyện ở giữa. Bọn họ thì đã đến Thiên Nguyên đỉnh lên. U giống, ta thơ hữu tới. Âu Dương Kiếm Vương đầy mặt tửu đỏ, vui cười nói, xuân ngủ chưa phát giác sáng sớm, ngươi thật đúng là ngậm. Sương Diệp Hồng tại tháng hai hoa, bản thân không khỏi khoa trương. Lý Thiên Mệnh đối nói. Bách chiến xa trường toái thiết áo, Hiên Viên Tông chủ cười hì hì. Âu Dương Kiếm Vương ngược lại nhằm vào Hiên Viên Đạo. Nhất niệm phồn hoa nhất niệm cho, đối không được là rùa đen. Lý Thiên Mệnh chớp mắt nói. Ta dựa vào, Âu Dương Kiếm Vương nổi giận, nói, không đùa, lão tử không mở cửa. Khác a, ta lại đối một câu, 10 năm sống chết cách xa nhau, Âu Dương Kiếm Vương người bên trong hoàng. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Cái này còn tạm được, Âu Dương Kiếm Vương trở mặt, tại chỗ cười. Nhàm chán, Hiên Viên Đạo lườm bọn họ một cái, trước một bước chìm vào Thiên Nguyên đỉnh. Lý Thiên Mệnh đi theo đám bọn hắn đi vào. Sau đó không lâu, Thiên Nguyên đỉnh nội bộ cửa lớn, lại lần nữa mở ra. Bất quá lần này, hai người bọn họ, đều không có ý định đi vào. Người đi vào về sau, chúng ta sẽ phong bế cửa lớn, cuối cùng quyết chiến trước, mới sẽ mở cửa, để ngươi đi ra. Ngươi mặc kệ có hay không thu hoạch, đều phải bảo đảm tâm bình tĩnh, chúng ta cũng chỉ là thử thời vận, minh bạch. Hiên Viên Đạo căn dặn. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đi vào. Hiên Viên Đạo đẩy, đem Lý Thiên Mệnh ném xuống dưới, sau đó cùng Âu Dương Kiếm Vương cùng một chỗ đóng cửa. Ngươi đúng là to gan, Thái Cổ Hiên Viên thị truyền thừa 200.000 năm, ngươi là người thứ nhất,
đem ngoại tộc người ném xuống, để hắn cùng Hiên Viên Đại Đế một chỗ tộc vương. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ai nói hắn là ngoại tộc, Hiên Viên Đại Đế chính là nhân tộc thủy tổ, khắp thiên hạ đều là con cháu của hắn. Hiên Viên Đạo nói. Lời nói này thật tốt, hôm nào ta cũng muốn đi vào. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ngươi lăn. Lý Thiên Mệnh bình ổn rơi trên mặt đất. Bốn phía đen kịt một màu. Hắn như vào hắc ám hỗn độn, hết thảy trước mắt, như là hư không. Hiên Viên Đạo không có xuống tới, nơi này không lại ánh sáng. Lý Thiên Mệnh càng không nhìn thấy Hiên Viên Đại Đế ở phương nào, cái kia năm đầu thần long, lại ở phương nào. Hắn dùng trong tay trái con mắt thứ ba, liếc nhìn chung quanh. Quỷ dị chính là, hắn vẫn cái gì đều nhìn không thấy. Hiên Viên Đại Đế thần thể đâu? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Một vùng tăm tối, một mảnh hư vô. Nơi nào có cái gì thần thể? Hắn có chút luống cuống, nói thật, hắn lần này tiến đến, trong lòng có rất lớn khát vọng. Không thể gấp, không thể cưỡng cầu, Lý Thiên Mệnh trong lòng mặc niệm. Hắn liền trong hư không này hành tẩu, tuyển định một cái phương hướng, một đường tiến lên. Chỉ cho ta dẫn phương hướng đi. Lý Thiên Mệnh xuất ra Đông Hoàng Kiếm, chỉ hướng về phía trước. Hắn biết, Hiên Viên Đại Đế mang tới cảm giác, cùng Đông Hoàng Kiếm Hỗn Độn Thần Đế, có chỗ tương tự. Có lẽ giữa bọn hắn, tồn tại liên quan đi. Tối thiểu nhất, bọn họ là cùng loại người. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, lấy Đông Hoàng Kiếm mở đường. Thiên địa tối tăm, Đông Hoàng Kiếm lại như đom đóm, chỉ là ám giả cái kế tiếp nhỏ bé ánh sáng. Nhưng ít ra, hắn tại tiến lên. Thần Tông sinh tử tồn vong, thiên hạ đệ nhất hội, hung hiểm tàn ác. Thủy Tổ, đệ tử Lý Thiên Mệnh, tuân theo đế đạo, thủ hộ thương sinh, được đế quân con đường, đi vạn dân chi đạo. Nếu có thiên hạ hoắc loạn, tiểu bối nguyện giao can đảm chi huyết, không chối từ. Hắn nhận là tất cả gặp gỡ, đều cần phải tùy tâm xuất phát. Tâm cộng minh, chính là hết thảy. Cho nên ở phương diện này, hắn rất thông minh. Hắn lấy chấp nhất chi tâm, mặc kệ hết thảy, lấy Đông Hoàng Kiếm chỉ đường tiến lên. Một ngày, hai ngày. Hắn ý thức đến, thuộc tại thời gian của mình, rất đoạn. Không thể loạn tâm cảnh, không thể quá nặng được mất, nếu là không thu hoạch, đi đến cơ sở là đủ. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Nếu bàn về tâm cảnh, hắn đã rất thành thục. Ngày thứ ba, ngay từ đầu hắn rối loạn, tâm cảnh dao động. Có thể đi đến sau cùng, hắn lần lượt tỉnh táo, chậm rãi quên đi hết thảy được mất. Minh quân chỉ đường, ta nguyện đi theo. Con đường phía trước mê chướng, đều chính là hư vô. Cắm đầu vào tới cơ sở đi, quản hắn như vậy nhiều. Hắn theo đi bộ, cải thành chạy. Hắn thu hồi Đông Hoàng Kiếm. Dường như về tới lúc đó tại dã ngoại phi nước đại thời điểm. Tuổi trẻ sinh mệnh vung lấy bàn chân, đón cuồng phong, tại giữa núi rừng bôn tẩu. Chạy cảm giác, thì là sinh mệnh cảm giác. Hai chân của hắn kịch liệt đong đưa. Lên lên lên. Chạy tóc trắng phi lên, như trong bóng tối huyễn ảnh. Hoảng hốt ở giữa, có tiếng người như chuông lớn, đinh tai nhức óc. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt xoanh chắc, thần túc liệt trương. Vân đằng gửi tới mưa, lộ kết làm xương. Kim sinh lệ thủy, ngọc ra côn đồi. Dấu thập cự khuyết, châu xưng dạ quang. Long sư hỏa đế, điều quan nhân hoàng. Nhân hoàng, nhân hoàng. Vọt tới tốc độ nhanh nhất thời khắc, trước mắt thiên địa đột nhiên lóe sáng. Oanh! Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu. Một người mặc long bào đế hoàng, thật cao ngồi tại trên long ỷ, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy chính mình, thần sắc nghiêm túc. Thủy Tổ, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Hiên Viên Đại Đế, xuất hiện. Ở sau lưng hắn, kim mộc thủy hỏa thổ năm đầu thần long, nương theo xuất hiện, cái kia to lớn long mắt thấy Lý Thiên Mệnh, đồng dạng nghiêm túc. Giống. Đột nhiên có từng trận long ngâm, ở bên tai oanh minh. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Cái kia ngũ đại thần trên thân rồng, vô số vảy rồng lộn xộn bay ra, lít nha lít nhít, khoảng chừng hơn trăm vạn. Cái này một triệu vảy rồng trồng chất cùng một chỗ, lít nha lít nhít, đơn chiếc vảy rồng thu nhỏ, tất cả vảy rồng hội tụ, cuối cùng tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, ngưng kết thành một bộ thần long khải giáp. Ông, cái kia nắm giữ ngũ đại thần long một triệu vảy rồng thần long khải giáp, hướng về Lý Thiên Mệnh tụ đến. Cơ hồ là tại trước mắt trong nháy mắt, thì dán tại trên da rẻ của hắn. Thiếu niên, nhân hoàng long giáp, bạn ngươi tiến lên. Nhân hoàng long giáp. Lý Thiên Mệnh có chút choáng. Hắn cúi đầu xuống,
nhìn lấy cái kia số lượng khoảng chừng 1 triệu ngũ sắc long vảy, ở trên người tổ hợp, sắp xếp, cuối cùng tạo thành một thân bao khỏa toàn thân khải giáp. Cái này khải giáp cớ nón trụ, hộ cổ, hộ cánh tay, chiến bào, che ngực, chiến váy, giày chiến tạo thành, mỗi một bộ phận đều là giày đặc kiên cường, thần quang bao phủ lân phiến, thậm chí còn có một mặt từ ngũ sắc long vảy tạo thành áo choàng, có thể nói là cực kỳ phong cách. Nhất là đầu, hai tay cùng hai chân, vảy rồng ngưng kết thành đầu rồng hình dáng, phân biệt là kim sắc, thanh sắc, màu xanh lam, màu đỏ cùng màu nâu, càng thêm uy vũ bá khí. Trọn vẹn khải giáp, cơ hồ đem Lý Thiên Mệnh toàn thân bao trùm. Thời khắc này Lý Thiên Mệnh, khôi ngô cao lớn, quang mang lập lòe, long khí trùng thiên, như là tuyệt thế nhân hoàng, quân lâm thiên hạ. Làm nhân hoàng long giáp sinh ra, mặc lên người, cùng thân thể tổ hợp lại với nhau thời điểm, Lý Thiên Mệnh chỗ có thể cảm nhận được, cũng không phải là chỉ là phòng ngự gia tăng. Nhân hoàng long giáp có một cỗ hào hùng khí thế thần long lực lượng, cùng loại đông hoàng kiếm đông hoàng vòng xoáy một dạng, làm đến hắn lực lượng lại tăng. Đây là một loại lực lượng, phòng ngự, tốc độ, bạo phát toàn thuộc tính tăng lên, đạt đến một chủng loại giống như phụ linh hiệu quả. Thật mạnh! Lý Thiên Mệnh tâm tình rung động. Hắn rõ ràng cảm nhận được, cỗ này bàng bạc thần long lực lượng, nó dường như thâm uyên một dạng vô cùng vô tận. Cùng đông hoàng kiếm đông hoàng vòng xoáy một dạng, bây giờ có thể tại chính mình thân thể bên trong lưu chuyển lực lượng, chỉ là hắn rất ít một bộ phận. Hắn nắm chặt quyền trái, bỗng dưng đánh nhất quyền, không khí chấn động nổ tung, có thể thấy được uy lực chi hung mãnh. Không qua, đại khái một đoạn thời gian ngắn về sau, hắn cảm giác tinh thần có chút mỏi mệt. Có thể là bởi vì, ta không có triệt để nắm giữ nhân hoàng long giáp quan hệ, sử dụng lực lượng đối thần hồn của ta tới nói, là rất lớn tiêu hao. Xem ra trước mắt không thể thường dùng, chỉ có thể ở lúc mấu chốt, hình thành trình độ nhất định bạo phát. Không sao, dù sao, ta cũng chỉ là vừa tiếp xúc nhân hoàng long giáp, về sau có là suy nghĩ cơ hội. Hắn bây giờ còn chưa ngộ ra đông hoàng kiếm cùng thái nhất tháp, lại càng không cần phải nói còn lại. Hắn cảm giác, chính mình cùng nhân hoàng long giáp, chỉ là sơ bộ ký kết một chút liên hệ. Hắn tâm niệm nhất động, trên người nhân hoàng long giáp bắt đầu co vào tiêu tán, vậy mà thu hồi tại nó trái tim phía trên. Cái kia 1 triệu vảy rồng trồng chất, bao trùm ở chỗ này, để nó trái tim biến đến thình thịch có lực, thậm chí ngay cả thần long huyết mạch, đều tại hòa tan vào trong thân thể. Tạm thời tồn tại ta trái tim, như vậy, thời điểm then chốt, ta muốn thế nào triệu hoán đi ra? Hắn vừa nghĩ như vậy, nhân hoàng long giáp thì cho hắn đáp án. Làm hắn dùng bàn tay, trùng điệp đập một chút nơi ngực thời điểm, theo trái tim làm tâm điểm, nhân hoàng long giáp trong nháy mắt sinh ra, để hắn tại chỗ lột xác thành khải giáp chiếm hữu tuyệt thế nhân hoàng. Một khắc này khí thế, xác thực có kinh thiên địa khiếp quỷ thần chi uy. Nhân hoàng long giáp xuất hiện về sau, sẽ có toàn thuộc tính tăng lên, nhất là phương diện phòng ngự. Lúc này thời điểm cảm giác lực lượng nổ tung, bất quá, lấy Lý Thiên Mệnh trước mắt trạng thái, tiếp tục một lúc sau, liền có chút không chịu nổi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, trên người vảy rồng cùng quang hoa, mới chậm rãi biến mất, lần nữa thu nạp ở trái tim bên trong. Đây là, Hiên Viên Đại Đế ban cho ta thần vật A. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, bất ngờ nhìn đến, cái kia ngũ đại thần long trên thân thể, đã không có vảy rồng. Bọn họ tất cả vảy rồng, hợp thành Lý Thiên Mệnh nhân hoàng long giáp. Bọn họ 5 vị, đã từng cũng là thượng thần. Bọn chúng 1 triệu vảy rồng, tạo thành nhân hoàng long giáp, sẽ có bao nhiêu ảo diệu. Lý Thiên Mệnh cảm giác, mình bây giờ chỗ có thể sử dụng, bất quá chỉ có 9 châu mất sợi lông thôi. Tại trước mắt hắn, Hiên Viên Đại Đế 3 con mắt đều nhắm, giống như cho tới bây giờ đều không có mở ra qua. Hết thảy lắng xuống. Thủy Tổ, đệ tử Lý Thiên Mệnh, định không phụ kỳ vọng. Lý Thiên Mệnh quỳ xuống đất dập đầu, lấy đó đối tiền bối tôn kính. Nguyên bản Lý Thiên Mệnh chỉ là muốn để Khương Phi Linh còn sống, nhưng hôm nay, hắn cùng Thái Cổ Thần Tông vận mệnh, buộc định ở cùng nhau. Thủy Tổ trên trời có linh, nhất định không hy vọng con cái đời sau bị người khi nhục, bị người diệt phong đi. Cho nên, thiên hạ đệ nhất hội, ta cái kia cho hắn một cái công đạo. Bị người ân huệ, liền muốn suối tuôn tương báo. Tâm tình vừa bình phục thời điểm, trên đỉnh đầu cửa lớn đã mở ra. Cuối cùng quyết chiến thời gian, đã đến. Thiên Mệnh, cần phải đi, Hiên Viên Đạo ở phía trên nói. Vâng, Lý Thiên Mệnh bái biệt Hiên Viên Đại Đế, lên cao mà lên. Ầm ầm, cửa lớn đóng lại. Thiên Nguyên Đỉnh bên trong,
lâm vào vĩnh hằng tĩnh mịch bên trong. Mới từ Thiên Nguyên đỉnh bên trong tới, bên ngoài gió tuyết đan xen. Một ngày này tuyết rơi đến nhất là lớn, bão tuyết cuồn cuộn, thiên địa một mảnh ảm đạm. Thiên Viên Đạo cùng Âu Dương Kiếm Vương, đứng tại trong gió tuyết, tuyết hoa tới gần bọn họ, cơ bản đều bị đốt thành hơi nước. Như thế nào? Thiên Viên Đạo hỏi. Nhân Hoàng Long Giáp, Lý Thiên Mệnh dứt khoát trả lời. Thiên Viên Đạo cùng Âu Dương Kiếm Vương liếc nhau một cái. Âu Dương Kiếm Vương nhìn không được cười ra tiếng, cho Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên, nói, có thể, sáng tạo lịch sử. Nhân Hoàng Long Giáp, lên một cái có thể triệu hoán đi ra người, vẫn là tôn thần. Hắn nói đúng lắm, 10 vạn năm trước Hiên Viên Si. Đây là kết quả tốt nhất, Thiên Mệnh, người muốn nói không phải ta thái cổ Hiên Viên Thị hậu nhân, ta đều không tin. Muốn không, người chọc cái Hiên Viên Thị cô nương cưới đi. Thiên Viên Đạo nói, Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Hắn muốn hỏi chính là, có thể cưới các ngươi tôn thần sao? Trên thực tế lúc này thời điểm, toàn bộ thái cổ thần tông, tựa hồ tiếng người huyên náo. Bão tuyết đều che giấu không được. Mọi người trong lòng nhiệt hỏa. Bắt đầu sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lập tức, theo ta đi Tam Nguyên chiến trường. Thiên Viên Đạo nói. Vâng. Ba người một đường phi nhanh, hướng về Tam Nguyên chiến trường mà đi, không bao lâu đã đến. Lúc này thời điểm náo nhiệt là nhất nguyên chiến trường. Tam Nguyên chiến trường bên này rất tĩnh mịch, bởi vì nơi này đều là trưởng bối cường giả, cho nên không một người nói chuyện. Lý Thiên Mệnh lúc tiến vào, phát hiện có thể ở chỗ này quan chiến. Đều là Tam Nguyên kiếp lão trở lên thân phận. Trừ cái đó ra, chỉ còn lại mấy cái người tham chiến, thí dụ như Hiên Viên Vũ Thịnh, Phương Thần Cảnh bọn họ điểm số đều tiến vào top 32. Tại đối diện bọn họ, thì là Bát Đại Thần Vực cường giả, còn có bọn họ còn lại thiên tài. Chỉ có 32 người, giết đến nơi này. Bầu không khí nghiêm túc đến băng điểm. Nơi này mới thật sự là chiến trường. Ngoại trừ Tam Nguyên chiến trường có thể trực tiếp quan chiến. Những người khác vẫn là tại thiên nhãn kết giới trước mặt. Đây là đỉnh phong quyết đấu một ngày, 9 đại thần vực vô số người, đều tụ tập tại thiên nhãn kết giới trước đó. Thí dụ như Thái Cổ Thần Tông, cơ bản đều tại nhất nguyên chiến trường. Đệ tử tăng thêm trưởng bối, tối thiểu 450 vạn người, người đông tấp nập, bên kia nhiệt huyết hò hét, một mực truyền đến Thiên Nguyên Tông, liền nơi này đều có thể nghe thấy. Thí dụ như Lục Đạo Kiếm Tông Kiếm Hồn Đế Sơn, thí dụ như Thất Tinh Thiên Tông, Thất Tinh Động, thí dụ như Cửu Cung Thần Vực, Quỷ Thần Sơn Mạch, cơ hồ đều là cuồng nhiệt nóng này. Đây là khắp thiên hạ đệ tử đệ nhất thịnh hội trung cực quyết chiến. Không chỉ là chí cao kiếp nguyên tranh chấp, càng là quan hệ đến tánh mạng, cửu hận cùng tôn nghiêm chém giết. Lý Thiên Mệnh nghe được, là toàn bộ thiên địa oanh minh. Hắn giết qua quá nhiều đệ tử, đắc tội quá nhiều người. Chí ít cái kia ngũ đại thần vực, tối thiểu có mấy trăm vạn đệ tử. Đang chửi mắng tên của hắn. Lý Thiên Mệnh, chết. Nhất Nguyên Thần Tông, diệt vong. Cố ý chí này, vậy mà làm cho Lý Thiên Mệnh cảm nhận được áp lực. Có thể thấy được tại xa xôi chỗ, nhìn hắn khó chịu người, đến cùng có bao nhiêu. Nói cho cùng, bọn họ đối cầm xuống thiên hạ đệ nhất, vẫn bày mưu tính kế. Thiên Mệnh, Thiên Nguyên Tông Phương Thái Thanh hô hắn một tiếng. Tông chủ, Lý Thiên Mệnh đi lên phía trước. Người biết a? Cũng không phải là nói địa ngục chi chiến lấy được thắng lợi, chúng ta thì thắng. Hết thảy thắng bại, đều phải nhìn cuối cùng quyết chiến. Mặt khác, thiên tinh cảnh chí cao kiếp nguyên, chính là quan trọng. Gần nhất có nghe đồn nói, chí cao kiếp nguyên là mở ra thiên tinh cảnh bí mật chìa khóa, nếu có thể đoạt được, có lẽ cục diện lại khác biệt. Phương Thái Thanh nói, đệ tử minh bạch, Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ. Bây giờ chúng ta sự suy thoái, chịu đủ áp bách, người người có thể lấn. Hy vọng ngươi có thế để cho Thái Cổ Thần Tông chúng sinh, tránh thức ngẩng đầu lên. Phương Thái Thanh nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Nếu như Thái Cổ Thần Tông bị áp bách quá lớn, tổn thất nặng nề, có lẽ như Phương Thái Thanh loại này người, liền sẽ khuất phục, bức bách tông môn giao ra tôn thần. Địa ngục chi chiến rất hoàn mỹ, nhưng cuối cùng quyết chiến mới là quan trọng. Đây là đánh nhau vì thể diện, dù là địch nhân tổn thất nặng nề, vẫn là muốn nhìn. Đến cùng là ai, cười cuối cùng. Của hắn thắng lợi, thậm chí sẽ gia tăng Hiên Viên Đạo quyền lên tiếng, gia tăng tông môn lòng tin, để Phương Thái Thanh dạng này do dự cỏ đầu tường, không thể không vào cuộc. Khương Phi Linh cùng Thái Cổ Thần Tông sống sót, không bị sụp đổ căn bản, cũng là trên tông môn tiếp theo tâm. Ta liều lĩnh, đều muốn vì Thái Cổ Thần Vực, mang đến hy vọng.
Rầm rầm rầm. Hắn trong lồng ngực, nhiệt huyết lăn lộn. Giờ phút này thiên địa chấn động, chính là lửa nóng nhất thời điểm. Tam nguyên chiến trường trên không, lơ lửng một cái cỡ nhỏ kết giới, kỳ thật cái kia chính là thiên hạ đệ nhất chiến trường. Bất quá, nó hôm nay hiệu dụng, chủ yếu là tùy cơ xứng đôi đối thủ. Ngẩng đầu nhìn lại, trên trời rơi xuống bão tuyết. Toàn bộ tam nguyên chiến trường, cũng đã làm cho bão tuyết bao trùm, nếu là thị lực không tốt, đều không nhìn thấy nơi xa. Thiên địa một mảnh mênh mông. Hàn phong gào thét, tuyết hoa như lưỡi dao một dạng bốn phía bao phủ. Lý Thiên Mệnh nghĩ, phàm là chỉ cần có một giọt máu tươi nhiễm, tại cái này thuần trắng thế giới, đều sẽ phá lệ rõ ràng đi. Diễm đô lôi, thần đô mưa, thái cổ thần tông bão tuyết, đều là cả đời khó quên tràng diện. Hắn đứng tại trong gió tuyết, trắng như tuyết tóc dài phấn khởi, một thân đơn giản hắc bào dính đầy gió tuyết, cả người như thiên địa một dạng băng lãnh. Những đối thủ của hắn, ở phía đối diện. Thiên hạ đều đang chăm chú bọn họ. Đúng vào lúc này, làm chủ nhà, Phương Thái Thanh đứng lên, lấy hùng hồn âm thanh trong trẻo hét lớn. Ta tuyên bố, thiên hạ đệ nhất hội quyết chiến, hiện tại bắt đầu. Cái này bàng bạc thanh âm, chỗ gần người nghe, cũng không tính đến cỡ nào vang dội, nhưng lại có thể bao phủ toàn bộ Thái Cực Phong Hồ, thậm chí truyền đến Hiên Viên Hồ Nhiên Linh Cung. Vô số đệ tử nhiệt huyết, nhất thời đốt lên. Lý Thiên Mệnh, xa xôi nhất nguyên chiến trường. Truyền đến xôi trào hò hét. Mọi người trên đỉnh đầu thiên hạ đệ nhất chiến trường kết giới, bắt đầu sinh ra một đạo quang mang, tại 32 người đệ tử ở giữa tùy cơ chiếu rọi. Hôm nay, nhất chiến đến cùng. Hô! Khẩn trương thời khắc, tiến đến. Các nơi thiên nhãn kết giới, đi theo cái kia một đạo quang mang, tại 32 cái mạnh nhất đệ tử trên thân luân chuyển. Cuối cùng, quang mang kia dừng lại tại trên người một người. Thất Tinh Thiên Tông. Trưởng tôn Tinh Việt, xuất chiến. Một cái tinh bào người trẻ tuổi, rơi vào bão tuyết trên chiến trường. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, gây nên xa cuối chân trời thất tinh thần vực, thất tinh động, vô số đệ tử hò hét. Thất Tinh Thiên Tông, thiên hạ đệ nhất. Tuy nhiên có chút không biết xấu hổ, nhưng rất nhiều người vẫn là hô. Dù sao, ai cũng muốn đương thiên hạ đệ nhất. Đối thủ của hắn lại là làm Thất Tinh Thiên Tông mạnh nhất đệ tử. Tham dự cuối cùng quyết chiến bắt đầu chi chiến, trưởng tôn Tinh Việt đầy đủ phân lượng. Mặc kệ là tam nguyên chiến trường Thất Tinh Thiên Tông cường giả, vẫn là Thất Tinh Động thần vực thiên tài, hoặc là toàn bộ Thất Tinh thần vực những người tu luyện, đều đem ánh mắt, tập trung tại trưởng tôn Tinh Việt trên thân. Đạo thứ hai quang mang chiếu rọi, soi sáng ai, ai cũng là đối thủ của hắn. Trong khoảnh khắc, quang mang đình chỉ. Trong lúc nhất thời, thiên địa đột nhiên tĩnh mịch. Vô số thiên nhãn kết giới người bên cạnh. Có như vậy trong nháy mắt, đều ở vào tĩnh mịch trạng thái. Bởi vì, cái kia trong ánh sáng, một ánh mắt đạm mạc thiếu niên tóc trắng, tóc dài phấn khởi, như là dung nhập bão tuyết bên trong, một đôi tròng mắt, một vàng một đen, uy nghiêm bá khí. Nhất Nguyên Thần Tông, Lý Thiên Mệnh, xuất chiến. Đây là thiên hạ đệ nhất chiến trường kết giới thanh âm. Tiếng nói hạ xuống xong, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện theo chỗ cao rơi xuống, dẫm tại bão tuyết trên chiến trường. Tuyết bay tràn ngập, hắn tại tuyết bên trong hành tẩu, hắc bào cuồn cuộn mà động, một đôi tròng mắt bên trong, lóng lánh khát máu quang mang. Bắt đầu cứ như vậy nổ. Rất nhiều người kịp phản ứng, trong lúc nhất thời thiên hạ sôi trào. Ngũ đại thần vực mạnh nhất đệ tử, ngoại trừ Cửu Cung Quỷ Tông cùng Thất Tinh Thiên Tông, Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất cùng Long Tiểu Phàm, đều là Lý Thiên Mệnh bại tướng dưới tay. Thật vừa đúng lúc, hiện tại đến phiên trưởng tôn Tinh Việt. Làm Lý Thiên Mệnh cùng trưởng tôn Tinh Việt đụng phải thời điểm, hai cái thần vực cơ hồ đều nóng lên. Cái gọi là cuối cùng quyết chiến, ngõ hẹp gặp nhau va chạm, so địa ngục chiến trường tao ngộ chiến cùng bao vây, kỳ thật càng khảo nghiệm đảm lượng cùng chiến đấu lực. Gió tuyết đằng đẵng bên trong, tầm mắt của bọn hắn đụng vào nhau. Ngươi nhất định cảm thấy, trừng trị ta dễ như trở bàn tay thật sao? Trưởng tôn Tinh Việt híp mắt nói. Ánh mắt của hắn so sánh hẹp dài, có thể trong đó tròng mắt tinh quang. Cực kỳ lập lòe. Không phải vậy đâu, Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có ý tứ, ta tại cái này sau cùng tam thiên, đột phá đến ngũ trọng sinh kiếp, ta không so Khương Vô Tâm cùng Sở Tiểu Thất kém. Thậm chí, bọn họ bắt không được ngươi, đến phiên ta đến muốn mạng của ngươi. Trưởng tôn Tinh Việt thanh âm lạnh lẽo nói. Rất tốt, muốn là ngươi quá phế đi, ta còn ngại đánh cho không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, nhìn ngươi cái này kiêu căng tự đại bộ dáng. Thì ngươi cũng xứng a.
Trưởng Tôn Tinh Việt cười lạnh. Xứng hay không, không khỏi ngươi nói tính toán. Lúc nói chuyện, hắn hai tay nắm ở Đông Hoàng kiếm, hai chân dẫm tại trên mặt tuyết. Bây giờ không có địa ngục kết giới, giết người chỉ cần một lần. Đơn giản nhiều. Ngưu Toàn Châu chấu đá xe đáng thương chi đồ, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Trưởng Tôn Tinh Việt lúc nói chuyện, hắn cộng sinh thú xuất hiện tại trên đỉnh đầu của hắn. Cái kia chính là thần kỳ, tinh thú. Tinh thú kỳ diệu, có thể nói là Viêm Hoàng đại lục đặc sắc. Đã từng, Thất Tinh Thiên Thần, chính là lấy tinh thú, xông ra một phiến thiên địa. Tinh thú, thậm chí không phải thú. Dù sao, bọn họ không có tai mắt mũi miệng, thậm chí chỉ có thể cùng ngự thú sư tâm linh giao lưu. Xuất hiện tại Trưởng Tôn Tinh Việt trên đỉnh đầu, cũng là ba viên to lớn thạch đầu bộ dáng tinh thú. Một ngôi sao hỏa diễm, một cái lôi đình tinh thần, còn có một khỏa hoàng kim tinh thần. Cái này ba ngôi sao phía trên, đều có thể nhìn đến có hơn 40 điểm sao, nhưng không tại trên ánh mắt, mà chính là trải rộng tinh thần mặt ngoài. Này bằng với nói đúng là, người khác ngự thú tu luyện, Thất Tinh Thiên Tông lại cùng tinh thần tu luyện. Tinh thần bên trong cũng có thú mạch, linh nguyên, thậm chí là thánh cung mệnh tuyền, tính toán nửa cái thân thể máu thịt. Tại kỳ diệu như vậy phía dưới, tinh thú ở giữa hợp thể, đều không lộ vẻ thần kỳ. Bây giờ ngay tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, ngọn lửa này, lôi đình cùng hoàng kim ba ngôi sao, liền tại Trưởng Tôn Tinh Việt trên đỉnh đầu, hòa làm một thể, tạo thành một cái siêu cấp tinh thần. Phía trên hỏa diễm, lôi đình vần quanh, mà lại toàn thân hoàng kim, quả thực như một tòa kiên cường đại sơn, lơ lửng tại Trưởng Tôn Tinh Việt trên đỉnh đầu. Không thể không nói, có điểm đặc sắc. Nhất là tại kiên cường phương diện, loại này thạch đầu ngoại hình, khẳng định so thú loại cường ngạnh hơn rất nhiều. Chín đại thần vực hạch tâm huyết mạch. Bất kỳ một cái nào có thể sinh sôi đến bây giờ, đều nắm giữ thủ đoạn đặc thù. Trưởng Tôn Tinh Việt một người một siêu cấp tinh thần, nhân tinh đi theo, sát khí kinh thiên. Thất tinh chi tử, giết hắn. Xa cuối chân trời thất tinh động, vô số Thất Tinh Thiên Tông đệ tử hò hét. Thất tinh chi tử, chính là Trưởng Tôn Tinh Việt xưng hào. Ông, tại vạn chúng hò hét phía dưới, Trưởng Tôn Tinh Việt ánh mắt lạnh lùng, đó cùng siêu cấp tinh thần cùng một chỗ. Hướng về Lý Thiên Mệnh đập tới. Ầm ầm, toàn bộ bão tuyết chiến trường đều đang chấn động. Quyết đấu, bạo phát. Tại cái này bàng bạc áp lực trước mặt, cái kia bão tuyết bên trong thiếu niên tóc trắng, tựa hồ ánh mắt không thay đổi chút nào. Hắn hai tay nắm ở to lớn Đông Hoàng kiếm. Cuồng phong cuốn lên, tóc dài bay múa, như tóc trắng tà ma. Sau một khắc, tâm tùy ý động, lực lượng bạo phát. Đế vực kiếm hoàng kết giới cùng thiên kiếp kiếm khí uy lực điệp ra, kim kiếm khí màu đen trong nháy mắt nuốt sống toàn bộ chiến trường. Lý Thiên Mệnh một chút lỏng một chút tay trái, dùng bàn tay phía trên cái kia tinh hồng ánh mắt, đụng phải Trưởng Tôn Tinh Việt. Chấn hồn chi đồng. Đối Trưởng Tôn Tinh Việt tới nói, bão tuyết thế giới trong nháy mắt lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Chỉ có cái kia tinh hồng ánh mắt, chấn động hồn linh, để hắn lâm vào trong mê loạn. Hắn lấy nhất trưởng phá vỡ cái kia huyết hồng cự nhãn, lại nhìn đến Lý Thiên Mệnh đã giết tới trước mắt. Áp! Trưởng Tôn Tinh Việt siêu cấp tinh thần cộng sinh thú, theo thương thiên nện xuống. Lực lượng kia chi dồi dào, đủ để đánh rách tả tơi cái này toàn bộ bão tuyết chiến trường. Ngay tại thời điểm, một tòa màu trắng bảo tháp xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, ầm vang đè vào cái kia siêu cấp tinh thần phía trên. Làm! Hai đại vật cứng đụng nhau, ma sát ra chướng mắt sao hỏa. Sinh ra bén nhọn tiếng ma sát âm, truyền khắp hứa xa. Cái kia siêu cấp tinh thần mạnh nhất cũng là va chạm năng lực. Nhưng lúc này đây, nó đụng phải tấm sắt, có thể xưng một kích chí mạng, đều bị thái nhất tháp chặn. Đây không phải quan trọng. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có quản cái kia siêu cấp tinh thần, Đông Hoàng đại kiếm uy lực bạo phát, hắn tại trong tuyết cuồng hướng, hai tay cầm kiếm, như là dã thú vung kiếm chặt chém mà đến. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Một kiếm này chặt chém, uy nghiêm bá đạo, là vì thương sinh chi nộ, kiếm ý ngập trời. Ngươi, Trưởng Tôn Tinh Việt không nghĩ tới hắn hung mãnh thành dạng này. Trong tay hắn có đao có thuẫn, đều có bảy đầu kiếp văn trở lên, hắn cầm thuẫn đỡ kiếm, quay người lấy đao phách chém. Làm, Đông Hoàng kiếm lấy kinh khủng lực đạo, đập vào hắn trên tấm chắn. Ầm, thuẫn bài nổ tung. Làm sao lại như vậy? Trưởng Tôn Tinh Việt trừng to mắt. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh chênh lệch cứ như vậy đại a. Vẫn là nói, đây là binh khí chênh lệch. Không ai nói cho hắn biết đáp án,
Bởi vì Lý Thiên Mệnh như phong ma một dạng, xuống một kiếm lại lần nữa hội tụ kinh thiên kiếm khí, lại lần nữa chặt chém. Siêu siêu. Đại kiếm phá vỡ không khí. Lần này là tử vong chi kiếm. Đương đương đương. Trưởng tôn Tinh Việt liên tục bại lui. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị ép thành chó. Hắn vội vàng triệu hồi siêu cấp tinh thần, thi triển đầy trời thần thông, vượt qua Thái Nhất Tháp, oanh tạc Lý Thiên Mệnh. Nhưng là sau đó một khắc, Lý Thiên Mệnh thì phá nát đao của hắn. Đao thuẫn toàn diệt. Ngươi, rõ ràng chính mình, đã đột phá ngũ trọng sinh kiếp, vì cái gì còn bị trấn áp đến thảm như vậy? Đối phương cộng sinh thú, cũng không có xuất hiện a. Trưởng tôn Tinh Việt, triệt để tâm tính nổ tung. Đáp lại hắn, là Lý Thiên Mệnh trung cực một kiếm. Chết! Đông Hoàng kiếm từ trên trời giáng xuống, chém vào trưởng tôn Tinh Việt trên đỉnh đầu. Kiếm quang trong nháy mắt lướt qua, bổ vào trên mặt tuyết, chém ra một đầu dài đến mấy ngàn thước, sâu đạt 50 mét tuyết đỏng khe rãnh. Phốc phốc! Trưởng tôn Tinh Việt tổng thể hình thành hai nửa, phân biệt đập vào trên mặt tuyết. Máu tươi tuôn ra. Trong lúc nhất thời, tái nhợt đất tuyết, trong nháy mắt nổ tung một đóa hoa máu, biến đến cực kỳ lóa mắt. Trưởng tôn Tinh Việt, chiến tử. Đây không phải thế lực ngang nhau, đây là tại đổ sát. Lý Thiên Mệnh bị cái kia siêu cấp tinh thần thần thông đụng bay ra ngoài, lăn tại trên mặt tuyết. Nhưng hắn rất nhanh bỏ lên, cùng cái kia tinh thần chém giết. Đông Hoàng kiếm Thái Nhất Tháp cùng nhau trấn áp. Mọi người cơ hồ có thể đoán trước, cái này tinh thú đồng dạng chết chắc. Thắng bại cuối cùng còn không có rốt cuộc, nhưng là Thái Cổ Thần Vực cùng Thất Tinh Thần Vực, đều đã sôi trào. Một phe là vì thắng lợi gieo hò, tâm tình cuồng nhiệt, một phe là phẫn nộ vô năng, tiếng mắng chấn thiên. Phốc phốc phốc, siêu cấp tinh thần thủng trăm ngàn lỗ, nổ tung lên, hóa thành đầy trời thi khối, rơi vào trên mặt tuyết. Trong lúc nhất thời, cái kia bão tuyết trên chiến trường, khắp nơi đều có vết máu. Đây là cuối cùng quyết chiến bắt đầu. Thi khối cùng máu tươi, tỏ rõ lấy đây hết thảy huyết tinh. Nhất nguyên chiến trường phương hướng, Lý Thiên Mệnh, ba chữ chấn thiên hô hoán, lại lần nữa chuyển đến bên này. Hắn cơ hồ lại lần nữa hóa thân thành thần, hấp thu vô số chúng sinh thiên ý. Mà lần này, thậm chí phải thêm phía trên Thái Cổ Thần Vực rất nhiều thương sinh ý chí. Xem xét lại cái kia thất tinh động, rất nhiều người, sớm đã thảm không còn nét người, chỉ có thể vô năng phẫn nộ, táo bạo phát tiết. Toàn bộ thất tinh thần vực, đều loạn thành hỗn loạn. Từ đó, lưỡng nghi, tứ tượng, lục đạo, thất tinh tứ đại thần vực mạnh nhất đệ tử, ngoại trừ Khương Vô Tâm, toàn bộ bị Lý Thiên Mệnh giết chết. Trên thực tế tại mọi người trong lòng, Khương Vô Tâm, cũng tương đương chết rồi. Tại dạng này sôi trào cục diện bên trong, Lý Thiên Mệnh thu thập một chút, tại trong gió tuyết lặng yên mà đi. Mọi người lửa nóng trong lòng cùng sôi trào, còn không có kết thúc. Thiên hạ đệ nhất hội cuối cùng quyết chiến, còn đang kéo dài. Lần này thiên hạ đệ nhất hội không có gì lo lắng, cuối cùng sẽ chỉ là bốn người ở giữa quyết đấu. Sau đó, rất nhiều đối chiến đều rất nhanh, vượt qua một nửa người, trực tiếp nhận thua. Tỷ như Phương Nguyệt Vi, gặp phải Hắc Ảm, nàng căn bản cũng không xuất chiến, trực tiếp nhận thua. Nguyên nhân căn bản chính là, lần này thiên hạ đệ nhất hội thực chất, chính là sinh tử chém giết. Như chỉ là luận bàn, rất nhiều người cũng sẽ không lãng phí, cái này cùng ngoại tông giao lưu, lại chứng minh cơ hội của mình. Vòng thứ nhất rất nhanh kết thúc. 32 người đệ tử, đã còn lại 16 người. Vòng thứ hai quyết đấu lập tức bắt đầu, tình huống vẫn là giống nhau. Tại đại lượng đệ tử nhận thua tình huống dưới, cuối cùng lo lắng, chỉ ở tại Lý Thiên Mệnh cái gì thời điểm, sẽ cùng đối phương ba cái tiểu quỷ vương đụng tới. Những người khác, đều là vai phụ. Lý Thiên Mệnh vòng thứ hai chiến đấu đối thủ, là đồng tông môn Phương Thần Cảnh. Tứ trọng sinh kiếp hắn, căn bản không muốn cùng Lý Thiên Mệnh đấu, trực tiếp thì nhận thua, để Lý Thiên Mệnh trở thành thiên hạ đệ nhất hội top 8. Ngay sau đó, top 8 nguyên một đám xuất hiện. Theo thứ tự là Lý Thiên Mệnh, Hắc Ảm, Bạch Nhiêu, Diêm La, Hiên Viên Vũ Thịnh, Đông Phương Tử Xung, Triệu Thiên Hành, Lâm Tịch Tịch. Hiên Viên Vũ Thịnh trọng thương còn chưa tốt. Có điều hắn trước hai bánh gặp phải đệ tử quá yếu, nhẹ nhõm thì tiến đến. Nhưng nói thật, Đông Phương Tử Xung ba người bọn hắn, đã sớm ước định cẩn thận, đến đón lấy trên cơ bản đều là nhận thua. Nếu như có thể an bài, để ba người bọn hắn tiểu quỷ vương nội đấu liền tốt. Đúng, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, phân ra thắng bại, lại cùng thiên mệnh đánh.
đến đón lấy vòng thứ ba, hy vọng thiên mệnh đối thủ là chúng ta. Chúng ta trực tiếp tiến hắn tiến tứ cường. Bốn người bọn họ tập hợp một chỗ thảo luận. Vòng thứ ba chiến đấu bắt đầu. Lo lắng lập tức công bố. Cái này vòng thứ ba chiến đấu thứ một chùm quang mang, rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Còn lại bảy người, bốn cái là người một nhà. Hắn có nhiều hơn một nửa cơ hội, nhẹ nhõm tiến tứ cường, không cần đến chiến đấu. Trước mắt kém nhất tình huống chính là, hắn muốn liền đấu ba cái tiểu quỷ vương, mới có thể cầm tới thiên hạ đệ nhất. Không nghĩ tới chính là, mọi người càng sợ cái gì, thì càng sẽ xuất hiện cái gì. Đạo thứ hai quang mang, rơi vào hắc ảm trên thân. Trong lúc nhất thời, toàn trường ồn ào. Này bằng với Lý Thiên Mệnh muốn đánh bại hắc ảm, mới có thể đi vào tứ cường. Thiên Viên Vũ Thịnh nói. Còn lại sáu người, Bạch Nhiêu cùng Diêm La đụng phải tỷ lệ quá thấp, nói cách khác, hai người bọn họ nhất định sẽ tiến tứ cường. Coi như Thiên Mệnh thắng, tứ cường bên trong đều có hai tên tiểu quỷ vương, hắn muốn đánh liên tục ba người tỷ lệ quá cao. Lâm Tịch Tịch nói. Chúng ta muốn hay không tận lực vì hắn ngăn cản một chút, tiêu hao đối thủ một cái. Đối với hắn như vậy quá bị thua thiệt, Triệu Thiên Hành nói. Tuyệt đối đừng, Lý Thiên Mệnh nghe được bọn họ nói chuyện, vội vàng nói, không có việc gì, ta có thể chống đỡ, tốt nhất đừng mạo hiểm. Tin tưởng ngươi, Thiên Mệnh. Có hắn câu nói này, bọn họ mới yên tâm. Ta ra sân, Lý Thiên Mệnh nói. Đối thủ của hắn, là Hắc Ảm. Không thể thua, không thể chết, bọn họ lời nói. Nhất định, Lý Thiên Mệnh trong lòng hỏa nhiệt. Cứ như vậy tại vạn chúng chú mục bên trong, bước vào chiến trường. Mọi người mong đợi quyết đấu, rốt cục bạo phát. Lý Thiên Mệnh, rốt cục cùng Cửu Cung Quỷ Tông đỉnh phong thiên tài đụng phải. Cửu Cung Quỷ Tông, mới là mạnh nhất tông môn. Bất luận cái gì phương diện đều là thần vực đệ nhất. Thái Cổ Thần Tông, chỉ là cổ lão mà mục nát lão tông môn mà thôi. Lần này, Thái Cổ Thần Tông đến cùng có thể hay không thắng, còn phải xem Cửu Cung Quỷ Tông, có đáp ứng hay không. Cửu Cung Quỷ Tông tông môn, kiến tạo tại Quỷ Thần Sơn Mạch phía trên. Theo trên không nhìn, toàn bộ Quỷ Thần Sơn Mạch, giống như là một cái nằm dưới đất cự nhân. Có đầu, có thân thể, còn có tứ chi. Tại cái này to lớn Quỷ Thần Sơn Mạch phía trên, vô số thiên địa linh khí, theo cái này cự người thân thể bên trong phun ra tới. Hết thảy có 9 tòa dày đặc cung điện quần thể, xây dựng ở cái này cự trên thân thể người. Làm Hắc Ảm bước vào chiến trường. Cùng Lý Thiên Mệnh đụng phải thời điểm, toàn bộ Quỷ Thần Sơn Mạch, đều lâm vào cuồng bạo cùng nhiệt hỏa bên trong. Ngút trời nộ hống, vang tận mây xanh. Tại, cự nhân, phần miệng, có một cái trụ lớn đâm ở chỗ này. Cái kia trụ lớn bên trên có vô số tên, theo phía trên sắp xếp đến phía dưới. Đây là Cửu Cung Quỷ Tông, Vạn Quỷ Bảng, là toàn bộ Cửu Cung Thần Vực đệ tử bài danh. Trong đó, người thứ ba, Hắc Ảm, tên, như thế lóa mắt. Giờ khắc này, Hắc Ảm đại biểu toàn bộ Cửu Cung Quỷ Tông xuất chiến. Bọn họ nguyên bản không có đối thủ, lại cứ thế mà toát ra một cái Lý Thiên Mệnh, tiêu diệt tứ đại thần vực mạnh nhất đệ tử. Hắn đã để Cửu Cung Quỷ Tông trên dưới, nghiến răng nghiến lợi. Rầm rầm rầm, bọn họ la lên, Hắc Ảm, hai chữ này. Cửu Cung thần vực, thiên hạ đệ nhất. Chúng ta, đã định trước trọng trưởng thiên địa. Cái gì tôn thần đệ tử, đi chết đi. Tam nguyên chiến trường, Cửu Cung Quỷ Tông khu vực. Một hình bóng giống như nữ nhân, ngồi phía bên trái vị trí. Cái kia ba loại bảo bối, bọn họ luyện hóa như thế nào? Cái bóng hỏi. Phi thường hoàn mỹ, hồng bào nam tử cười nói. Cái kia vấn đề liền không lớn, cái bóng nói. Nhìn bọn họ cái kia dáng vẻ ngây thơ, nhất nguyên thần tông, đã quá lâu không có thấy qua việc đời, cả ngày trông coi một số lão tổ tông đồ vật. Thiên địa này 100.000 năm qua đản sinh bảo bối, trên cơ bản đều là ta Cửu Cung Quỷ Tông vật trong bàn tay, ngoại trừ thiên tinh cảnh, còn có rất rất nhiều. Hồng bào nam tử nói. Ngay cả như vậy, thiên tinh cảnh tầm quan trọng, vẫn là 100.000 năm qua đệ nhất. Cái bóng nói. Vậy ngươi còn đề nghị, đem tinh đồ phục chế cho Phong Thanh Ngục. Hồng bào nam tử thản nhiên nói. Hắn chỉ có một người, mạnh hơn đều không thành tài được. Một người chống lên tông môn. Liền nhất nguyên thần tông cũng không sánh bằng. Cái bóng nói. Khương Vô Tâm như thế nào? Chất lượng không tệ, các loại bọn nhỏ cầm tới thiên hạ đệ nhất, đạt được thiên tinh cảnh chìa khóa về sau, ta thì phân ra một số công phu, toàn lực khai quật hắn. Cái bóng nói. Có thể. Tầm mắt của bọn hắn rơi ở phía dưới. Giờ khắc này,
tuy nhiên bão tuyết gào thét, nhưng thiên địa đều quá sao động. Hắc ảm đứa nhỏ này, nhìn như thuần phác, kỳ thật đủ hung ác, hắn là tại, huyết sát cốc, 100.000 hài tử bên trong, duy nhất sống sót cái kia a. Đúng, cái thứ nhất đụng tới tôn thần đệ tử, coi như hắn vận khí không tệ, hắn muốn lập xuống công lao này, còn có thể để hắn, trèo lên trên vừa bò. Hồng bào nam tử nói, làm sao bò, Bạch Nhiêu là, tên kia, nữ nhi, để hắn dẫm tại Bạch Nhiêu trên đầu đi đâu. Cái bóng nói, ha ha, ta thì tùy tiện nói một chút. Bão tuyết trên chiến trường. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, nhìn trước mắt cái này toàn thân ngăm đen, giống như là một khối than đen một dạng thanh niên. Trên người hắn sát khí kinh thiên, như cùng một cái hắc ám vòng xoáy, trong tay một cái đoản bổng, câu hồn đoạt phách. Khí tức âm xâm vờn quanh ra, trong lúc nhất thời, đầy trời bão tuyết, vậy mà đều bị nhuộm thành màu đen. Toàn bộ bão tuyết chiến trường, biến thành hắc tuyết chiến trường. Hắn như là âm hồn một dạng tản ra. Lý Thiên Mệnh, địa ngục chiến trường, ngươi không cùng ta nhóm giao thủ, mấy lần để ngươi chạy trốn. Lần này, ta sẽ để ngươi kiến thức, cái gì gọi là cửu cung quỷ tông. Hắc ảm cái kia thâm trầm thanh âm, như là bám vào ở bên tai như thế, âm u truyền đến. Cửu cung quỷ tông, không phải liền là vong hồn dưới kiếm sao? Lý Thiên Mệnh sùi cười một tiếng. Hắc ảm trên người khí tức tà ác, không ngừng lan tràn, tựa như là kịch độc, trên không trung bao phủ. Trong lúc vô hình, bắt đầu xâm lấn ngũ tạng lục phủ, nhất là tim phổi. Ngươi biết ta còn có một cái ngoại hiệu, gọi là gì sao? Hắc ảm nhếch miệng cười nói. Giới thiệu một chút. Bọn họ gọi ta, độc ma. Hắc ảm nói. Có ý tứ gì? Trên người ta hết thảy, đều có độc, ta xuất sinh thì hạ độc chết phụ mẫu, hạ độc chết huynh tỷ, hạ độc chết gia tộc toàn thể, hạ độc chết tiếp xúc qua ta hết thảy. Vậy sao ngươi không hạ độc chết chính mình a? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Sẽ không, ta bách độc bất xâm, bọn họ nói, ta là càng cao cấp bậc sinh mệnh. Lý Thiên Mệnh, ngươi phát hiện đâu? Ngươi chỉ là nói chuyện với ta, ngươi liền đã, kịch độc nhập thể. Hắc ảm tại bão tuyết bên trong, âm lãnh vui cười. Kịch độc nhập thể. Nói thật, Lý Thiên Mệnh cũng không có cảm thụ cái gì dị dạng. Thân thể của hắn, chẳng những có chạm tinh cổ thần thể cường độ, càng là vĩnh hằng luyện ngục thể, thái sơ hỗn độn thể các loại bốn loại thái cổ hỗn độn cự thú thể chất tập hợp. Luận thể chất cùng trưởng thành không gian, không người có thể so sánh. Phản ứng của hắn, cũng không ra ngoài hắc ảm đoán trước. Giữa hai người, thế như thủy hỏa, trong lòng sát cơ, đều đầy đủ đem đối phương, triệt để thôn phệ sạch sẽ. Đúng, chính là như vậy, tại trong lúc bất tri bất giác, ta đã nắm cái mạng nhỏ của ngươi. Hắc ảm lúc nói chuyện, vạn chúng chú mục bên trong, hắn cộng sinh thú theo cộng sinh không gian bên trong, rung động mà ra. Tuy nhiên nhìn qua rất nhiều lần, nhưng làm cái này hai đầu cự thú hiện thân thời điểm, rất nhiều đệ tử vẫn là hít sâu một hơi, trong ánh mắt, mang theo sâu vô cùng hoảng sợ. Cửu cung thần vực, cơ hồ tụ tập vô số âm tà quỷ thú, hắc ảm làm cửu cung quỷ tông đứng đầu nhất đệ tử. Hắn cộng sinh thú càng là ác mộng giống như tồn tại. Hai đầu cộng sinh thú, đều có 500 trở lên điểm sao, đều là cấp 5 cộng sinh thú, có thể so với thôn Nhật Ma Lang. Bên trái máu me đầy đầu màu đỏ cự thú, phe phẩy to lớn cánh thịt, chạy như bay ở trên trời. Cái này một đầu cự thú hình dáng như mọc ra cánh chuột, nhưng so với chuột khuôn mặt, lộ ra càng thêm ghê tởm, thậm chí còn có lung tung sinh trưởng răng nanh. Đây là một cái huyết sắc con rơi. Nó toàn thân huyết sắc, trên thân huyết khí lăn lộn, trên cánh thịt dài ra rất nhiều gai xương, bén nhọn dọa người. Nhất làm cho người ra đầu tê dại là, nó hai cánh triển khai thời điểm, cái kia tinh hồng trên cánh thịt, vậy mà dài ra lít nha lít nhít con mắt màu đen. Khoảng chừng hơn vạn ánh mắt, hai bên đều có 5.000. Cái này hơn vạn ánh mắt, đều đang ngó chừng Lý Thiên Mệnh. Nó chấn động cánh thịt thời điểm, tinh hồng độc vụ bắt đầu tràn ngập toàn bộ bão tuyết chiến trường. Chung quanh hắc tuyết hội tụ cái này huyết khí, dần dần chuyển thành đỏ sậm, xem ra độc hơn. Đây là, vạn mục huyết ma bức. Nó bộ dáng này, xem xét cũng là kịch độc chi thú, chỗ đến, sinh linh đồ diệt. Một cỗ máu tanh mùi hôi thối, đã xông vào mũi. Vạn mục huyết ma bức đã đầy đủ dọa người, thế mà, hắc ảm một đầu khác cộng sinh thú, không kém chút nào. Đó là một đầu hình người cộng sinh thú, coi như khom lưng, đó cũng là một cái cự nhân. Nó nắm giữ thân thể khôi ngô, dưới chân mọc ra móng trâu, hình dáng xấu xí, mặt mũi hung dữ, dưới lỗ mũi sập, ánh mắt tím xanh.
Hắn toàn thân mọc đầy ngăm đen lông tóc, nhìn cái kia đầu tạo hình, không giống như là người, ngược lại là cùng con rơi có chút tương tự. Cho nên, nói đây là một đầu hình người con rơi, cũng không đủ. Nó trên thân đặc thù rõ rệt nhất là, nó không có con rơi cánh thịt, nhưng lại có 8 đầu cánh tay tráng kiện. Cánh tay kia lên đều có dã thú một dạng móng vuốt, cái kia móng vuốt tinh hồng dữ tợn. Đáng sợ nhất là, hắn thủ trưởng tâm còn mỗi người có một cái miệng to như chậu máu. 8 cánh tay, 8 cái miệng. Đây là, bát tí dạ la sát. Cái này một đầu cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh tại địa ngục chiến trường đụng phải, đồng dạng là dữ tợn độc vật, hơn nữa còn có cường hãn cận chiến năng lực. Nó thân cao có tiếp cận 5-60 mét, đối ngự thú sư tới nói, đã nguy nga cao ngất, dù sao nó có 500 điểm sao. Hắc ảm hóa thành hắc ảnh, giẫm tại cái kia bát tí dạ la sát trên bờ vai, trên đỉnh đầu còn có cái kia vạn mục huyết ma bước lấy tốc độ khủng khiếp chạy như bay. Trên người bọn họ đều gặp nạn nghe vị đạo, sau khi đi ra, hắn khí tức ngay tại làm bẩn không khí, nhiễm chiến trường. Kịch độc quả thực ở khắp mọi nơi. Đen như vậy ảm, xác thực xứng với, để nửa cái viêm hoàng đại lục người, đều đối với hắn tràn đầy lòng tin. Hắn tay cầm một cái đoạn bổng, cầm trong tay, híp mắt chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Cái kia đoạn bổng bên trên có 8 đầu kiếp văn, đối bất cứ một người đệ tử nào tới nói, loại này kiếp khí, đã là bọn họ có khả năng trưởng khống mức cực hạn. Đây là tang hồn bổng. Tại cửu cung quỷ tông, đây chính là tương đương có tên binh khí. Bây giờ ngõ hẹp gặp nhau, hắc ảm cộng sinh thú vừa ra, xem ra trực tiếp trên khí thế, thì trấn áp Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy, hắn đưa tới cửu cung quỷ tông cuồng nhiệt gieo hò. So sánh dưới, Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, thì lộ ra mát mẻ rất nhiều. Một cái màu sắc rực rỡ tiểu phượng hoàng, treo trên bờ vai. Một cái tiểu mèo đen, lười biếng ghé vào trong ngực của hắn. Một đầu thế lực bá chủ song đầu long, xuất hiện về sau, duỗi cổ, hướng về phía đối thủ gào thét, dục dịch. Sau cùng, còn có một cây đại thụ, cắm rễ tại cái này bão tuyết trên chiến trường, hai đóa tươi hoa đua nở, trong đó một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm phân hóa ngàn vạn, yêu nhiêu nở rộ, màu đen sợi rễ cắm rễ toàn bộ chiến trường. Còn có một cái đáng yêu linh thể, bay ở Lý Thiên Mệnh trên đầu, một đôi cánh hoa một dạng cánh nhỏ vô cùng đáng yêu. Vừa rồi đánh tan trưởng tôn tinh Việt thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền cộng sinh thú đều không xuất động, bây giờ tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện. Hắn loại này cộng sinh thú phối trí, có thể nói thiên địa hiếm thấy. Thật xấu, Huỳnh Hỏa xem thường cười một tiếng, nói, cùng ta loại cấp bậc này tuấn nam cùng đài cạnh tranh, bọn họ đã tự ti mặc cảm. Như thế lời nói thật, theo cảm quan đã nói, cái này màu phát sáng linh hoạt tiểu điểu nhi, làm sao đều so máu tanh con rơi cường. Chấm, chờ ngươi bị ta ăn, tiêu hóa thành phân và nước tiểu lôi ra đến lúc đó nhìn nhìn lại, người nào càng xấu xí. Vạn mục huyết ma bức mỉa mai cười một tiếng. Ha ha, không biết sống chết thối đồ chơi. Huỳnh Hỏa nổi giận. Lý Thiên Mệnh cùng hắc ảm cái này hai đại thiên tài ngự thú sư ở giữa quyết đấu, liền từ Huỳnh Hỏa cùng vạn mục huyết ma bức bắt đầu. Bão tuyết bên trong chiến trường, hai đại trận doanh, hết thảy 8 cái chiến đấu cá thể, trong nháy mắt đập vào. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên đều xuất hiện. Chiếm cứ nhân số nhiều ưu thế, bọn họ chính là có thể vây công. Trong đó, Huỳnh Hỏa đã nhìn chằm chằm cái kia vạn mục huyết ma bức, Lam Hoang thì để mắt tới cái kia bát tí dạ la sát. Đây là Lý Thiên Mệnh, cho sắp xếp của bọn nó. Bọn họ bên người, đều có Tiên Tiên khởi nguyên thế giới thụ trợ giúp. Trong đó, Thánh Quang Đằng Mạn chủ yếu nhằm vào cái kia vạn mục huyết ma bức. Mạn Châu Sa Hoa Phệ Huyết Kiếm Vũ, thì chủ yếu nhằm vào cái kia bát tí dạ la sát. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa cùng Miêu Miêu cùng một chỗ, vây công hắc ảm. Bất quá, trên chiến trường thiên biến vạn hóa, Lý Thiên Mệnh người đông thế mạnh, muốn dựa vào lấy nhân số chia cắt chiến trường, đem quyền chủ động chộp trong tay. Thế mà, hắc ảm cũng không cam lòng bị động. Ngay tại cái này động thủ nháy mắt, bọn họ ba cái thì tụ hợp lại cùng nhau, trong đó cái kia vạn mục huyết ma bức trực tiếp thi triển thần thông. Tiến công Lý Thiên Mệnh một người bốn thú. Nhất là khởi nguyên thế giới thụ. Loại kịch độc này con rơi, hé miệng, đột nhiên phát ra một loại âm thanh khủng bố. Thanh âm kia chấn động rất nhanh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đây là thuần túy thanh âm công kích, không mang theo bất luận cái gì linh hồn trùng kích, có thể dạng này càng thêm đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh bọn họ một người bốn thú lỗ tai, đều giống như bị gai nhọn trúng đích. Coi như Tiên Tiên không có lỗ tai thứ này,
loại thanh âm này vẫn làm cho nó rất khó chịu, linh thể đều trốn đến Lý Thiên Mệnh cộng sinh không gian đi. Đây là thần thông, hỗn minh quỷ âm. Vạn mục huyết ma bước một chiêu này thần thông, trong nháy mắt áp bách toàn trường, đoạt đến tiên cơ, để hắc ảm trưởng khống chiến trường. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lòng tin 10 phần. Lam hoang. Lý Thiên Mệnh lấy tâm linh câu thông một hô, đang bị cái kia hỗn minh quỷ âm dày vò đến khó chịu Lam hoang rất là phẫn nộ. Nó tiếp liền thi triển hai đại thần thông, thứ nhất là hồng mông âm ba, lấy to lớn tráng kiện giọng, ngút trời gào thét. Hồng mông âm ba tiêu trừ không được hỗn minh quỷ âm, Lý Thiên Mệnh bọn họ vẫn khó chịu, bất quá, cái này âm ba lại công kích đến vạn mục huyết ma bức, để hắn lỗ tai đồng dạng bị hao tổn. Lẫn nhau thương tổn phía dưới, nó chỉ có thể ngừng lại. Lam hoàng đạo thứ hai thần thông, thì là chạm lam hải ngục. Hắn đem băng tuyết trong nháy mắt hóa thành biển cả, bao phủ toàn bộ chiến trường, cái này khiến cổng cảnh nó biến đến linh hoạt vô cùng, trực tiếp mở ra đầy trời sóng nước, đánh tới cái kia bát tí dạ la sát. Ầm ầm, làm cái kia bát tí dạ la sát bị tiến đụng vào trong nước thời điểm, hắc ảm đã bay lên. Dùng nước tới đối phó ta, ngươi không biết, nước có thể nhất để kịch độc lan ra sao. Hắn sắc mặt đen nhánh, cười rộ lên hết sức khó coi. Tại hắn lúc nói chuyện, dưới chân toàn bộ biển cả trong nháy mắt biến thành màu đen. Nguyên lai là cái kia bát tí dạ la sát, chính ở trong nước dùng tám cánh tay phía trên miệng, điên cuồng phun ra màu đen độc phụ. Độc kia vụ hóa làm vô số tiểu xà, hội tụ tiến vào trong nước chậm rãi lan tràn ra, để cái này biển cả hóa thành trí thức, mùi hôi cùng tử khí lăn lộn cùng một chỗ, thành một đầm nước đọng. Đây là bát tí dạ la sát thần thông, bát hoang độc phụ. Dạng này độc thủy, vẫn là lam hoang thiên hạ sao? Rõ ràng có thể thấy được. Nó sơn hải giới đều đang bị cái này độc thủy ăn mòn, một khi sơn hải giới phá, kịch độc liền sẽ tiếp xúc thân thể máu thịt. Mà lại, tiên tiên sợi rễ, có một bộ phận ngay tại nước này bên trong, toàn bộ chiến trường đều là độc, đối với nó cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Bát tí dạ la sát cứ thế mà đem cái này biển cả, cải tạo thành chính mình chiến trường. Nó căn bản không lại dùng cố kỵ, chủ động xuất kích, lật đến lam hoang trên lưng đi, cái kia thô to tám cánh tay điên cuồng nện gõ. Cùng lam hoang quấn quýt lấy nhau. Bọn họ một bên sáp lá cà, một bên thần thông oanh tạc. Bát tí dạ la sát dù sao cũng là có 500 ngôi sao cấp 5 sinh tử kiếp thú, tại trưởng khống chiến trường tình huống dưới, kỳ thật lực sát thương rất mạnh. Bất quá, lam hoang cũng không là một người tại chiến đấu. Quy ca, ta đến giúp ngươi. Tiên tiên đại lượng cành lá dọc theo người ra ngoài, thì triển Lý Thiên Mệnh cưỡng ép để nó học tập bát hoang ma long tiên. Lại lấy phệ huyết kiếm vũ thần thông, đầy trời nổ bắn ra, đinh 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 đâm vào bát tí dạ la sát trên thân. Trong đó chỉ ít có trên trăm đạo chúng đích, trực tiếp lấy máu, đau đến cái kia bát tí dạ la sát kinh thiên kêu thảm. Nó điên cuồng xé rách trên người cành lá, kết quả càng xé rách càng nhiều. Coi ngươi là thực vật, thì không sợ độc rồi. Bát tí dạ la sát nổi giận, trên cánh tay tám cái miệng cắn tiên tiên cành lá, điên cuồng quán thâu độc dịch. Dẫn đến tiên tiên cành lá đại bộ phận biến thành màu đen, bắt đầu khô héo đứt gãy, thậm chí tiếp tục lan tràn. Cùng lúc đó, vạn mục huyết ma bức thần thông, hắc huyết độc quang, chính trên chiến trường bốn phía bay vụt. Lý Thiên Mệnh một người bốn thú, đều hứng chịu tới cái này thần thông uy hiếp. Cái này hắc huyết độc quang, là theo nó hơn vạn ánh mắt bên trong bạo phát đi ra, đó là từng đạo huyết ánh sáng màu đỏ, ẩn chứa kịch độc. Quang mang tốc độ nhanh đến kinh người. Hàng vạn con ánh mắt, không ngừng phun ra huyết sắc tia sáng, chủ động tiến công hình thể to lớn tiên tiên cùng lam hoang, quả thực cản cũng đỡ không nổi. Cái này hắc huyết độc quang đâm vào lam hoang cùng tiên tiên trên thân, có thể ăn mòn huyết nhục tinh khí, thậm chí độc huyết nhập thể, lực sát thương kinh người. Cùng hắc ảm loại này người giao thủ, muốn không bị thương toàn thân trở ra, xác thực rất khó. Hắn cùng cộng sinh thú các loại kịch độc, xác thực xứng với danh tiếng của hắn. Càng làm cho trận chiến đấu này tràn đầy lo lắng. Nhắm mắt lại đi ngươi. Tại vạn mục huyết ma bước điên cuồng nhằm vào lam hoang cùng tiên tiên, muốn trợ giúp bát tí dạ la sát mở ra lỗ hổng thời điểm, sau lưng nó đuổi theo một cái hỏa diễm chim nhỏ. Cái kia chính là huỳnh hỏa. Huỳnh hỏa trên thân nắm giữ luyện ngục thuẫn giáp, chặn không ít hắc huyết độc quang. Mắt thấy lam hoang cùng tiên tiên bị công kích, nó giận tím mặt, chạy như bay đến vạn mục huyết ma bước trước mắt. Đỉnh lấy cuồng bạo hắc huyết độc quang, lửa giận dâng trào. Ngươi dám đụng đến ta đệ đệ muội muội, lão tử đâm mù ngươi. Phần thiên vũ linh, bạo phát.
Siêu 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 siêu. Vô số thiêu đốt lên luyện ngục hỏa, kiếm hình lông vũ, biểu bắn ra ngoài. Tuy nhiên biến thành, không lông gà, có chút chướng tai gai mắt, bất quá, Huỳnh Hỏa không để ý tới nhiều như vậy. Phần thiên vũ linh chính là thông thiên phần ma vũ mà thành, tự mang xuyên thấu thông thiên cương khí, còn hội tụ mấy trăm đạo thiên kiếp kiếm khí. Một trận này đầy trời lao vút, quả thực là Huỳnh Hỏa đỉnh phong thủ đoạn. Vạn mục huyết ma bức có chút xem thường, trước mắt cái này nhỏ bé ra hỏa. Vạn vạn không nghĩ đến, Huỳnh Hỏa lại vào lúc này, cho thấy kinh khủng lực sát thương. Phốc 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 phốc, sắc bén phần thiên vũ linh, chỉ ít có 500 nói trở lên chúng đích mục tiêu, đâm vào vạn mục huyết ma bức trên ánh mắt. Nó những thứ này ánh mắt sinh trưởng ở trên cánh thịt, trùng hợp cánh thịt của nó cũng không tính cẩn trọng. Cho nên, lần này xuyên thấu, tại thiên kiếp kiếm khí cùng thông thiên cương khí uy lực phía dưới, 500 trở lên ánh mắt, bị Huỳnh Hỏa trực tiếp đâm phát nổ. Càng khó chịu hơn chính là, luyện ngục hỏa thiêu tại vạn mục huyết ma bức trên cánh thịt. TT. Vạn mục huyết ma bức lấy hỗn minh quỷ âm thần thông, phát ra kinh thiên kêu thảm, muốn dọa lùi Huỳnh Hỏa. Người đạp mã làm lão tử sợ hãi đó a. Huỳnh Hỏa thu hồi không có trúng đích lông vũ, trực tiếp giết đi lên, thi triển lục đạo sinh tử kiếm quyết. Đúng vào lúc này, tiên tiên cái kia tuy nhiên trúng độc, nhưng vẫn là rất cứng chắc thánh quang đằng mạn quấn quanh mà đến, liên tiếp quất vào vạn mục huyết ma bức trên thân, thậm chí đem cuốn lấy. Phá. Vạn mục huyết ma bức gào rít dãy giụa. Nó trên thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm, cái kia hỏa độc thiêu đến tiên tiên chỉ có thể buông tay. Bất quá, sau một khắc, Huỳnh Hỏa một kiếm xuyên thấu, đâm vào cánh thịt của nó xương cốt phía trên. Tiếp tục khóc gào đi ngươi, xấu so một cái. Huỳnh Hỏa phi thân trở ra. Có tiên tiên giúp đỡ, nó xác thực rất nhẹ nhàng. Lần này tuyệt đối cho vạn mục huyết ma bức trọng thương. Đó là bởi vì... Nó đã đem luyện ngục mệnh hỏa, ngưng tụ một chút, đâm vào vạn mục huyết ma bức cánh thịt xương cốt phía trên. Cái này xương cốt thế nhưng là kỳ nhục cánh trèo trống. Đúng vào lúc này, cái kia vạn mục huyết ma bức bên trái cánh, đột nhiên nổ tung, phát ra một tiếng thanh âm rung trời. Vô số luyện ngục hỏa phát ra. Có thể thấy rõ ràng, nó cái này một cái cánh thịt bởi vì xương cốt nổ tung, dẫn đến nguyên toàn bộ cánh thịt đều máu thịt be bét, trực tiếp gục xuống. Phía trên chỉ ít 5.000 ánh mắt đều phế bỏ, ảm đạm vô quang. Vạn mục huyết ma bức thống khổ kêu thảm, cực sự thê thảm, cái kia bén nhọn thanh âm nghe được Lý Thiên Mệnh một người bốn thú tê cả ra đầu, hoa mắt váng đầu. Ta để cho ngươi kêu. Huỳnh Hỏa thi triển luyện ngục hỏa ảnh chạy như bay đi lên, một miệng lục đạo hỏa liên, trực tiếp phun tại cái kia vạn mục huyết ma bức miệng phía trên. Liên hoa một dạng hỏa diễm lại lần nữa nổ tung, dẫn đến miệng của nó nổ máu thịt be bét. Phát ra thanh âm trực tiếp thay đổi, lại không trước kiệu uy hiếp lực. Sẽ ngậm miệng không, Huỳnh Hỏa một trận cuồng ngược. Làm cộng sinh thú, nó xác thực cường đến đáng sợ. Nhất là lục đạo sinh tử kiếm quyết. Dạng này chiêu thức đối với những khác cộng sinh thú tới nói, căn bản không thể nào ngăn cản, quả thực một mặt mộng bức. Học tập rất nhiều chiến quyết về sau, Huỳnh Hỏa thuần thục thân pháp cùng các loại chiến đấu kỹ xảo. Đây đều là nó chiến đấu tăng thêm. So sánh đệ đệ muội muội, nó càng giống là một cái hoàn mỹ chiến đấu cá thể. So Lý Thiên Mệnh còn hoàn mỹ hơn, dù sao Lý Thiên Mệnh không có có thần thông. Nó tại cuộc hỗn chiến này bên trong, trực tiếp phối hợp tiên tiên đánh ra lỗ hổng. Để uy hiếp to lớn vạn mục huyết ma bức tại chỗ trọng thương. Nếu như vậy, Lam Hoang liền tốt thụ nhiều. Nó tại độc hải bên trong, cùng bát tí dạ la sát tiếp tục chiến đấu. Một bên khác. Lý Thiên Mệnh cùng Miu Miu kẹp lại hắc ảm vị trí, đem hắn cưỡng ép cùng hai đầu cộng sinh thú chia cắt ra đến, một người một thú cùng một chỗ vây công. Tại phổ thông hình thái hạ Miu Miu, quả thực cũng là một đạo không đụng được tia chớp màu đen. Rầm rầm rầm, nó hỗn độn thiên kiếp bạo loạn nện xuống đến, lại lấy hồn thiên điện ngục khóa lại chiến trường, địa ngục truy hồn điện cùng vạn cực điện võng chờ một chút thần thông, đem hắc ảm triệt để phong tỏa. Một trận này cuồng oanh loạn tạc. Hắc ảm tuy nhiên chịu đựng được, lấy sinh kiếp chi lực hộ thể, có thể trước mặt hắn, còn có Lý Thiên Mệnh. Hắc ảm bị vây công, nó chỉ có thể mong đợi hai đầu cộng sinh thú, có thể dựa vào kịch độc cùng thần thông mở ra lỗ hổng. Bất quá, hắn đánh giá thấp Huỳnh Hỏa lực sát thương. Lúc này thời điểm, vạn mục huyết ma bức chẳng những không có độc tử đối thủ, liền một cái cánh thịt, đều bị Huỳnh Hỏa cho chém đứt. Hắc ảm, ngươi hết rồi. Lý Thiên Mệnh hai tay đông hoàng kiếm kiếm khí lăn lộn. Hắn tại Miu Miu lôi đình yểm hộ phía dưới,
sông phá gió tuyết, cuồn cuộn mà tới. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Song kiếm hợp bích, gần như đồng thời bạo phát. Hắc Ảm sắc mặt âm hàn, hắn không rên một tiếng, tay cầm Tang Hồn Bổng, thi triển Nhị Nguyên Sinh Tử Chiến Quyết, Minh Hà Côn Pháp. 30 tuổi không đến, có thể đem Nhị Nguyên Sinh Tử Chiến Quyết thi triển đi ra, đều là tuyệt thế kỳ tài. Người này trên thân có một cỗ tại trong tử vong bò dậy khí chất, xác thực rất khó đối phó. Minh Hà Côn Pháp, Minh Hà Thiên Hàng. Lý Thiên Mệnh đoán không sai, cái này Tang Hồn Bổng là một loại trấn áp thần hồn binh khí, đáng tiếc nó đối Lý Thiên Mệnh hoàn toàn vô hiệu. Mất đi điệp ra hiệu quả Tang Hồn Bổng đối Lý Thiên Mệnh tới nói, còn không bằng 7 đầu kiếp văn kiếp khí. Đương đương đương, kiếm côn đan sen. Chết. Một kiếm đâm xuyên, màu đen đông hoàng kiếm lực lượng quá mức cường hãn, Hắc Ảm lại bị Miêu Miêu Vạn Cực Điện võng cuốn lấy, đang bị lôi đình oanh tạc thân thể. Hắn sắc mặt đại biến, lấy Tang Hồn Bổng chấn khai màu đen đông hoàng kiếm, nhưng cũng chỉ là chấn khai một chút. Phốc phốc, cái kia đông hoàng kiếm đâm vào xương bả vai của hắn phía trên. Lý Thiên Mệnh vốn định đem đế quân kiếm ngục quán thâu tiến thân thể của hắn, bất quá Hắc Ảm phản ứng rất nhanh. Dù là xé rách huyết nhục, hắn đều lần nữa dùng Tang Hồn Bổng, ép ra Lý Thiên Mệnh, làm đến xâm lấn thân thể của hắn đế quân kiếm ngục số lượng không nhiều, chỉ phong cấm hắn 10% hai bên lực lượng. Đây là cái gì lực lượng? Hắc Ảm trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Đòi mạng ngươi lực lượng. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, một lần không có có thể giết hắn, căn bản không quan hệ. Chỉ cần đánh vỡ thăng bằng, chỉ cần hắn so Hắc Ảm mạnh, hắn còn có thể tiếp tục giết. Hắc Ảm bỗng nhiên lui lại, hướng Vạn Mục Huyết Ma bức phương hướng chạy tới. Lý Thiên Mệnh hung mãnh đuổi theo, tóc trắng như ma. Tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, tại ngày này phía dưới chúng sinh nhìn chăm chú phía dưới, hắn dùng chính mình thủ đoạn, chứng minh chính mình cường đại. Cân nhắc đến tuổi tác, ai còn dám phủ nhận, cái này tôn thần đệ tử cũng là Viêm Hoàng Đại Lục thiên hạ đệ nhất kỳ tài. Hắc Ảm. Lý Thiên Mệnh kiếm phong dần dần tới gần, Hắc Ảm sinh tử chỉ trong nháy mắt. Ta nói cho ngươi, mặc kệ là ngươi, vẫn là Bạch Nhiêu Diêm La, hôm nay đều phải mất mạng ở đây. Nơi này là chúng ta Thái Cổ Thần Tông. Đây là địa bàn của chúng ta, liền xem như các ngươi Cửu Cung Quỷ Tông, dám ở chỗ này dương oai, đều gọi các ngươi có đến mà không có về. Các ngươi muốn tôn thần mệnh, trừ phi để ngươi Cửu Cung thần vực toàn thể chôn cùng. Theo trời mây chi chiến đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã sớm chịu đủ bọn họ ức hiếp. Những người này khí thế hung hăng mà đến, bọn họ cao cao tại thượng muốn làm cái gì, người nào tâm lý đều rõ ràng minh bạch. Lý Thiên Mệnh một đường ra sức truy đuổi. Mới có tư cách ở chỗ này, cùng bọn hắn giao thủ. Hắn thì muốn nói cho bọn hắn, tương lai nếu là bạo phát thần vực chiến tranh, hắn có lẽ làm không được cái gì. Nhưng là, tại cái này thiên hạ đệ nhất hội, hắn muốn giết hết bọn họ cái gọi là mạnh nhất đệ tử. Không chỉ là trấn nhiếp bọn họ, cũng vì trấn nhiếp Thái Cổ Thần Tông bên trong. Dùng một thiếu niên thiên tài bá lực, đi dạy một chút rất nhiều trưởng bối, cái gì gọi là tử chiến đến cùng dũng khí. Ha ha! Đối mặt Lý Thiên Mệnh truy sát, Hắc Ảm nhịn không được làm càn cười to. Ngươi còn có tư cách gì cười? Lý Thiên Mệnh vui vẻ. Ngươi người này a, cũng là quá tự đại, tự cho là ngươi là thế giới này nhân vật chính, có thể thay đổi hết thảy, nghiền ép hết thảy. Ta hết lần này tới lần khác phải nói cho ngươi, một kẻ hấp hối sắp chết, tại hắn tắt thở một khắc kia trở đi, cố sự cũng không phải là chuyện xưa của hắn. Sau khi ngươi chết, ta cũng có thể tự nhận là nhân vật chính, nhận vì cái thế giới này là vì ta thiết kế ra được. Ngươi hiểu ý của ta không? Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không nên đánh giá cao chính mình mệnh cứng a. Hắc Ảm quay đầu thống khoái cười nói. Ngươi ở đâu ra dũng khí, nói loại lời này? Lý Thiên Mệnh híp mắt. Bởi vì, ngươi trúng độc a. Hắc Ảm khoát khoát tay, mỉm cười nói. Lý Thiên Mệnh dừng bước, cúi đầu xem xét. Lồng ngực của hắn vị trí, đã hòa hợp hắc khí. Xác thực như Hắc Ảm nói, kịch độc đã công tâm. Nhiệt huyết biến mất về sau, hắn phát hiện, ngũ tạng lục phủ của hắn đã tràn đầy một loại độc vụ. Độc kia sương mù tựa như là từng cái tiểu trùng tử, đó là nhỏ đến nhìn không thấy sinh mệnh, tại tim của hắn trong phổi sinh sôi, phục chế, càng ngày càng nhiều. Khi chúng nó bắt đầu dọc theo huyết dịch đi khắp toàn thân, điên cuồng sinh sôi thời điểm, Lý Thiên Mệnh huyết nhục, gân cốt, ngũ tạng lục phủ thì bắt đầu khô héo. Cả người lâm vào bóng ma tử vong bên trong. Không chỉ là hắn, liền Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu,
Lam Hoang cùng Tiên Tiên, nó trên người chúng đa số đều có hộ thuẫn, tại ngăn cản hắn độc tố của hắn, lại căn bản không biết, loại này, sinh mệnh chi độc, như thế nào nhập thể. Loại sinh mạng này quá là nhỏ bé, làm đến không người có thể phát hiện, chúng độc chỉ ở trong khoảnh khắc. Nó tựa như là ác mộng. Ngay từ đầu không cách nào phát hiện, thế nhưng là làm Lý Thiên Mệnh phát hiện nó tồn tại thời điểm, đã chậm. Nó hút huyết nhục của mình, điên cuồng sinh sôi, càng là đông đảo, càng là giết không sạch sẽ. Thậm chí, liền Lý Thiên Mệnh thân thể, đều thành cái này sinh mệnh chi độc xào huyệt. Lý Thiên Mệnh sắc mặt thay đổi. Hắc Ảm thì càng thêm càn rỡ cười to. Hiện tại biết cái gì gọi là cùng đường mạt lộ sao? Còn coi ngươi là Viêm Hoàng Đại Lục nhân vật chính sao? Sinh mệnh biến mất tư vị như thế nào a? Nói cho ngươi, người nào không có tưởng tượng qua chính mình là nhân vật chính, sau cùng đâu? Ngươi còn ngang sao? Ngươi bây giờ cái này trợn mắt hốc mồm bộ dáng, rất buồn cười biết không? Hắc Ảm phình bụng cười to. Hắn triệt để vui sướng, bắt đầu líu lo không ngừng nói, hiện tại ta hướng ngươi chính thức giới thiệu một chút chính ta, ta gọi Hắc Ảm, ta xuất sinh cũng là vạn năm hiếm thấy, âm độc chi thể, ta có thể cùng vạn độc cùng tồn tại, kịch độc sẽ ở trong cơ thể ta thăng hoa, ta từ nhỏ lấy độc phi thực vật, ta là vạn độc chi nguyên, ngươi có thể so với ta so sánh. Ngươi là cái thá gì, ngay tại cái này hô khẩu hiệu. Ta thừa nhận thực lực ngươi còn có thể, nếu như không phải ta mấy ngày nay hấp thu, thực mệnh độc thật đúng là không đối phó được ngươi. Thực mệnh độc. Quả thực là vì ta chế tạo riêng kịch độc a, ngươi cảm nhận được sao? Bọn họ tựa như là sinh mệnh, bọn họ theo thân thể của ta phóng thích, tồn tại ở ta chung quanh, bọn họ quá nhỏ, vô thanh vô hình ở giữa, thì thông qua tai mắt mũi miệng, tiến thân thể ngươi, tại trong cơ thể ngươi cắm rễ sinh sôi. Chờ ngươi phát hiện thời điểm, ngươi đã là kịch độc xào huyệt, biết không? Cuộc sống về sau, ta có thực mệnh độc nơi tay, trên chiến trường, ta một người liền có thể giết chết các ngươi thiên quân vạn mã. Người nào, cũng đỡ không nổi ta Hắc Ảm sinh mệnh chi độc. Mà ngươi Lý Thiên Mệnh, chẳng qua là hài tử của ta nhóm cái thứ nhất thực vật, kết cục như vậy là vinh hạnh của ngươi, cảm giác được mỹ diệu sao? Thái cổ thần vực nhân vật chính, tôn thần đệ tử, ngươi còn có cái gì danh hào, ta cho ngươi báo ra tới. Hắn có chút điên. Thực mệnh độc đến trên người hắn, phát sinh kinh thiên biến hóa. Hắn là thực mệnh độc thiên nhiên ký chủ. Có cái này thực mệnh độc tại. Hắn sau này sẽ là cửu cung thần vực đại sát khí, đi tới chỗ nào đều phải chết một mảnh. Nhất là phổ thông bình dân, căn bản ngăn không được. Ta có loại độc này, ngày khác chắc chắn đổ diệt ngươi thái cổ thần vực thương sinh vạn dân, để ôn dịch như ma, giết hại hết thảy. Chỉ là rất đáng tiếc, tiểu tử ngươi nhìn không thấy. Hắc Ảm cười đến run rẩy. Hắn xuất thân thấp hèn, tại cửu cung quỷ tông địa vị không cao lắm. Nhưng là, từ hôm nay trở đi, thực mệnh độc, sẽ để cho ta thành là chân chính cấp trên, một ngày nào đó, ta muốn đứng tại cái này Viêm Hoàng Đại Lục đỉnh phong, để thiên hạ cường giả, quỷ nói chuyện với ta. Hắc Ảm ánh mắt đỏ bừng. Hắn giang hai cánh tay. Hắn cảm nhận được, thực mệnh độc, cái kia vô hạn sinh sôi tiểu sinh mệnh, ở khắp mọi nơi. Trước mắt hắn Lý Thiên Mệnh, đã không có hy vọng a. Hiện tại, ngươi là một cái xác không, đúng không? Hắc Ảm vui cười hỏi. Ở trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn hắn. Cái ánh mắt kia, để Hắc Ảm càng muốn cười hơn. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh lại thu hồi đờ đẫn nụ cười, biểu lộ quy về lãnh đạm, hỏi, ngươi nói hết à? Cái kia lên đường, ta đưa ngươi đi hoàng tuyển địa ngục, làm ngươi xuân thu đại mộng a. Ngươi còn tại liều chết, Hắc Ảm cười lạnh nói. Liều chết? Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được. Ngươi biết cái gì gọi là thái cổ hỗn độn cự thú sao? Lý Thiên Mệnh nói ra cái này 6 cái chữ, dù sao rất nhỏ giọng, người khác cũng không nghe thấy, trên chiến trường quá ồn náo loạn. Thứ gì, Hắc Ảm ngây ngẩn cả người. Không là cái gì, nhưng tối thiểu nhất, sợ rằng chúng ta hiện tại nhỏ yếu đến đâu, chúng ta sợ rất nhiều kịch độc, nhưng là, người cầm một số nhìn không thấy sinh mệnh chi độc, liền muốn ăn hết chúng ta. Lý Thiên Mệnh cười to. Ngay từ đầu không có phòng bị, quả thật làm cho cái này thực mệnh độc xâm lấn. Để hắn trong thân thể sinh sôi. Khi đó, rất khó chịu, rất dễ dàng để người tuyệt vọng. Huỳnh Hỏa bọn họ đều cảm nhận được. Đã từng một lần, thật đem Lý Thiên Mệnh bọn hắn dọa sợ. Tiên Tiên cũng hốt hoảng, bắt đầu khóc sướt mướt. Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh đứng lên. Hắn không phải thói quen người nhận thua. Hắn cùng Huỳnh Hỏa bọn họ cùng một chỗ,
lấy tự thân lực lượng, nhất là bao hàm tiểu mệnh kiếp sinh tử kiếp lực, cọ rửa thân thể, cùng cái kia thực mệnh độc đối kháng. Không có hoảng sợ, chỉ muốn chiến đấu. Không cho phép thua, càng không cho phép chết. Hắn phải cảm tạ Hắc Ảm tại nói nhảm một đống lớn, cho hắn thời gian có thể đối kháng cái này thực mệnh độc. Khi bọn hắn một người bốn thú, một lòng chống lại, sinh tử kiếp lực sở hướng, thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch bạo phát. Những cái được gọi là sinh mệnh chi độc, theo tùy tiện sinh sôi, đến như bị sét đánh, sau cùng tan thành mây khói. Thể chất là một bộ phận, ý chí cùng lòng tin, là bọn họ có thể nhanh chóng diệt tuyệt thực mệnh độc một nguyên nhân khác. Hắc Ảm lựa chọn bọn họ vì đối thủ thứ nhất, lại đá chân chính tấm sắt. Giờ khắc này, độc tiêu tán. Lửa giận cùng sát cơ, lại ngập trời lăn lộn. Tự mình trải qua, Lý Thiên Mệnh cũng biết, cái này cái gọi là thực mệnh độc, đối phổ thông đệ tử tới nói, là đáng sợ đến bực nào đồ vật. Vô thanh vô hình, vô ảnh vô tung, ký sinh huyết nhục sinh sôi, tăng lên gấp bội, cho đến tại chỉnh cái thần vực tác động đến. Hắc Ảm, người hẳn phải chết. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lý Thiên Mệnh một người bốn thú, đồng thời xuất thủ. Huỳnh hỏa liệt hỏa lăn lộn, bạo phát ngàn vạn kiếm khí, đem cái kia còn lại một cái cánh thịt vạn mục huyết ma bức, đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Lam Hoàng đem bát tí dạ la sát áp tiến độc hải, làm khởi nguyên thế giới thụ màu đen sợi dễ đem cái kia bát tí dạ la sát quấn thời điểm chết, Lam Hoàng cái kia to lớn đầu rồng, cắn lấy nó con rơi trên đầu, cắn một cái vào một bên, răng rồng thật sâu khảm vào, huyết nhục xé rách. Nó đem cái này bát tí dạ la sát đầu, xinh xinh xé rách thành hai nửa. Đây là tuyệt địa phản kích. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu cùng một chỗ giáp công Hắc Ảm. Hắc Ảm căn bản không tin tưởng thực mệnh độc sẽ mất đi hiệu lực. Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu bây giờ vây giết, với hắn mà nói, cũng là vùng vẫy dẫy chết. Hắn lại không nghĩ rằng, Miêu Miêu lôi đình uy lực thật lớn như thế. Ngàn vạn hỗn độn thiên kiếp, điên cuồng nện xuống, vạn cực điện võng quấn quanh ở hắn trên thân, điện Hắc Ảm miệng sùi bọt mép. Hắc Ảm ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh sát khí ngút trời, song kiếm uy lực khoáng cổ thước kim, đế vực kiếm hoàng kết giới cùng thiên kiếp kiếm khí uy lực chồng chất cùng một chỗ. Thực mệnh độc đâu, người đây là hồi quang phản chiếu. Hắc Ảm trừng to mắt. Hắn khó có thể tin, càng thêm điên cuồng. Hắn tay cầm cái kia tang hồn bổng, rít lên một tiếng đánh tới. Minh Hà côn pháp, nhất côn thôn thiên. Đoàn côn trong tay, hóa thành một đầu màu đen dòng nước lũ, phóng tới mây xanh, vậy mà thôn phệ thiên địa tình thế. Người bạn độc mà sinh, bách độc bất xâm. Lý Thiên Mệnh kiếm nổi phong vân, trong mắt chỉ có lạnh lùng. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm. Để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính tử thần, cái gì gọi là ác quỷ oan hồn. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm, ẩn chứa kinh thiên sát lục chi ý. Kiếm thế giết ra, ác quỷ lao nhanh, oan hồn gào thét. Đầy trời đều là quỷ ảnh trọng trọng, đó là đếm bằng ước vạn quỷ mị, nương theo tại Lý Thiên Mệnh trong kiếm thế, hướng về Hắc Ảm chìm ngập mà đi. Kiếm côn tương giao. Hắc Ảm sớm đã bị Miêu Miêu lôi đình, bổ đến nửa chết nửa sống, toàn thân tê liệt. Hắn vẫn cuồng nhiệt tin tưởng thực mệnh độc. Có thể khó chịu là, Lý Thiên Mệnh kiếm thế uy lực, so hắn trong tưởng tượng giá trị cực hạn, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Hô hô hô, kiếm khí gào thét, sát khí nối liền, tử vong hàng lâm. Kim sắc đông hoàng kiếm, trực tiếp chém đứt Hắc Ảm đầu. Màu đen đông hoàng kiếm, thì xuyên thủng trái tim của hắn. A! À, Hắc Ảm kêu lên thảm thiết, tại chỗ tử vong. Ngươi là vạn độc chi nguyên. Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, một đạo hỏa diễm liên hoa, thiêu tại Hắc Ảm trên thân. Hô! Luyện ngục hỏa đốt cháy. Hắc Ảm thi thể trực tiếp bị ngọn lửa chìm ngập, bất luận cái gì kịch độc, thiêu thành cho tàn. Đốt đi ngươi, chẳng phải hôi phi yên diệt sao? Bão tuyết vẫn ào 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 rơi xuống, phủ lên những cái kia máu đen, Hắc Ảm cấp tốc bị đốt thành bột phấn, tan thành mây khói. Hừng hực hỏa diễm thiêu đốt bên trong, vạn mục huyết ma bức cùng bát tí dạ la sát, đồng dạng bị thiêu thành cho tàn. Không có độc, có thể vong ta thái cổ thần tông. Bão tuyết tiếp tục buông xuống, thẳng đến hỏa diễm tan hết thời điểm, tất cả kịch độc đều bị tuyết đọng bao trùm. Trong lúc nhất thời, thiên địa trở lại trắng như tuyết. Bão tuyết trên chiến trường, Lý Thiên Mệnh mang theo tứ đại cộng sinh thú, quay người rời đi. Thiếu niên chi dũng, có một không hai. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Xa cuối chân trời quỷ thần sơn mạch, hoàn toàn tĩnh mịch.
Lý Thiên Mệnh trở về, đi tới Hiên Viên Đạo bên cạnh bọn họ. Nhìn đến bọn họ nụ cười trên mặt cùng kinh thán, Lý Thiên Mệnh thỏa mãn. Đúng vào lúc này, có người xâm nhập. Ba vị tông chủ, có người ám sát tôn thần. Lý Thiên Mệnh còn đắm chìm trong, chém giết hắc ảm thống khoái bên trong. Thần tông các cường giả, cũng tràn đầy vui mừng. Cửu cung quỷ tông thế lực to lớn, cái này 100.000 năm qua độc tôn Viêm Hoàng đại lục, các đại tông môn đệ tử, kỳ thật rất ít có thể cùng bọn hắn đối kháng. Lại càng không cần phải nói, quang minh chính đại đánh tan hắc ảm. Thực mệnh độc thứ này, các phương cường giả, nhiều ít có chút nghe thấy, biết chắc hiểu đây là đáng sợ chiến tranh vũ khí. Một khi truyền bá lên, rất dễ dàng không đánh mà thắng, thì phá hủy một chi quân đội. Hắc ảm đạt được thực mệnh độc, lại bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp diệt sát, gãy mất căn nguyên của nó. Dù sao, không phải ai đều có thể trở thành thực mệnh độc đệ nhất ký chủ, để hắn bắn ra phát lên. Nắm giữ âm độc chi thể hắc ảm, không hề nghi ngờ, là cửu cung quỷ tông tương lai trọng yếu nhất hoàn. Cái chết của hắn, làm cho cả cửu cung thần vực đều sao mà khó chịu. Giờ này khắc này, quỷ thần sơn mạch, giữ tợn sát cơ ảo ảo sinh sôi. Làm Viêm Hoàng đại lục trước mắt bá chủ, cửu cung thần vực người, danh xưng quỷ thần quân, chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Có thể để bọn hắn khó chịu, phiền muộn, làm nhục, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa hướng khắp thiên hạ, bày ra thái cổ thần tông cương liệt. Thế mà, thì tại thời điểm như vậy, để thần tông cường giả cùng Lý Thiên Mệnh khó chịu, nổi giận sự tình phát sinh. Có người ám sát tôn thần. Đây là nặng cân, sấm sét giữa trời quang. Oanh! Tin tức vừa truyền đến, thần tông các cường giả, ở trong chớp mắt, thì hướng về Hiên Viên Hồ phương hướng phóng đi. Đây đều là đại lục đỉnh phong nhân vật, bao quát Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo cùng kiếm vô ý bọn họ, nháy mắt thì biến mất. Ông! Lưu lại người không nhiều. Thần tông triệt để loạn. Lý Thiên Mệnh cảm giác có một cái gai nhọn, bỗng nhiên đâm vào trên đỉnh đầu. Loại kia kịch liệt đau nhức, quả thực không cách nào cho ngôn ngữ hình dung. Hắn không muốn nhất phát sinh sự tình, lại lần nữa phát sinh. Mà lại, là tại một cái ngoài ý muốn thời điểm. Hắn cùng Linh Nhi muốn tại cái này các đại thế lực trong khe hẹp sinh tồn, thực sự rất khó khăn, cho tới nay Lý Thiên Mệnh chú ý cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng, không nghĩ tới còn sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại, hắn chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm Hiên Viên Đạo bọn họ bảo hộ. Nhưng mấu chốt là, cái này cuối cùng quyết chiến trong lúc đó, Hiên Viên Đạo cũng tại Tam Nguyên chiến trường bên này. Không có hắn tọa chấn, đánh giết người nói không chừng, có khả năng thành công. Dù sao, muốn là không có nắm chắc, ai dám động đến tay. Các đại tông môn cường giả đều tại Tam Nguyên chiến trường, đến cùng là ai động thủ. Lý Thiên Mệnh hô hấp trầm trọng, hốc mắt đỏ bừng. Hắn không có cách nào lưu tại nơi này. Thiên Mệnh, Âu Dương Kiếm Vương xuất hiện tại hắn bên người, hắn thần tình nghiêm túc, đem Lý Thiên Mệnh hộ ở bên người. Âu Dương ca, có chút loạn, người đừng rời bỏ bên cạnh ta, Âu Dương Kiếm Vương nói. Ta muốn đi Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Hắn cảm giác ở ngực liền muốn là chất đống một ngọn núi lửa, bây giờ rất nhiều không tốt tưởng tượng không ngừng xuất hiện, để tâm tình của hắn táo bạo. Trong lồng ngực núi lửa sôi trào lăn lộn, theo tai mắt mũi miệng không ngừng phún ra ngoài phát, trong hốc mắt tròng trắng mắt bộ phận, đã tuôn ra lượng lớn tia máu, để hắn biến đến cực kỳ dữ tợn. Ngươi chắc chắn chứ? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Xác định. Thành, ta mang ngươi tới. Âu Dương Kiếm Vương cùng còn lại Tam Nguyên Kiếp Lão liếc nhau một cái. Hắn để bọn hắn tỏa trấn nơi này, hắn thì mang theo Lý Thiên Mệnh, trên người hắn có hơn vạn thiên kiếp kiếm khí, bây giờ chảy ra đến, ở trước mắt hội tụ thành làm một thể. Hắn mang Lý Thiên Mệnh đứng lên trên, thiên kiếp kiếm khí nhất động, lấy tốc độ khủng khiếp, hướng về Nhiên Linh Cung mau chóng đuổi theo. Hiên Viên Hồ động tĩnh to lớn, để Tam Nguyên chiến trường chiến đấu đều ngừng lại. Các đại tông môn cường giả, tạm thời không hề rời đi chỗ ngồi. Dù sao, Thái Cổ Thần Tông còn để lại không ít cường giả, đang giám thị bọn họ. Ầm ầm, Lý Thiên Mệnh vừa rời đi Tam Nguyên chiến trường, Hiên Viên Hồ phương hướng thì phát sinh chấn động to lớn. Chín đầu dài đến ngàn mét to lớn thần long, đột nhiên trùng thượng vân tiêu, ở trên bầu trời phát ra đinh tai nhức óc gào thét, quả thực chấn thiên động địa. Cái kia thần long nuốt mây nhả khói, phiên vân phúc vũ, thậm chí phun ra phong hỏa, bao phủ ra, hình thành một cái long văn tràn đầy hình tròn viên thuẫn, đem trọn cái Hiên Viên Hồ đều bao phủ trong đó. Cái kia dài ngàn mét thần long, cũng không phải là chân chính thần long,
mà chính là linh tai cùng thiên văn lực lượng hội tụ. Cửu Long bàn thần kết giới mở, sẽ không có chuyện gì. Ngươi yên tâm, Âu Dương Kiếm Vương nói. Kỳ thật kết giới này một mực có mở, chỉ là không có triển lộ ra. Bất quá, trước mắt chỉ có thể hạn định ngoại tông cường giả không thể tiến vào, nếu là chiến đấu phát sinh ở Hiên Viên Hồ bên trong, rất có thể là thần tông nội bộ người. Âu Dương Kiếm Vương tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đạt tới Hiên Viên Hồ bên ngoài. Lúc này thời điểm Cửu Long bàn thần kết giới hoàn toàn phong bế, hắn đồng dạng vào không được, chỉ có thể cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ ở bên ngoài lo lắng hướng bên trong nhìn. Hiên Viên Hồ phía trên, chính đang phát sinh một trận kinh thiên chiến đấu. Đó là một trận vây công. Xuất thủ người rất nhiều, Lý Thiên Mệnh đều thấy không rõ lắm ai là ai, dù sao Hiên Viên Hồ phần lớn kiến trúc, đều sụp đổ. Ầm ầm, Hiên Viên Hồ tầng băng bạo phá, hồ nước lên trời. Là hắn, Âu Dương Kiếm Vương ánh mắt lạnh lẽo, có chút khó mà tin được. Người nào, Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Độc Cô Tấn, độ kiếp phong hiện tại đệ nhất kiếp lão. Lý Thiên Mệnh nghe nói người này. Nghe đồn người này thực lực rất mạnh, tuy nhiên không có lên làm tông chủ, nhưng là tại toàn bộ Thái Cổ Thần Vực, có thể xếp hạng trước ba. Hắn là thần tông bên trong, không phải tam đại thị tộc thế lực tối cường giả. Âu Dương Kiếm Vương, Dịch Tinh Ẩn bọn họ, cũng không bằng cái này Độc Cô Tấn có quyền thế. Linh, tôn thần không có sao chứ? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Không biết, không nhìn thấy Nhiên Linh Cung nội bộ, bất quá, Nhiên Linh Cung bị hủy diệt một nửa, xem ra kết giới bị phá không ít. Âu Dương Kiếm Vương cau mày nói. Cái này Độc Cô Tấn, hắn là Cửu Cung Quỷ Tông chó săn. Vẫn là Âm Dương Ma Tông Lục Đạo Kiếm Tông người. Lần trước ám sát tôn thần người, không phải là hắn a? Lý Thiên Mệnh lo lắng hỏi. Hiện tại Cửu Long bàn thần kết giới đã phong bế, Âu Dương Kiếm Vương vào không được. Lý Thiên Mệnh ngược lại là có thể phá vỡ phong bế bình chướng, nhưng dạng này đi vào, khả năng thì lại nhận kết giới bản thân tiêu ký công kích. Loại này giúp không được gì cảm giác, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Lần trước ám sát tôn thần người, rất có thể cũng là Độc Cô Tấn, dù sao hắn có thực lực này. Bất quá, kỳ thật chúng ta cùng Độc Cô Tấn rất thân cận, hắn thậm chí chính là chúng ta người dẫn đường. Bằng vào ta đối hắn giải, hắn phải cùng những tông môn khác không có quan hệ, ám sát tôn thần, có thể là cá nhân hắn hành động. Âu Dương Kiếm Vương nói. Vì cái gì nói như vậy? Việc này đối với ngươi mà nói, có chút phức tạp. Âu Dương Kiếm Vương nói. Không sao, ta muốn biết. Vậy ta thì lớn lên lời nói ngắn lời nói. Thiên Mệnh, theo cái này lần thiên hạ đệ nhất hội, kỳ thật có thể thấy được, lấy Cửu Cung Quỷ Tông cầm đầu ngũ đại thần vực, mục tiêu của bọn hắn. Căn bản cũng không phải là tôn thần đơn giản như vậy. Tôn thần chỉ là dẫn tử, là bọn họ lấy cớ, Cửu Cung Quỷ Tông càng muốn dùng hơn lấy cớ này, cùng cái kia bốn cái tông môn cùng một chỗ, một lần nữa chia cắt Viêm Hoàng Đại Lục, diệt đi bộ phận thần vực, thậm chí có dã tâm rất lớn. Cho nên, trước kia nghe đồn bọn họ muốn giết Thái Cổ Thần Tông đệ tử, bức bách chúng ta giao ra tôn thần, kỳ thật đây đều là ngụy trang, bọn họ căn bản không muốn tại thiên hạ đệ nhất hội đối phó tôn thần. Dù sao tôn thần vừa chết, bọn họ liền không có viện cớ. Bọn họ muốn chỉ là thiên tinh cảnh, đồng thời cho tam tài, ngũ hành cùng bát quái ba cái tông môn tạo áp lực. Âu Dương Kiếm Vương nói. Cái này cùng Độc Cô Tấn có quan hệ gì? Lý Thiên Mệnh tâm loạn như ma. Hắn tại lúc nói chuyện, trực tiếp đưa tay trái ra, dự định xé mở cái này Cửu Long bàn thần kết giới, để Âu Dương Kiếm Vương mang chính mình đi vào. Liền sợ đi vào, liền Âu Dương Kiếm Vương. Đều chịu không được kết giới này công kích. Độc Cô Tấn đại khái là muốn giết tôn thần, gãy mất bọn họ lấy cớ, để bọn hắn không thể nào xuất binh đi. Đoán chừng tôn thần vừa trở về, hắn thì loại suy nghĩ này. Hắn nhất định tự cho là, đây mới là đối Thái Cổ Thần Vực phương thức tốt nhất. Cho nên ta nói, hắn ở cái này trước mắt ám sát tôn thần, rất không có khả năng là Cửu Cung, lưỡng nghi cùng lục đạo chỉ thị, bởi vì cái này ba cái tông môn. Đều hận không thể tôn thần sống đến bọn họ công chiếm Thái Cổ Thần Vực. Ngươi vừa mới đánh bại Hắc Ảm, nếu để cho ngươi cầm tới thiên hạ đệ nhất, thần tông sẽ chỉ càng thêm vào tiếp theo tâm, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, hắn cảm thấy khả năng này là cơ hội cuối cùng. Âu Dương Kiếm Vương nói lên những lời này, xem ra có chút khó chịu. Rất hiển nhiên, bọn họ bình thường cùng Độc Cô Tấn quan hệ vẫn còn. Dù sao, đại gia xuất thân giống nhau. Độc Cô Tấn xuất thủ. Kỳ thật vẫn là đến từ cái kia ngũ đại thần vực áp bách. Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu rõ người này. Hắn càng không muốn đi suy nghĩ hắn hành động đúng sai,
hắn chỉ biết là Độc Cô Tẫn muốn giết là Khương Phi Linh. Thế đạo quá hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh mới đến, có lúc xác thực rất khó chịu, căn bản không biết ai có thể tín nhiệm. Nói thí dụ như cái này Âu Dương Kiếm Vương, cho tới nay quan hệ cũng không tệ. Thế nhưng là, cùng hắn xuất thân một loại trận doanh Độc Cô Tẫn, đều xuất thủ. Hắn có phải hay không là ẩn núp tại bên cạnh mình, chờ đợi cơ hội cái kế tiếp Độc Cô Tẫn. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, Tôn Thần vừa chết, Ngũ Đại Thần Vực liền không có xuất chiến lấy cớ, chẳng phải là liền có thể bảo trụ Thái Cổ Thần Vực bình an. Kỳ thật xuất chiến lý do thứ này, nói có là có, hôm nay là Tôn Thần, ngày mai lại là còn lại, Cửu Cung Quỷ Tông một lần nữa lớn mạnh, trăm năm ngàn năm tổng sẽ ra tay, Độc Cô Tẫn thật sự là ma chướng. Âu Dương Kiếm Vương buồn bực nói. Âu Dương Kiếm Vương bọn họ, phí hết tâm tư nghĩ ra được Hiên Viên Đạo tín nhiệm. Nhưng hôm nay, Độc Cô Tấn cái này vừa ra tay, giả nếu bọn họ thật một mảnh chân thành, vậy liền thật khó chịu. Thiên Mệnh, chúng ta lần này, thật cô phụ Tôn Thần cùng Hiên Viên Đạo tín nhiệm, ai? Âu Dương Kiếm Vương lắc đầu giận dữ nói. Mang ta đi vào đi. Lý Thiên Mệnh dùng tay trái hắc ám cánh tay, đã thành công xé mở Cửu Long bản thần kết giới. Ngươi làm sao làm được? Âu Dương Kiếm Vương cả kinh nói. Không trọng yếu, Lý Thiên Mệnh nói. Thành. Âu Dương Kiếm Vương lôi kéo hắn, vọt vào trong kết giới. Đúng vào lúc này, cái này Cửu Long bàn thần kết giới trên không, phát ra một tiếng nổ tung, lại có người cưỡng ép phá vỡ bình chướng, liền xông ra ngoài. Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến đến, lấy con mắt thứ ba, đại khái thấy rõ ràng, người kia quả nhiên là Độc Cô Tẫn. Hắn cùng hai đầu huyết sắc thần long, toàn thân máu me đầm đìa, xông ra kết giới, trong đó cái kia hai đầu huyết sắc thần long, có một đầu gãy mất hai cái long chảo. Bọn họ trở lại Độc Cô Tấn cộng sinh không gian bên trong, Độc Cô Tấn đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, lấp lóe mà đi. Hắn đây là muốn trốn. Độc Cô Tấn thanh âm, tại Hiên Viên Hồ trên không phiêu đãng. Tôn Thần bất tử, Thái Cổ Thần Vực sẽ chỉ nghênh đón tận thế. Ta Độc Cô Tấn cam nguyện làm lịch sử tội nhân, các người ngu xuẩn mất khôn ngăn cản tại ta, sớm muộn tự ăn ác quả, hối hận không kịp. Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý. Ba cái hạng người vô năng, Thái Cổ Thần Tông, sớm muộn đoạn tuyệt các ngươi chi thủ. Hắn biến mất trong nháy mắt, thanh âm lại còn đang vang vọng. Ngay sau đó, hai bóng người mang theo cộng sinh thú đuổi theo. Bọn họ đồng dạng là lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như là Phương Thái Thanh cùng Kiếm Vô Ý. Độc Cô Tấn tạm thời chạy trốn. Nghe Độc Cô Tấn ý tứ, giống như ám sát không thành công, Lý Thiên Mệnh bỏ đầy con kiến tâm, cho tới giờ khắc này mới đã thả lỏng một chút. Ngay cả như vậy, trong lồng ngực lửa giận vẫn đang lăn lộn. Cái gì thời điểm, sinh tử của chúng ta, có thể từ chính ta chúa tể. Cái này vòng xoáy, càng ngày càng sâu. Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhìn tận mắt Độc Cô Tấn trọng thương bỏ chạy. Bỗng nhiên, hắn nhìn đến Độc Cô Tấn trên thân, bỗng nhiên tản mát một nói ánh sáng màu vàng óng. Này làm sao giống như là nhiên linh hỏa diễm. Lý Thiên Mệnh tâm lý giật mình. Ngọn lửa màu vàng óng kia ở trên không rất nhanh hóa thành linh thể, đã mất đi cảm giác nóng bỏng. Sau đó, nàng giống như tìm được Lý Thiên Mệnh, cấp tốc rơi xuống, dung hội tiến vào Lý Thiên Mệnh thân thể. Đây là Phụ Linh. Linh Nhi, người đi ra rồi. Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Phụ Linh trạng thái, bọn họ trên cơ bản tương đương tâm linh câu thông. Không có cách, Phương Lão Thái Bà ngăn không được hắn, ta chỉ có thể phân cách thân thể, dùng nhiên linh đi thiêu hắn. Tranh thủ đến thời gian, để Phương Lão Thái Bà mang theo tiên thiên thần thai rút lui. Khương Phi Linh thanh âm yếu ớt, xem ra rất là mỏi mệt. Ngươi dùng nhiên linh, hiện tại không có sao chứ. Lý Thiên Mệnh tâm lý lửa càng mãnh liệt. Hắn không có tận mắt nhìn thấy, không biết đến cỡ nào mạo hiểm. Nàng liền nhiên linh đều sử dụng, tuyệt đối là sinh tử một đường. Không có việc gì, ca ca không cần lo lắng, ta hiện tại mạnh mẽ hơn không ít, đã đến cổ thánh cảnh đỉnh phong. Nhiên linh sử dụng tác dụng phụ sẽ không quá lớn, tăng thêm ta không có đem hết toàn lực, cho nên nghỉ ngơi một chút liền tốt, người dẫn ta về tiên thiên thần thai bên kia. Khương Phi Linh sợ hắn lo lắng, liền vội vàng nói xong. Thật lâu không có Phụ Linh, nàng trở lại trong thân thể, dẫn đến Lý Thiên Mệnh sinh tử kiếp lực đều phát sinh bành trướng, khí thế tăng vọt. Ong ong ong. Ngay sau đó, Cửu Long bàn thần kết giới bắt đầu công kích bọn họ. Bất quá. Hiên Viên Đạo rất nhanh liền xuất hiện, triệt bỏ kết giới công kích. Âu Dương, người đi ra ngoài trước, Hiên Viên Đạo trầm giọng nói.
Vâng, tông chủ, xin lỗi, Âu Dương Kiếm Vương chỉ có thể rời đi. Vừa mới cửu long bàn thần trong kết giới, chỉ có Thái Cổ Hiên Viên Thị Cường giả cùng Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý. Lấy Âu Dương Kiếm Vương bọn họ cùng Độc Cô Tấn quan hệ, Hiên Viên Đạo khẳng định sẽ trước hết để cho hắn ra ngoài. Hiên Viên Đạo sắc mặt tái nhợt. Hắn mở ra kết giới, đưa ngươi vào đến. Hắn hỏi. Chính ta mở, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi. Đúng, đặc thù thiên phú. Lý Thiên Mệnh nói. Ai, Hiên Viên Đạo thở dài, đối với hắn vẫy tay, ra hiệu Lý Thiên Mệnh đi theo hắn đi. Lần này phiền toái, Phương Thanh Ly nói, tôn thần một phân thành hai, một bộ phận hóa thành hỏa diễm thiêu tiến vào Độc Cô Tẫn thân thể, một bộ phận khác giống như đã mất đi thần hồn. Hiên Viên Đạo thanh âm khàn khàn nói. Tông chủ, không có việc gì, tôn thần trở lại trên người ta. Lý Thiên Mệnh nói. Có ý tứ gì? Một hồi tông chủ liền biết. Được. Bọn họ cùng một chỗ bước vào phá nát Nhiên Linh Cung. Có thể nhìn đến, có mấy cái Thái Cổ Hiên Viên Thị Tam Nguyên Kiếp Lão, sắc mặt đều có chút suy bại, có ít người trên thân bị thương. Toàn bộ Nhiên Linh Cung một mảnh hỗn độn. Lần này hộ thần, đã chứng minh Thái Cổ Hiên Viên Thị trung thành. Mặc kệ người bên ngoài như thế nào, chỉ ít hiện tại trong kết giới người, đều là tôn thần người ủng hộ. Hiên Viên Đạo mang theo Lý Thiên Mệnh một đường đi vào. Lý Thiên Mệnh lần nữa thấy được Phương Thanh Ly thanh sắc Phượng Hoàng. Cái này Phượng Hoàng lại lần nữa toàn thân vết máu, có chỉ cánh cơ hồ bị cắn đứt, lộ ra nhưng đã thân chịu trọng thương. Tại dưới thân thể của nó, Phương Thanh Ly toàn thân huyết khí, trên thân còn có huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt. Nàng hấp hối, dáng chống đỡ lấy, đem tiên thiên thần thai bảo hộ tại sau lưng. Tôn thần, lão nô có tội, lão nô không thể hộ ngươi chu toàn. Phương Thanh Ly nước mắt rơi như mưa. Máu và nước mắt lăn lộn cùng một chỗ, hai vai đều đang run rẩy. Nàng quỳ bái dập đầu thời điểm, một đạo linh thể theo Lý Thiên Mệnh trên thân, chuyển rời đến tiên thiên thần thai trên thân. Khương Phi Linh rụi rụi con mắt, vịn Lý Thiên Mệnh đứng lên. Vội cái gì, chỉ là một tên tiểu bối, còn muốn giết chết ta. Ha ha, Khương Phi Linh tiếng cười rất là lạnh lùng, rất được tôn thần tinh túy. Tôn thần, Phương Thanh Ly mừng rỡ, Hiên Viên Đạo trực tiếp quỳ xuống. Tôn thần thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng, trách không được Độc Cô Tấn, nói hắn không thành công. Phương Thanh Ly trong mắt tràn đầy sùng kính. Dù sao đối bọn hắn tới nói, thân thể một phân thành hai chuyện này, vẫn là rất kỳ quái. Đã từng Hiên Viên Si móng tay bên trong, cũng có 10 loại năng lực. Bất quá, đó là 10 vạn năm trước sự tình, đoán chừng không có tư liệu lịch sử ghi chép. Độc Cô Tấn lại lần nữa ám sát thất bại, ngược lại để bọn họ càng thêm thần hóa Khương Phi Linh. Nói thật, làm đã từng thần, nàng hiện tại rất cần phô trương thanh thế, lấy chấn nhiếp thiên hạ. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy, để Phương Thanh Ly lưu tại Khương Phi Linh bên người rất là không ổn, dù sao nàng là Thái Thanh Phương Thị người, mà lại, nàng cho là mình giết đệ tử của nàng cùng cháu trai. Hắn cùng Hiên Viên Đạo nói qua ý tưởng này, có thể Hiên Viên Đạo bọn họ, tuyệt đối tán thành thị thần điện chủ đối tôn thần trung thành. Hôm nay, Phương Thanh Ly lại lần nữa thể sống chết bảo vệ Khương Phi Linh, đã chứng minh điểm này. Lý Thiên Mệnh đối thị thần điện không hiểu rõ lắm, nhưng hôm nay nhìn, giống như xác thực rất thể sống chết hiệu chung. Phương Thanh Ly xem ra, kém chút đem tánh mạng đều dựng vào. Lần này Khương Phi Linh thủ đoạn, những cái kia Thái Cổ Hiên Viên thì các cường giả đều thấy được, rất hiển nhiên, trong mắt bọn họ đối Khương Phi Linh, có rất nhiều tôn kính cùng sùng bái. Trong lòng quyết tâm, chỉ sợ càng kiên cố hơn. Khương Phi Linh quyết định rèn sát khi còn nóng, nói, kỳ thật cũng không có gì, có người bố cục quá thấp, ánh mắt thiển cận, bại lộ càng tốt hơn. Ta 100.000 năm đều có thể sống sót, chỉ bằng đám côn trùng này nhanh buốt, có thể làm khó dễ được ta. Lại này một ít thời gian, người nào trong khoảng thời gian này nhảy nhót qua, người nào từng có hài lòng, ta nhất thanh nhị sở. Đến lúc đó, chậm rãi tính sổ sách. Tôn thần ở trên. Mọi người ào ào quỳ xuống đất. Kỳ thật Khương Phi Linh chưa bao giờ từng tránh thức nổi giận. Lần này nói ra câu nói này, không biết sâu cạn mọi người, có thể cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thông. Nàng nói câu nói này thời điểm, Phương Thái Thanh cùng Kiếm Vô Ý, vừa tốt từ bên ngoài trở về, hai người đều nghe được. Tôn thần, Độc Cô Tấn chuẩn bị xong chạy trối chết bảo bối, chúng ta không đuổi kịp. Hai người bọn họ quỳ trên mặt đất, cúi đầu xuống. Về sau đâu, Khương Phi Linh nói. Về sau, hủy bỏ Độc Cô Tấn hết thảy chức vị,
trục xuất thần tông, liệt vào trọng phạm, trung thân truy sát. Phương Thái Thanh nói, không cần đến, đã đến giờ, ta tự mình trừng trị hắn. Khương Phi Linh nói, vâng, các vị, đường đường đệ nhất thần vực, nếu là nhát như chuột, héo rút sợ chiến, thực sự thẹn với liệt tổ liệt tông. Nên làm như thế nào, mọi người tâm lý rõ ràng. Ta sẽ không bạc đãi có công chi nhân, càng sẽ không bỏ qua có tội chi đồ. Khương Phi Linh nói, thanh âm của nàng không lớn, có thể nhưng lại có chấn nhân tâm phách lực lượng. Dù sao, nàng có tôn thần thân phận tăng thêm. Nói cho cùng, hắn đối mọi người tại đây tới nói, đều là thần bí. Bao quát nàng vừa mới đối phó Độc Cô Tẩn bản lĩnh. Để rất nhiều người ý thức được, kỳ thật tôn thần bản thân, thì có vô hạn khả năng. Đến mức nàng hôm nay nói những lời này, trước đó cùng Lý Thiên Mệnh thảo luận qua. Nếu là có cơ hội, xác thực muốn dựng nên một chút uy nghiêm, để những người này có lòng tin. Lý Thiên Mệnh cùng nàng đều tại trong cục, muốn cao chạy xa bay đều khó có khả năng, muốn tiếp tục sống, chỉ có thể để Thái Cổ Thần Vực phấn khởi kháng chiến. Tất cả mọi người tại tìm cơ hội. Thái Cổ Thần Tông cũng không có yếu như vậy, nhất là lần này thiên hạ đệ nhất hội, Lý Thiên Mệnh cơ hồ đoàn diệt ngũ đại thần vực, cũng là hạ mã uy. Vâng. Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo cùng Kiếm Vô Ý bọn người, quỳ gật đầu. Đến mức người nào nghe đi vào, người nào trong lòng có e ngại, vậy cũng không biết. Có lẽ trong lòng bọn họ, tôn thần cho tới nay, có chút rất giống tiểu nữ hài, có thể nàng hôm nay tại Độc Cô Tẩn ám sát bên trong, chỗ biểu hiện ra tỉnh táo, còn có hiện tại những lời này, cho thấy nhất định trưởng khống lực. Nói không chừng, nàng bày mưu tính kế đâu. Thu thập một chút, Khương Phi Linh lãnh đạm nói một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, nói, người đi theo ta. Đúng. Tôn thần. Lại nói thành dạng này, đã không sai biệt lắm. Nói thật, nàng dám nắm lấy cơ hội biểu hiện, cho Phương Thái Thanh bọn người một cái lời khuyên, để Lý Thiên Mệnh rất bội phục nàng. Kỳ thật những khi này, nàng thật vô cùng nỗ lực, thậm chí vẫn luôn đang tự hỏi, làm sao có thể để cho nàng cùng Lý Thiên Mệnh, tại cục diện như vậy bên trong sống sót. Hiện tại, giấu giếm nội ứng thất bại, hiện thân. Có thể ai nào biết, có thể hay không còn có cùng Độc Cô Tẩn một cái ý nghĩ người. Tôn thần vừa chết, ngũ đại thần vực không có khai chiến lấy cớ, danh không chính ngôn không thuận chiến tranh, rất ảnh hưởng sĩ khí. Độc Cô Tẩn người cô đơn, cho nên hắn có thể theo liền hành động. Những người khác không hành động, là không phải là bởi vì sau lưng liên lụy quá nhiều, một khi thất bại, liên lụy toàn tộc. Bất quá, Độc Cô Tẩn là thần tông trước ba cường giả, hắn thất bại tại Khương Phi Linh Nhiên Linh, sau này nội ứng, đã rất khó lại đụng đến nàng. Lý Thiên Mệnh cung kính đi theo Khương Phi Linh sau lưng, nhìn lấy tôn thần, bước vào còn không có phá nát tẩm cung, hắn đi vào theo. Những người khác, đã sớm thói quen bọn họ một chỗ. Tôn thần đi vào về sau, phía ngoài người đưa mắt nhìn nhau. Từ hôm nay trở đi, ta một bước đều không rời đi Nhiên Linh Cung. Ngoại trừ Thái Cổ Hiên Viên thì cùng thị thần điện chủ, những người còn lại không được bước vào Cửu Long bàn thần kết giới, hai vị tông chủ, các ngươi trung thành. Coi như tại Hiên Viên Hồ bên ngoài, tôn thần đều sẽ thấy. Hiên Viên Đạo nói, Thành, người Thái Cổ Hiên Viên thị nội bộ, cũng phải làm tốt sàng lọc. Phương Thái Thanh gật đầu dứt khoát. Người thì sao? Hiên Viên Đạo hỏi Kiếm Vô Ý. Ta không ý kiến, Kiếm Vô Ý nói. Thiên hạ đệ nhất hội vẫn còn tiếp tục, ta trở về chủ trì đại cục, nhớ đến để Lý Thiên Mệnh trở về. Phương Thái Thanh nói. Người chờ một chút, Hiên Viên Đạo nói. Muốn nói cái gì? Một cái 100.000 năm trọng sinh trở về thần, sao lại sợ con kiến hôi cản rỡ? Mời Phương Tông Chủ nghĩ lại, Hiên Viên Đạo nói. Không cần nghĩ lại, Thái Thanh Phương thị từ đầu tới đuôi, tự nhiên thủ hộ tôn thần đến cùng. Phương gia bất tử, thần Tông liền sẽ không diệt. Phương Thái Thanh nói. Nói hay lắm, Hiên Viên Đạo gật đầu, hắn lại nhìn về phía Kiếm Vô Ý, hỏi, người thì sao? Ta Thái Ất Kiếm tộc không bằng hai người các ngươi tộc. Nhưng nơi này là chúng ta căn, chúng ta tự nhiên vì thần tông cúc cung tẫn tụy, chết thì mới dừng. Kiếm Vô Ý nói. Trên mặt nổi, tất cả mọi người sẽ nói, Thái Cổ thần tông luôn có một ngày, ngóc đầu trở lại, tôn thần tuyệt đỉnh thiên hạ ngày, hy vọng tất cả mọi người tại. Hiên Viên Đạo nói. Hôm nay là thiên hạ đệ nhất hội kết thúc. Nhưng rất hiển nhiên, nhất định sẽ là mới giai đoạn bắt đầu. Một lần ám sát thất bại, để thần tông nội bộ sóng ngầm, sinh ra biến hóa kỳ diệu. Nhưng cuối cùng, người nào hướng nơi nào đi, người nào làm lựa chọn như thế nào, Hiên Viên Đạo cũng không biết.
trong tẩm cung. Khương Phi Linh đi chưa được hai bước, thì quay người trở lại, cùng Lý Thiên Mệnh cầm giữ ở cùng nhau. Ca ca, ta thật là sợ. Nàng hốc mắt đỏ bừng, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Ta biết, thật xin lỗi, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nhẹ phẩy phía sau lưng nàng. Ca ca, này làm sao có thể trách người đâu, chỉ là những người kia quá đáng ghét, lại hoặc là nói, là vòng xoáy này quá tàn khốc, mỗi người đều hãm sâu trong cục đi. Khương Phi Linh bất đắc dĩ nói. Không có cách nào trách tội Độc Cô Tấn, bởi vì hắn điểm xuất phát, là vì Thái Cổ Thần Vực. Nếu quả thật muốn oán hận, vậy thì phải oán hận Cửu Cung Quỷ Tông cầm đầu Ngũ Đại Thần Vực. Là bọn họ mở ra tham lam miệng, để mắt tới Thái Cổ Thần Vực, đối thần tông trên dưới tạo thành uy hiếp cùng áp bách. Không biết để ngươi như vậy lo lắng để phòng thời gian, còn bao lâu? Lý Thiên Mệnh cắn răng, trong lồng ngực lửa vẫn sáng rực thiêu đốt. Không có chuyện gì ca ca, chỉ ít nội ứng đã xuất hiện, chuyện sau này, cái kia chính là chiến tranh rồi. Khương Phi Linh nói. Ngươi yên tâm, mặc kệ có bao nhiêu người đánh tới, ta nhất định sẽ thủ ở trước mặt ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng tựa ở Lý Thiên Mệnh trong ngực gật đầu, bỗng nhiên thần sắc có chút yêu thương, nói. Ca ca, có phải thật vậy hay không như cái này Độc Cô Tấn suy nghĩ, ta chỉ cần chết rồi, những cái kia thần vực thì sẽ buông tha cho, chiến tranh sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Đừng có đoán mò, hợp tung liên hoành sự tình, chỉ cần có một phương độc đại, không ai cản nổi, dã tâm bừng bừng, sớm muộn đều sẽ phát động chiến tranh, lấy cướp bóc nhiều tư nguyên hơn cùng bảo vật. Coi như không có ngươi, khả năng trong ngắn hạn không sẽ động thủ, về sau sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là Thái Cổ Thần Tông không quá may mắn, đúng lúc cùng Âm Dương Ma Tông, Lục Đạo Kiếm Tông có thù, bị tuyển định làm chia cắt mục tiêu thứ nhất mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói, biết, thực sự không được, liền từ bỏ tiên thiên thần thai, ta vẫn là cùng trước kia, còn có thể cùng ngươi sớm chiều ở chung. Khương Phi Linh nói, không thành, từ bỏ tiên thiên thần thai, ngươi liền không thể tu hành, thọ mệnh chỉ có trăm năm không đến. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói, liền vĩnh sinh thế giới thành, đều tại tiên thiên thần thai bên trong. Ta biết, liền nói vạn bất đắc dĩ nha. Khương Phi Linh nói. Linh Nhi, người hôm nay biểu hiện rất không tệ, nhìn xem những lời này, có thể hay không để cho Phương Thái Thanh có chút lòng tin đi, thiên hạ đệ nhất hội về sau, một khi khai chiến, thần tông trên dưới một lòng xác thực rất trọng yếu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ta chính là lấy dũng khí, một trận nói mò, cũng không biết có hiệu quả hay không. Khương Phi Linh chu mỏ một cái. Có lẽ còn phải xem nhìn, ta có thể hay không cầm tới thiên hạ đệ nhất, Độc Cô Tấn vào lúc này xuất thủ, chính là sợ ta lấy đến thiên hạ đệ nhất. Dù sao, thiên tinh cảnh trí cao kiếp nguyên, giống như các đại tông môn đều rất coi trọng. Lý Thiên Mệnh trong mắt hỏa nhiệt. Ngươi bây giờ đi về tham chiến sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng. Ta cho ngươi phụ linh a. Khương Phi Linh nói. Đúng a. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên, bản lãnh này. Người đều thi triển qua, hiện tại cũng không có gì đặc thù, còn có thể cho bọn hắn gia tăng một số cảm giác thần bí. Vậy ta gọi bọn họ tiến đến. Sau đó không lâu, Hiên Viên Đạo cùng Phương Thanh Ly đi vào bọn họ trước mắt. Ta theo Thiên Mệnh đi ra xem một chút, có ta trợ giúp, hắn có thể mạnh hơn, các ngươi bảo vệ tốt thần thể của ta. Khương Phi Linh nói. Vâng, Hiên Viên Đạo cùng Phương Thanh Ly gật đầu. Tại bọn họ thần dị trong ánh mắt. Khương Phi Linh thân thể lại lần nữa một phân thành hai, một phần trong đó, đi tới Lý Thiên Mệnh trên thân. Tôn thần vậy mà làm cho Thiên Mệnh trực tiếp mạnh lên. Bọn họ rung động nhìn đến. Tiểu thủ đoạn mà thôi, Khương Phi Linh nói. Như thế, cần ta thiếp thân bảo hộ Thiên Mệnh sao? Hiên Viên Đạo hỏi. Không dùng, thần thể bất tử, ta tức không diệt. Khương Phi Linh nói. Hiên Viên Đạo yên tâm. Ngay cả như vậy. Hiên Viên Đạo vẫn là Hồ Hiên Viên Mộc Tuyết mẫu thân, chín đại thần điện chi chủ một trong, Hiên Viên Ngu, để cho nàng toàn bộ hành trình theo Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên Ngu, cũng là Hiên Viên Mộc Tuyết mẫu thân. Trong thời gian ngắn, so sánh Kiếm Vô Phong cùng Âu Dương Kiếm Vương, Hiên Viên Đạo vẫn tin tưởng chính mình người. Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn cáo biệt, quay về Tam Nguyên chiến trường. Hắn lần nữa trở về chiến đấu. Khác biệt chính là, bởi vì lần này ám sát, hắn cho đến nay. Vẫn lên cơn giận dữ. Trong lòng có vô hạn oán khí, chỉ hướng Cửu Cung Quỷ Tông. Bọn họ mới là vạn ác chi nguyên. Không có bọn họ, tại sao Độc Cô Tấn ám sát? Lý Thiên Mệnh đánh bại Hắc Ảm, cũng đã là tứ cường một trong. Chiến đấu kế tiếp, không có gì lo lắng,
trên cơ bản đều là không xuất chiến thì nhận thua. Diêm La, Bạch Nhiêu, Lâm Tịch Tịch cùng Lý Thiên Mệnh, trở thành tứ cường. Tiếp đó, chính là tứ cường tùy cơ xứng đôi. Phương Thái Thanh cùng Kiếm Vô Ý, vào lúc này về tới Tam Nguyên chiến trường. Trên thực tế, Viêm Hoàng Đại Lục những người khác, không có cách nào thông qua thiên nhãn kết giới nhìn đến thần tông tôn thần bị ám sát sự tình, cho nên người trong thiên hạ chuyên chú còn ở lại chỗ này thiên hạ đệ nhất hội phía trên. Thiên Nguyên Tông chủ, xin hỏi là ai, đâm giết các ngươi tôn thần nha? Âm Dương Ma Tông bên kia, truyền tới một, điên đảo chúng sinh, thanh âm. Rất hiển nhiên, là Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi. Giống như là của các ngươi đệ nhất kiếp lão độc cô tấn, cái này thú vị, vì cái gì chính các ngươi người, muốn ám sát các ngươi cao cao tại thượng tôn thần. Tứ Tượng Hải Tông Tông chủ Long Thương Nguyên cười lạnh hỏi. Đúng a, rõ ràng cái gì đều không phát sinh, làm sao chính các ngươi người, thì bị dọa đến run lẩy bẩy rồi. Thất Tinh Thiên Tông Tông chủ nói. 10 triệu chịu đựng, chúng ta đều còn không nói gì đâu, các ngươi thì quần khởi mà công, đem chính mình tôn thần làm thịt rồi, cái kia chê cười thì náo lớn. Biết mất mặt xấu hổ 4 chữ này, viết như thế nào sao? Cửu Cung Quỷ Tông bên kia cũng truyền tới thanh âm. Có thể tiết lộ một chút, Hiên Viên Si, chết chưa a? Lý Thải Vi cười nói. Trong lúc nhất thời, toàn trường cười. Tại trường hợp này, xảy ra chuyện như vậy. Truyền đi, xác thực làm trò hề cho thiên hạ. Cái này nuôi là tôn thần, vẫn là heo a, nói làm thịt thì làm thịt, chúng ta những thứ này đường xa mà đến khách nhân, đều vẫn không có thể thưởng thức một chút quá trình đây. Long Thương Nguyên mỉm cười cười to. Địa ngục chi chiến nhìn đến khó thụ như vậy, bọn họ cuối cùng dựa vào sự kiện này, một giải sầu tố, cười đến thống khoái. Ngoại địch ám sát, không tính mất mặt. Độc Cô Tấn cao như vậy thân phận, lại bỏ mạng xuất thủ, chính cho thấy thần tông bên trong rất nhiều người nội tâm e ngại. Sự kiện này có ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ là để cái kia ngũ đại thần vực cười nhạo. Càng làm cho còn lại 3 cái thần vực, không nhìn thấy thái cổ thần vực quyết tâm. Nếu như ngay cả thái cổ thần vực chính mình cũng là 5 bè 7 mảng, tôn thần nói giết thì giết, bọn họ nơi nào còn có đảm lượng, cùng thái cổ thần vực sóng vai tử chiến. Cho nên lúc này thời điểm, 3 cái kia tông môn, đều lựa chọn không có mở miệng. Thái cổ thần tông trên dưới, đều rất khó chịu. Mọi người nhìn về phía Phương Thái Thanh. Phương Thái Thanh trầm giọng nói, bất quá là tôm tép nhãi nhép, tự tìm đường chết thôi, mấy vị không cần đắc chí. Tôn thần là cao quý thượng thần, làm tức giận thần uy người, đã định trước thụ thiên chu địa diệt, ai cũng chạy không khỏi. Bây giờ cười đến vui sướng, ngày khác máu và nước mắt chảy khô sạch, liền biết cái gì gọi là tầm nhìn hạn hẹp. Câu nói này nghe nói là Độc Cô Tấn, kỳ thực uy hiếp cảnh cáo. Chỉ cần là cá nhân, đều có thể nghe được. Mà lại, câu nói này từ Phương Thái Thanh nói ra, càng có quyền hơn uy. Dù sao, gần nhất liên quan tới Thái Thanh Phương thị bất lợi truyền ngôn rất nhiều, hắn dù sao cũng là Thái Cổ Thần Tông đệ nhất tông chủ. Phương Thái Thanh sau khi nói xong, đối diện những người kia cũng không có đáp lại, chỉ có cười lạnh liên tục. Chuyện này, coi như thế lắng lại. Nhưng là, bởi vì Độc Cô Tấn ám sát, làm đến thần tông bị khuất nhục cùng chế giễu. Đây là sự thật không thể chối cãi. Rất nhiều thứ, không lại bởi vì Phương Thái Thanh một câu mà thay đổi. Bất quá, hôm nay trọng tâm, vẫn là thiên hạ đệ nhất hội. Thiên hạ đệ nhất chiến trường kết giới quang mang, còn tại du chuyển. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên không ở nơi này, nhưng kết giới quang mang vẫn là sẽ soi sáng trên người hắn, chỉ là còn không có cuối cùng khóa chặt. Tại Phương Thái Thanh lời nói vừa hạ xuống xong. Quang mang tuyển định tứ cường bên trong cái thứ nhất xuất chiến người Bạch Nhiêu. Sau đó, quang mang tiếp tục tại Lý Thiên Mệnh, Diêm La cùng Lâm Tịch Tịch ở giữa biến hóa. Bạch Nhiêu đối thủ sẽ là ai? Lo lắng công bố. Lại là Diêm La. Cửu Cung Quỷ Tông nội chiến. Rất nhiều người thở dài một hơi. Lý Thiên Mệnh rốt cục không dùng liên bại 3 người, mới có thể cầm tới thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, toàn bộ cửu cung thần vực thì rất khó chịu. Bọn họ muốn nhìn chính là, Diêm La cùng Bạch Nhiêu, phân biệt bạo ngược đối thủ. Kết giới quang mang tuyển định tuyệt đối công bình, đụng phải cũng là tỷ lệ, cũng không có cách nào. Tuyển ra Diêm La về sau, thiên hạ đệ nhất kết giới tác dụng, triệt để kết thúc. Lý Thiên Mệnh đối phó Lâm Tịch Tịch, đến đều không cần đến, Lâm Tịch Tịch liền sẽ nhận thua. Bất quá, Bạch Nhiêu không có nhận thua. Giờ khắc này, Cửu Cung Quỷ Tông xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai thiên tài. Bước vào giữa sân, đối chọi gay gắt. Mấy ngày nay vừa lấy được bảo bối, cũng đừng dùng,
người nào thắng, người nào liền đi giết Lý Thiên Mệnh, cầm thiên hạ đệ nhất. Diêm La nói, có thể, Bạch Nhiêu gật đầu, trong mắt tà hỏa mãnh liệt. Làm ngàn năm lão nhị, tại dạng này trường hợp chứng minh chính mình, cũng là nhân sinh chuyện trọng yếu nhất. Lý Thiên Mệnh theo Hiên Viên Hồ tới thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Hắn ở phía xa, liền nghe đến chiến đấu kinh thiên, liền đoán được là Cửu Cung Quỷ Tông nội đấu. Dù sao, Lâm Tịch Tịch không có khả năng cùng hai người bọn họ giao thủ. Bão tuyết trong chiến trường, một mảnh hỗn độn. Tình hình chiến đấu như thế nào? Lý Thiên Mệnh đến một lần liền hỏi. Diêm La nghiền ép đánh tan Bạch Nhiêu, hắn đột phá vào ngũ trọng tử kiếp. Cảnh giới này rất khủng bố. Viêm Hoàng Đại Lục chỉ ít có hơn ngàn năm, đều không người tại đệ tử giai đoạn, bước vào cảnh giới này. Hiên Viên Vũ Thịnh ánh mắt có chút run rẩy. Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tịch Tịch không dùng đánh. Nói cách khác, chân chính cuối cùng quyết chiến, lập tức bắt đầu. Lý Thiên Mệnh quyết đấu Diêm La. Theo Hiên Viên Hồ trở về, hắn đã sớm khống chế không nổi lửa giận trong lòng. Thiên hạ đệ nhất hội tiến hành đến hiện tại, chỉ còn lại hai người kia. Một cái Thái Cổ Thần Vực, một cái Cửu Cung Thần Vực. Một cái Tôn Thần đệ tử, một cái dứt khoát tiến vào, ngũ trọng tử kiếp, tuyệt thế yêu nghiệt. Ngàn năm qua cũng không từng có đệ tử, đến qua cấp độ này, chỉ cần Diêm La tương lai phát triển thuận lợi, thành tựu Lý Thải Vi, phong thanh ngục nhân vật như vậy không khó. Bây giờ, chỉ chờ Phương Thái Thanh tuyên cáo, Lý Thiên Mệnh liền muốn bước vào chiến trường, đi đối mặt cái này trận chiến cuối cùng. Thái cực phong hồ tuyết lớn đã hạ mấy tháng, hôm nay nghênh đón hung hăng phong bạo, bạo loạn cuồng phong giữa thiên địa gào thét, tiến đụng vào tam nguyên chiến trường, giống như là một đầu thiên địa cự thú, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Phong bạo xoắn tới lạnh lẽo tuyết hoa, cái kia tuyết hoa tựa như là ức vạn màu trắng lưỡi đao, giữa thiên địa bay tán loạn, phát ra chói tai tiếng rít âm. Như thế bão tuyết, tựa như là ngày tận thế, thiên địa trắng lóa như tuyết hỗn độn. Dạng này âm hàn thế giới, tìm kiếm phàm nhân căn bản không có cách nào sinh tồn. Ngoại trừ tuyết hoa bay tán loạn cùng cuồng phong gào thét, đã không có thanh âm nào khác. Thiên hạ chúng sinh thông qua thiên nhãn kết giới, thấy được Thái Cổ Thần Tông bão tuyết, rất nhiều lâu dài khốc nhiệt địa phương, căn bản không tưởng tượng nổi đặt mình vào tại vùng thế giới này, đến cỡ nào kinh tâm động phách. Đây là thiên địa lực lượng. Chúng sinh lực lượng đều đến tự thiên địa, tự nhiên tồn tại bản năng e ngại. Mặc kệ tam nguyên chiến trường chiến đấu cỡ nào kịch liệt, ngự thú sư cùng cộng sinh thú máu tươi tại chỗ, qua không được bao lâu, vết máu liền sẽ bị bão tuyết chìm ngập. Hô hô hô, còn chưa chiến đấu, cuồng loạn tiếng gió cũng đã để vạn chúng ngạt thở. Thiên địa mạnh nhất Cửu Cung Thần Vực, đối lên Tôn Thần trở về đệ nhất thần vực. Trận này quyết đấu, tại theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một trận số mệnh ở giữa giao phong. Lý Thiên Mệnh chắp tay sau lưng, đứng tại tam nguyên chiến trường rào chắn trước. Bão tuyết cuốn lên mái tóc dài của hắn, hắn toàn thân áo đen đã bị nhiễm đến trắng như tuyết, khắp khuôn mặt là tuyết mạt, liền lông mi đều bị đông lạnh thành bông tuyết. Thiên Mệnh, ngàn vạn phải dùng hết tất cả lực lượng đi chiến đấu, ai cũng không nghĩ tới, Diêm La còn có thể đột phá, hắn đã sừng sững tại Viêm Hoàng Đại Lục đệ tử đỉnh phong, người coi như lấy không được thiên hạ đệ nhất. Cũng nhất định muốn giữ được tính mạng. Chỉ cần bất tử, người sớm muộn siêu việt hắn, dù sao ngươi còn trẻ. Hiên Viên Vũ Thịnh ở bên cạnh hắn, nghiêm túc nói. Hắn, còn có chỗ đặc thù gì à? Lý Thiên Mệnh thanh âm lãnh đạm hỏi. Theo địa ngục chiến trường vừa ra tới, hắn liền đi Thiên Nguyên Đỉnh. Đang quyết đấu trước đó, kỳ thật hắn đối Hắc Ảm cùng Diêm La, cũng không lý giải sâu. Chỉ biết là bọn họ rất mạnh. Đã trải qua Hắc Ảm nhất chiến. Lý Thiên Mệnh mới tự thể nghiệm, Cửu Cung Quỷ Tông cái này ba người đệ tử, từng cái đều là siêu tuyệt nhân vật. Chỗ đặc thù, vậy dĩ nhiên so Hắc Ảm còn nhiều, Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Nói một chút chứ sao, Lý Thiên Mệnh nói. Lúc nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua Phương Thái Thanh. Phương Thái Thanh cùng hắn liếc nhau một cái, ánh mắt vẩy một cái, đại khái là đang hỏi hắn chuẩn bị xong chưa. Lý Thiên Mệnh đối với hắn nhẹ gật đầu. Hiên Viên Vũ Thịnh thì đang nói. Diêm La gia hỏa này, nghe nói hắn từ nhỏ đã bị phụ mẫu vứt bỏ tại Trầm Uyên chiến trường, lại thần kỳ sống sót, nghe đồn là một đám khát máu hung thú, đem nuôi lớn. Chính vì vậy, hắn tính cách âm u lạnh lùng khát máu, cùng Trầm Uyên chiến trường hung thú giống như đúc, cô độc cùng cố chấp. Hắn tuyệt đối là thiên địa đản sinh yêu nghiệt, tại Trầm Uyên chiến trường bị hung thú nuôi 10 năm, 10 tuổi sau mới tiến Cửu Cung Quỷ Tông, theo thú mạch cảnh bắt đầu tu luyện, ngắn ngủi hơn 10 năm.
một đường quật khởi đột phá tới này, nếu là hắn có thể theo thiên ý cảnh bắt đầu, hiện tại cảnh giới càng cao, đủ để vượt qua rất nhiều hơn trăm tuổi tu luyện giả. Ta nghe nói, hắn trời sinh tự mang, hung linh huyết mạch, trong huyết mạch có, hung linh khí tụ hợp vào lực lượng, làm cho nó cùng cộng sinh thú, biến đến cùng hung thú một dạng, lãnh khốc vô tình, không sợ sinh tử, chỉ biết là giết hại, liền chết còn không sợ. Trọng thương ngã gục cũng sẽ không cau mày người, đối phó xác thực rất khó đối phó, thường thường tiến vào cái trạng thái này, hắn sẽ toàn diện mạnh lên. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, vì cuối cùng quyết chiến, liền hắc ảm đều lâm thời hấp thu, thực mệnh độc, cửu cung thần vực đối thiên hạ đệ nhất tình thế bắt buộc, như thế nào không cho Diêm La chuẩn bị quan trọng thủ đoạn. Đây hết thảy, người đều phải làm tốt phòng bị a. Mắt thấy Phương Thái Thanh chuẩn bị tuyên bố bắt đầu quyết chiến. Hiên Viên Vũ Thịnh vội vàng đem tự mình biết hết thảy, một mạch cùng Lý Thiên Mệnh nói rõ ràng. Hắn là thật lo lắng. Diêm La lần này quan trọng đột phá, cơ hồ khiến toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục người, đều cho rằng hắn so nửa canh giờ trước, đánh tan hắc ảm Lý Thiên Mệnh mạnh hơn một cái cấp bậc. Liền xem như Thái Cổ Thần Tông đệ tử, nhìn Diêm La cùng Bạch Nhiêu nhất chiến, đối Lý Thiên Mệnh có chút bi quan. Bạch Nhiêu so hắc ảm cường. Diêm La nhẹ nhõm đánh tan Bạch Nhiêu. Như thế, cũng có thể thấy được bốn người bọn họ bên trong, bước vào tầng thứ năm tử kiếp Diêm La, tuyệt đối độc nhất lúc. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất, hẳn là loại này người độc hữu xưng hào. Hiện tại Thái Cổ Thần Vực, tại bạo tuyết bay tán loạn bên trong tĩnh mịch, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bọn họ không phải sợ Lý Thiên Mệnh chiến bại. Lấy không được thiên hạ đệ nhất, cũng không tính kém nhất kết quả. Dù sao, có thể đi đến một bước này, là Lý Thiên Mệnh cho bọn hắn to lớn kinh hỉ. Bọn họ sợ, chỉ là Lý Thiên Mệnh bị Diêm La chung kết, từ đó thiên tài vẫn lạc. Lấy bọn họ bây giờ đối Lý Thiên Mệnh kính nể cùng ưa thích, nếu là hắn bị chết ở đây, sợ là rất nhiều người đều sẽ tê tâm liệt phế. Hàng vạn hàng nghìn, phải sống. Miễn là còn sống, thì có hy vọng, người còn trẻ, nhất định không kém hắn. Hắn chỉ là đi trước một bước. Thiên Mệnh, người thay đổi hết thảy, kỳ thật nhận thua đều không mất mặt. Lưu được núi xanh. Không lo không có củi đốt. Lâm Tịch Tịch, Triệu Thiên Hành bọn họ, cũng nhìn không được khuyến cáo. Bọn họ đều ở nơi này, tận mắt nhìn qua Diêm La Bạch Nhiêu nhất chiến. Sự quan tâm của bọn hắn cùng lo lắng, Lý Thiên Mệnh đều nhìn ở trong mắt. Bất quá, tại tinh thần của hắn bên trong, không có rút lui có thể nói. Lại lần nữa cùng Khương Phi Linh sóng vai mà chiến, sinh tử lại có sợ gì? Hắn nhắm mắt lại. Các loại Phương Thái Thanh nói mấy cái kia chữ. Thì sau đó một khắc, hắn nghe được. Thiên hạ đệ nhất hội, cuối cùng quyết chiến, hiện tại bắt đầu. Từ Thái Cổ Thần Tông Lý Thiên Mệnh, quyết đấu cửu cung quỷ tông Diêm La. Người thắng, độc hưởng thiên hạ đệ nhất thanh danh tốt đẹp, độc chiếm thiên tinh cảnh năm đại chí cao kiếp nguyên. Oanh! Tuyên cáo vừa ra, chấn thiên động địa. Vô số cuồng nhiệt sôi trào thanh âm, tại Viêm Hoàng Đại Lục các nơi bao phủ ra. Tại Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Lục Đạo, Thất Tinh cùng Cửu Cung mấy cái này thần vực, nhiều người nhất hô hoán, là, Diêm La, giết hắn. Giết hại thanh âm, thông suốt thiên địa, xông lên toàn thế giới, rung động thương khung. Giết! Ngũ đại thần vực lửa giận lăn lộn, ý chí của bọn hắn, tựa như là ức ức vạn ánh mắt, treo ở tam nguyên chiến trường trên bầu trời, hung ác nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, mang theo vô tận chế giễu cùng chiêu tức. Diêm La! Đã là bọn họ sau cùng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Tại cái này bạo loạn chém giết hò hét bên trong, Lý Thiên Mệnh bọc quần áo một chút, tại thương sinh chứng kiến bên trong, gọn gàng mà linh hoạt nhảy xuống tam nguyên chiến trường, rơi vào cái này bão tuyết tàn phá bừa bãi trong thiên địa. Hô hô hô, cuồng phong cuốn lên quần áo cùng tóc dài, bay múa đầy trời, để hắn xem ra, giống như là trong gió lốc trắng như tuyết ma. Hắn chẳng những lựa chọn xuất chiến, càng là ngay đầu tiên. Cộng sinh thú đều xuất hiện. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, hoặc là quay chung quanh tại Lý Thiên Mệnh bên người, hoặc là chiếm cứ chiến trường. Kỳ thật không chỉ là bọn họ, còn có Lý Thiên Mệnh thể nội Khương Phi Linh. Người một nhà, cùng một chỗ. Một cái cũng không thiếu. Trên thế giới, còn có chuyện gì, giá trị đến đáng sợ sao? Rầm rầm rầm. Cái này đầy trời bão tuyết. Tựa như là ngũ đại người của thần vực cuốn lên mà đến như thế, điên cuồng kéo dắt bọn họ, nhưng lại làm cho bọn họ càng kiên định hơn đứng ở chỗ này. Bọn họ người đông thế mạnh, thế lực cường đại, trưởng khống thiên hạ.
Tại bọn họ chấn thiên gào thét bên trong, Diêm La xuất hiện. Trong gió tuyết, đối diện đi tới một cái thấp bé đơn bạc nam tử, chiều cao của hắn chỉ tới Lý Thiên Mệnh ở ngực, da thịt có vẻ hơi xám trắng, tướng mạo âm nhu yêu dị, đầu đầy đều là tóc xám, xem ra ảm đạm mà tử tịch. Hắn một đôi tinh hồng ánh mắt, quả nhiên giống như hung thú một dạng, để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Một đôi mắt này, chỉ có giết hại, không có bất kỳ cái gì cảm tình. Ánh mắt như vậy, cùng Trầm Uyên chiến trường đói khát hung thú, căn bản không có khác nhau. Hôm nay là ta buồn tẻ trong đời, đặc thù nhất thời gian. Tại thiên hạ người chứng kiến dưới, ta muốn ăn sống người thịt, uống người huyết, lấy ăn mừng ta đời này, cái thứ nhất huy hoàng thời khắc. Diêm La thanh âm khàn khàn, nghe giống như là dã thú gầm nhẹ, hắn lạnh lùng như cái này gió tuyết đầy trời, sát cơ đầy trời bao phủ, phong tỏa cả phiến thiên địa. Thật sao, đáng tiếc, làm thịt ngươi, với ta mà nói chỉ là thưa thất bình thường một ngày. Lý Thiên Mệnh nói. Hôm nay duy nhất không bình thường, cũng là Độc Cô Tẫn lần nữa ám sát Linh Nhi. Có thể, lấy cửu cung thần vực cầm đầu ngũ đại thần vực, mới thật sự là hắc thủ. Khương Phi Linh là hắn trong cuộc sống, trọng yếu nhất hai nữ nhân một trong A. Lý Thiên Mệnh trong lòng sát cơ cùng lửa giận, sớm đã chưa từng có bành trướng. Trông thấy Diêm La giờ khắc này, hắn liền đã sát khí tứ tán, Đông Hoàng kiếm trực tiếp nắm trong tay. Hắn từng bước một dẫm tại trên mặt tuyết. Kim tròng mắt màu đen ở trong cơn bão táp lóng lánh uy nghiêm bá đạo quang mang, đâm vào Diêm La trên ánh mắt. Diêm La không nói thêm gì nữa. Tại Lý Thiên Mệnh bắt đầu gia tăng tốc độ, xông phá bão tuyết, thẳng hướng hắn thời điểm, trên người hắn tràn ngập một cỗ huyết tinh chi khí. Cái kia chính là hung linh khí. Tại này huyết sắc cùng màu xám hỗn tạp hung linh khí ảnh hưởng phía dưới, hắn hơi hơi cung cấp thân thể, càng ngày càng hung sát, càng lúc càng giống hung thú. Trên người hắn tử kiếp chi lực hỗn hợp hung linh khí, liền đến càng cuồng bạo hơn. Hắn giờ phút này, đã không lại giống là một người, hắn hoàn toàn không có thần trí có thể nói. Chỉ có giết hại, chỉ có Lý Thiên Mệnh con mồi này. Hắn đói khát quá lâu. Hắn nói uống máu ăn thịt, tuyệt đối không phải nói đùa. Hung linh huyết mạch vừa ra, hắn liền đã mất đi chính mình, biến thành hung ma. Đối mặt Lý Thiên Mệnh đến, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Dữ tợn trong ánh mắt, tràn đầy đối con mồi khinh miệt. Cùng lúc đó, bạo tuyết bay tán loạn bên trong, từng tiếng cuồng bạo thú hống theo trong thân thể hắn bạo phát, chấn động toàn bộ tam nguyên chiến trường. Ai cũng biết, đó là hắn bốn đầu cộng sinh thú. Đều là bị hung thú nuôi lớn cộng sinh thú. Cái này bốn đầu hung hãn cộng sinh thú, là Diêm La bảng hiệu. Giống giống, phong bạo hỗn tạp trong tiếng giống giận dữ. Bốn đầu dữ tợn cộng sinh thú, xuất hiện tại Diêm La chung quanh. Thân thể của hắn rất nhỏ bé, nhưng cái này bốn đầu cộng sinh thú, vô cùng to lớn, hung tàn. Mỗi một đầu, đều là tại trong núi thây biển máu, giết ra tới hung ma. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ Diêm La xuất thân, nhưng là đối với hắn cộng sinh thú, có sự hiểu biết nhất định. Cái này bốn đầu cộng sinh thú, trong mắt điểm sao đều vượt qua 500, mỗi một đầu đều là cấp 5 sinh tử kiếp thú. Nếu là không có Lý Thiên Mệnh, Diêm La dạng này người, xác thực so Thiên Nguyên Tông lúc đầu đệ nhất đệ tử Hiên Viên Vũ Thịnh, cường lớn hơn nhiều lắm. Có thể nói, hắn cái này bốn đầu cộng sinh thú, lần nữa đưa tới thiên hạ tán thưởng. Nghe nói, Diêm La còn nhỏ bị ném vứt bỏ, chính là cùng cái này bốn đầu cộng sinh thú có quan hệ. Bọn họ sinh ra thời điểm phẩm giai không cao, có thể bốn đầu đều là hung sát chi thú, tuyệt đối điểm xấu dấu hiệu. Con thứ nhất cộng sinh thú là một con chim bay, toàn thân màu xám, trên thân một cái lông chim đều không có, ngược lại dài ra dữ tợn gai nhọn, giống như là điều hình hình dáng con nhím. Đáng sợ là, nó có 9 cái đầu, mỗi một cái đầu phía trên, đều có tinh hồng như hung thú một dạng ánh mắt. Đây là, vô mộng quỷ điểu. Con thứ hai cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh ngược lại là tương đối quen thuộc, đó là một cái thao thiết. Thao thiết huyết mạch rất rộng, trước mắt cái này một đầu toàn thân màu đen. Mọc đầy lớp vảy màu đen, nắm giữ hai cái đầu, còn có thô to tứ chi cùng móng vuốt, hai cái đầu đều có một trương miệng to như chậu máu, cái kia trên miệng có tầm vài vòng sắc bén hàm răng, lít nha lít nhít, tuyệt đối có thể đem con mồi xé rách thành thịt nát. Đây là, song đầu âm minh thao thiết. Không sai, Diêm La bốn đầu cộng sinh thú, loại hình hoàn toàn khác biệt. Về điểm này, hắn cùng Lý Thiên Mệnh, có thể nói cực kỳ tương tự. Hắn con thứ ba cộng sinh thú. Bề ngoài cùng châu có chút giống nhau, toàn thân lông tóc tinh hồng, trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng, trên lưng mọc ra một hai cánh,
có thể phá không phi độn, đáng sợ nhất là một đôi mắt, tựa như là vòng xoáy màu đen một dạng, người xem hoa mắt váng đầu. Đây là ám tinh quỷ nhãn cùng kỳ. Sau cùng một đầu cộng sinh thú, hắn mọc ra vô cùng cùng loại người mặt, lại mọc ra lão hổ một dạng thân thể, toàn thân lông tóc thật dài, xõa xuống, vừa dài lấy heo miệng cùng hàm răng, còn có một đầu lớn lên mà thô to cái đuôi, giống như là một đầu roi sắt. Bộ lông của nó hiện lên màu vàng sẫm, thân thể rất bẩn loạn mùi hôi, lông tóc xem ra có loại dao động cuồn cuộn cảm giác. Cái kia hùng tráng trên thân thể, hết thảy dài ra 8 đầu cùng loại cánh tay của người, lúc này thời điểm còn nắm 8 loại kiếp khí, xem ra cần phải còn tu luyện một số chiến quyết. Đây là Bát Tý Hoàng Tuyền Đào Ngột. Bọn họ đều có hung linh huyết mạch, làm Diêm La đã không có thần trí thời điểm, cái này 4 cái cộng sinh thú cũng giống như thế. Bọn họ nhìn chòng chọc vào, Lý Thiên Mệnh cùng hắn cộng sinh thú nhóm, mỗi người há miệng miệng to như chậu máu. Bọn họ không chỉ là muốn giết người, càng là muốn ăn sống đối thủ. Trên thực tế, Diêm La tu luyện chém giết con đường, ăn hết đối thủ vô số. Không chỉ là hắn cộng sinh thú ăn, tại hung linh khí ảnh hưởng dưới, có lúc chính hắn đều ăn. Chỉ có lúc tỉnh lại, hắn mới buồn nôn nôn mửa. Đây là hắn hung linh huyết mạch mang tới số mệnh. Hắn không thể nào kháng cự, vì mạnh hơn, hắn chỉ có thể con đường này đi đến cơ sở. Giờ khắc này, Diêm La trong hai tay đều lấy ra binh khí, nhất đao nhất kiếm. Đao kiếm, đều có 8 đầu kiếp văn, tầng thứ phi thường cao. Trong đó, cây đao kia rất rộng rất lớn, giống như là một tòa môn, màu đen âm u, quỷ khí trùng điệp. Đây là quỷ môn trảm đao, nghe nói chuyển thành trảm thủ mà sinh. Hắn trái kiếm trong tay, toàn thân mờ nhạt. Nằm ngang nhìn, giống như là một dòng sông. Phía trên điêu khắc thi hài cùng oan hồn, âm khí nặng trọng, chấn nhiếp tâm hồn. Đây là Hoàng Tuyền Âm Hà Kiếm. Kiếm chỗ đến, chính là Hoàng Tuyền Địa Ngục. Diêm La tay cầm nhất đao nhất kiếm, như ác quỷ đi vào nhân gian, mang theo 4 con hung thú, đến đây câu hồn đoạt phách lấy mạng. Ta muốn bắt đầu, hiện tại, tiễn ngươi lên đường. Hắn còn có thể nói ra câu nói này, nói rõ hắn còn có chút điểm thần trí. Nhưng là, đến đón lấy chỉ cần đánh lên, hắn thì không còn có cái gì nữa. Hai người đều là không nói nhảm người. Cơ hồ là trong nháy mắt, sống và chết đọ sức, liền tại cái này bão tuyết bên trong nhấc lên. Hai người đều là một người 4 thú, mà lại 4 thú loại hình, mỗi người khác biệt. Bất quá, Lý Thiên Mệnh nắm giữ tiên tiên về sau, hình thức chiến đấu cùng đối phương căn bản không nhất trí. Diêm La rất cường thế, đã hắn lựa chọn cường công. Lý Thiên Mệnh liền lựa chọn lấy thủ thay công. Hắn dùng thần trí đổi giết hại năng lực, ta càng phải dùng trí tuệ chiến đấu, mà không phải cùng đối phương so đấu huyết tinh. Trong lòng của hắn rõ ràng. Đây tuyệt đối là một trận sinh tử hung hiểm chiến đấu. Tiên tiên. Lý Thiên Mệnh đầu tiên liền để tiên tiên, đứng ở chỗ này vững vàng gót chân, triệt để trưởng khống chiến trường. Nó màu đen sợi dễ tại trong lúc vô hình đã lan tràn, thật sâu cắm dễ tại cái này tuyết động phía dưới. Một đỏ một trắng hai đóa hoa, tại cái này bão tuyết bên trong chứa đựng. Đầy trời dây leo, cành lá tản ra, chiếm cứ chỗ cao, tùy thời đáp xuống. Phóng. Lý Thiên Mệnh trong tay Đông Hoàng kiếm chấn động. Trong lúc nhất thời, đế vực kiếm hoàng kết giới căng ra, chiếm cứ toàn bộ chiến trường. Bạo loạn kim kiếm khí màu đen, bốn phía bao phủ. Tự mang kết giới, tự nhiên trưởng khống chiến trường. Linh Nhi, để ta xem một chút, người những năng lực kia. Hiện tại tới trình độ nào? Ân, sớm thì chuẩn bị xong. Nghịch thiên cải mệnh người, không chỉ là Lý Thiên Mệnh chính mình. Khương Phi Linh, cũng là. Nàng tại Nhiên Linh cung cái này thời gian lâu như vậy, trên cơ bản không có nhàn rỗi. Một cái đánh nhau đấu, một chút hứng thú cùng thiên phú đều không có cô nương, lại đem tất cả nỗ lực, đều dấn thân vào tại trên tu hành. So với Diêm La tứ đại cường công loại hình cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh trên người khống chế thủ đoạn. Muốn nhiều ra rất nhiều. Bây giờ Khương Phi Linh trở về, loại thủ đoạn này sẽ chỉ phong phú hơn. Siêu siêu siêu. Đế vực kiếm hoàng kết giới bao phủ toàn trường, cùng khởi nguyên thế giới thụ trùng hợp. Đế chi kiếm khí hòa hoàng chi kiếm khí, cùng cành lá dây leo dây dưa, ngay đầu tiên thì xông về 4 đầu hung tàn cự thú. Tăng thêm đao kiếm nơi tay Diêm La, tương đương với 5 con hung thú. Cái kia Bát Tý Hoàng Tuyền Đào một trên cánh tay đao thương kiếm kích. Vậy mà đều là 67 điều kiếp văn kiếp khí. Hống hống hống. Cự thú gào rú vang vọng toàn trường. Trong đó,
cái kia vô mộng quỷ điểu chín cái đầu kêu to, càng là bén nhọn chói tai, nghe được người hai lỗ tai kịch liệt đau nhức. Trước tiên, vô mộng quỷ điểu ngay tại Diêm La trước đó, đem trên thân vô số gai đen bộc phát ra. Cái kia gai đen cùng tiên tiên vệ huyết kiếm vũ tương tự, số lượng không bằng vệ huyết kiếm vũ, có thể tuyệt đối sắc bén hơn bén nhọn. Thả mắt nhìn đi, tựa như là ngàn vạn mũi tên, lao vút mà đến, xuyên thấu vô số bão tuyết. Phốc phốc phốc, tiên tiên thánh quang đằng mạn, kết thành trắng sáng lóng lánh thuẫn bài, ngăn tại tất cả mọi người trước mắt. Thánh quang lực lượng rất mềm mại, lại lấy nhu thắng cương, đem vô mộng quỷ điểu cái này, không mộng hồn thứ, thần thông, chặn hơn phân nửa uy lực.